Chương 61. Mẹ mày muốn chết hả? Thẩm Việt chưa từng bị đối xử như vậy nơi công cộng liền thẹn quá hóa giận. Cho dù trong lòng gã có tư tưởng không an phận với Kỷ Nhiễm thì bây giờ đã hoàn toàn nổi điên rồi. Gã vừa giơ tay lên, Thẩm Chấp động đậy. Cậu đứng trước mặt Thẩm Việt, ánh mắt lạnh giá tận xương, nói: Thẩm Việt, nhân lúc tao còn chưa ra tay mày biến nhanh đi. Thẩm Việt nghiến răng nhìn cậu. Người Thẩm Việt hận nhất không phải ai khác chính là Thẩm Chấp trước mắt này. Thẩm Việt là cháu đích tôn nhà họ Thẩm, ba gã là con cả nên gã cũng thành đích tôn. Từ nhỏ gã đã nhận hết cưng chiều nên tất nhiên dưỡng ra tính tình duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn, câu nói đầu tiên khi Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Chê kẻ tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý. Chẳng qua nếu lúc bé ăn nói ngang ngược người lớn còn khen bướng bỉnh nghịch ngợm đáng yêu. Thẩm Việt cũng coi như không chịu thua kém, gây đủ chuyện thị phi trong trường, luôn ỷ nhà mình có tiền bắt nạt người khác không ít lần, thành tích học tập cũng không tốt. Vốn dĩ chuyện chẳng lớn, mấy đứa con trong gia đình như họ dù thành tích kém vẫn vào được trường đại học danh tiếng. Thậm chí ngay cả trường có tiếng ở nước ngoài đều có thể thông qua nhiều cách để đi vào. Hư thì cứ hư, vẫn còn thứ khác để bù vào. Hai đứa con nhà chú hai tư chất cũng thường thường nên tất nhiên Thẩm Việt không sợ. Kết quả vốn trong nhà chú ba không con đột nhiên nhận đứa con riêng bên ngoài về. Thẩm Việt lén nghe ba mẹ gã chửi bới, nói chú ba làm vậy để tranh đoạt tài sản ông cụ. Thẩm Việt luôn luôn cảm thấy chính mình là cháu đích tôn nên sản nghiệp nhà họ Thẩm về sau phải do gã kế thừa. Ba gã kế thừa vị trí chủ tịch của ông nội, còn gã sẽ kế thừa vị trí của ba gã. Đây mới là chuyện theo lẽ thường. Dựa vào cái gì mà chú ba dám cướp vị trí của ba gã, còn đưa đứa con riêng về để cướp đoạt nữa? Ngay từ đầu, Thẩm Việt đã rất khó chịu với đứa con riêng mới xuất hiện này, thậm chí còn liên hợp với con nhà chú hai để cô lập mình Thẩm Chấp. Phàm tới ăn cơm trong nhà lớn nhà họ Thẩm không ai bằng lòng chơi với Thẩm Chấp. Ai ngờ tên Thẩm Chấp bọn họ luôn coi thường kia lại là thiếu niên thiên tài. Luôn đứng đầu các cuộc thi do trường tổ chức, điểm số vượt xa người đứng thứ hai, đoạt giải thi toán nhiều như cơm bữa. Dù Thẩm Việt lớn hơn cậu vài tuổi vẫn bị kéo ra so sánh với cậu. Không bị so sánh sẽ không tức chết, cha mẹ Thẩm Việt với bản thân gã đều nhanh bị tức chết rồi. Trước kia mọi người đều giống nhau kẻ tám lạng người nửa cân. Bây giờ một mình Thẩm Chấp đè lên đầu họ làm họ không ngẩng đầu lên được. Đừng nói tới chuyện gã tỏ vẻ ta đây trước mặt Thẩm Chấp mà ngay cả mặt mũi đều mất sạch. Huống chi từ lúc Thẩm Chấp về nhà họ Thẩm ông cụ cực kỳ chú ý đến cậu rồi còn nói với mấy con trai rằng Thẩm Chấp là đứa cháu giống bà cụ Thẩm nhất. Ông bà cụ làm vợ chồng từ thời thiếu niên nên tình cảm rất tốt, quả chẳng bà cụ bị bệnh tim qua đời sớm. Bây giờ có đứa cháu giống bà cụ khiến ông cụ thích Thẩm Chấp không thôi. Ngay cả Thẩm Kỷ Minh đều không nghĩ tới chiêu này có tác dụng lớn vậy, ông ta nhanh chóng vượt qua hai anh trai mình. Thẩm Việt từng nhìn thấy bộ dáng Thẩm Chấp tức giận, thằng nhóc này thực sự rất hung ác, trước đó có lần bọn họ đang ăn cơm ở nhà lớn thì không biết ai nhắc đến mẹ Thẩm Chấp. Bình thường ở nhà họ không thiếu nghe cha mẹ mình mắng chú ba, nói ông có ý xấu nên tìm đứa con riêng về để tranh gia sản. Vì thế lúc nhắc đến mẹ ruột Thẩm Chấp không có lời hay ho nào. Đoạn thời gian đó cha mẹ họ nói quá nhiều thêm nữa sự bất công từ ông nội mà mắt thường có thể nhìn thấy được nên một đám oán hận, hận không thể chỉ vào mũi Thẩm Chấp mắng cho hả giận. Cả đám đang nói vui vẻ, không ngờ quay đầu lại thấy Thẩm Chấp đứng bên ngoài. Tình cảnh khi đó rất xấu hổ, nhưng Thẩm Việt thấy bộ dáng vẻ mặt thâm trầm của Thẩm Chấp cảm thấy một đứa con nít mà làm ra vẻ nên bắt đầu khiêu khích. Cuối cùng gã bị Thẩm Chấp đánh chảy máu mũi. Lúc ấy còn kinh động tới cả người lớn, tất nhiên Thẩm Chấp bị dạy dỗ còn Thẩm Việt cũng không có kết cục tốt, dù sao gã mắng mẹ Thẩm Chấp đồng thời dính tới chú ba. Hai người kết thù từ đó. Rồi Thẩm Chấp từ thiếu niên thiên tài biến thành tên thích đánh nhau trong trường không chuyện xấu nào không làm, lúc đầu Thẩm Việt còn rất đắc ý, cảm thấy bất quá Thẩm Chấp cũng chỉ có vậy. Nhưng ông nội không trách Thẩm Chấp mà còn thường xuyên kêu cậu về nhà lớn ăn cơm. Bây giờ Thẩm Việt càng coi cậu như cái đinh trong mắt. Trước mặt tao mày còn dám ra vẻ ta đây, mẹ mày, Thẩm Việt chửi mẹ theo thói quen ai ngờ người đối diện bước lên một bước. Thẩm Việt bị dọa ngậm miệng lại. Gã bị Thẩm Chấp đánh một lần nhớ mãi không quên, mặc dù gã thích chơi bời nhưng không giỏi đánh nhau. Bằng không lúc trước không đến nỗi bị Thẩm Chấp ấn trên đất đánh. Những người đi cùng gã bước tới chỗ này, tất cả mọi người đều thấy cảnh Kỷ Nhiễm hắt trà sữa lên người gã. Thấy sắp xung đột nên họ vội tới đây để giúp đỡ. Anh Thẩm, anh không sao chứ? Có người lập tức hỏi.
Người nọ vốn muốn vuốt mông ngựa Thẩm Việt, nhưng lúc này Thẩm Việt nhếch nhác như vậy, gã hận không thể để cả thế giới này không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của gã mới tốt. Hét lớn, tụi bay mù à, hai chúng nó. Kỷ Nhiễm nghe vậy bật cười, sao, mày muốn đánh người ở nơi công cộng à, mày nghĩ bản thân mày có thế một tay che trời. Thứ đồ chơi ngu ngốc. Trong lòng Kỷ Nhiễm im lặng mắng một câu. Thẩm Việt liếc cô nhưng Kỷ Nhiễm không hoảng sợ chút nào, cô quơ quơ di động trong tay, bình tĩnh nói, nếu mày không cút nhanh tao sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy, vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy mày quấy rối tao. Thẩm Việt nghe vậy liền sặc, mất hết mặt mũi. Giờ muốn ra tay cũng không có khả năng, ở đây có bảo vệ nên chắc chắn chỉ cần họ động tay động chân thôi bảo vệ sẽ đến ngay. Thẩm Việt hung ác nhìn Kỷ Nhiễm, tức giận nói, cô chờ đó. Kỷ Nhiễm không chút khách khí trợn mắt lại gã, thản nhiên trả lời, ư. Cô gái này trời sinh không biết chữ sợ viết thế nào, đặc biệt kiểu con cháu gia đình có tiền này, nói thật, nhiều lắm họ chỉ dám lấy tiền để quấy phá em gái thôi, chứ đám người này không có lá gan làm chuyện xấu hơn. Thẩm Việt tức đến xanh mặt, mấy người đứng sau gã lại cố nghiêm mặt nhìn cười. Em gái này có bộ dáng xinh đẹp thêm vào đó tính cách còn thú vị. Có người trời sinh đã có năng lực chọc chết người không đền mạng. Thẩm Việt thấy mình thật xui xẻo, vừa đúng lúc thang máy xuống đến nơi gã liền đi vào, không quay đầu rời khỏi đây. Kỷ Nhiễm nhìn thang máy, sau đó mới quay qua nhìn sang Thẩm Chấp. Sắc mặt Thẩm Chấp không tốt lắm hoặc chính xác mà nói có chút tức giận, cậu thấp giọng hỏi, vừa rồi kêu em đi sao không nghe? Nó chửi anh. Kỷ Nhiễm chỉ nhỏ giọng than thở không lớn tiếng cãi lại. Trong lòng Thẩm Chấp như cái đầm lầy không ngừng nổi lên bọt khí sau đó nổ tung, sự chua xót đột nhiên dâng lên. Cậu biết, Kỷ Nhiễm muốn che chở cậu. Từ nhỏ Thẩm Chấp đã phải chịu sự thờ ơ từ người khác dù người lớn hay bạn cùng tuổi. Cậu cảm thấy mình không cần để ý, huống chi cậu có cách để đối phương không dám làm gì cậu. Không ai bảo vệ cậu cũng không sao, trước nay cậu đều là thần hộ mệnh của bản thân mình. Lần đầu tiên cậu được người khác che chở như vậy, cô không cho người khác bắt nạt cậu, mắng cậu một câu cũng không được. Loại cảm giác được đặt trong lòng che chở này vô cùng xa lạ, nhưng lại rất tốt. Mùi vị rất tốt. Thẩm Chấp khẽ xoa đầu cô, đây là cô gái nhỏ của cậu. Tất cả mọi người đều tới trường nhận phiếu điếm, hai ngày nay chơi bời rất vui vẻ nhưng lúc phải đối mặt với phiếu điếm chẳng mấy người vui nổi. Kỷ Nhiễm khó được lần căng thẳng đến vậy. Cô biết chính mình thi không tệ lắm nhưng cụ thể không biết có thắng được Thẩm Chấp không, cô không nắm chắc được. Kỷ Nhiễm có chút không thoải mái, trước kia cô chưa bao giờ bó tay bó chân như bây giờ. Bởi vì hôm nay không lên tiết học nên chủ nhiệm lớp chỉ thông báo tới trường trước 9 giờ là được. Lúc Kỷ Nhiễm vào lớp, cả phòng học đều sôi trào muốn nổ tung như nhiễu nước vào trong chảo dầu. Thẩm Chấp lại tới sớm hơn cô. Cậu nhìn cô gái nhỏ đang đế ba lô xuống, đột nhiên hỏi, em đón năm mới ở đâu? Kỷ Nhiễm nhìn cậu chớp mắt, hàng mi cong dài chớp lên xuống. Không trách cô kỳ quái, hôm qua Bùi Uyển mới gọi điện thoại hỏi khi nào cô nghỉ. Ý Bùi Uyển là kêu nghỉ đông nhanh chóng về Dương Châu, bởi vì ông bà ngoại rất nhớ cô. Kỷ Nhiễm cầm chặt điện thoại không nói chuyện. Từ sau khi Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ ly hôn, Kỷ Nhiễm đi theo Kỷ Khánh Lễ tới thành phố B thì chưa từng quay về Dương Châu lần nào. Ông bà ngoại có gọi điện tới, hai ông bà đều trách cô là đứa nhỏ không có lương tâm, không biết về thăm họ. Kỷ Nhiễm biết chắc chắn phải về đón năm mới, nhưng như vậy lại phải xa Thẩm Chấp rồi. Đột nhiên trong lòng cô có chút không nỡ. Kỷ Nhiễm không thể hiện sắc mặt ra ngoài, cô không muốn làm cho Thẩm Chấp đắc ý cho rằng cô không thể xa cậu, nói, em về quê. Anh chưa biết quê em ở đâu đúng không? Đột nhiên Kỷ Nhiễm nhớ tới chuyện này. Thẩm Chấp yên lặng nhìn cô. Kỷ Nhiễm khẽ nói, ở Dương Châu, nơi đó rất đẹp, nếu rảnh anh có thể tới đó tham quan. Em đang mời anh đó hả? Thẩm Chấp ghé sát lại gần nhìn chằm chằm cô. Cũng không trách cậu tại thật sự xung quanh quá mức ồn ào. Khoảng cách hai người quá gần, Kỷ Nhiễm sợ người khác nhìn thấy nhanh chóng lui về sau một khoảng cách. Kỷ Nhiễm làm bộ như không hiểu, mời gì cơ. Thẩm Chấp nói thẳng, về nhà cùng với em. Cậu luôn luôn trực tiếp như vậy, biết cô gái Kỷ Nhiễm này giỏi giả ngu nhất cho nên cậu không tính khiêm tốn với cô, trực tiếp hỏi rõ. Kỷ Nhiễm nhìn cậu, nói, bạn Thẩm Chấp, phiền bạn nhận thức rõ. Bây giờ chúng ta chỉ có quan hệ bạn học thuần khiết. Cho dù tương lai làm người yêu, đó cũng là tương lai. Cô vừa nói xong bỗng nhiên bàn tay cô bị người bên cạnh nắm lấy. Chỉ có quan hệ bạn học.
Thẩm Chấp vừa nói vừa nhìn cô, tay cậu nắm lấy tay cô, có chút mập mờ. Kỷ Nhiễm cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó cô nói khẽ, anh thả tay ra. Vẫn vậy sao? Thẩm Chấp như đang cố ý, nhìn chằm chằm ánh mắt cô. Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm có chút cuốn. Cô vừa kêu xong Thẩm Chấp đã nói, Nhiễm Nhiễm, đừng nhúc nhích được không? Cậu mới nói như vậy đã khiến Kỷ Nhiễm có chút không đành lòng. Cô yên lặng không đấu tranh nữa, trong phòng học nhao nhao ầm ĩ như cũ, mọi người không phải đang nói chuyện với người ngồi cùng bàn thì cũng là bàn trên bàn dưới nói chuyện với nhau, dù sao trong phòng học như bùng nổ vậy. Kỷ Nhiễm tháo khăn quàng cổ trên xuống, sau đó để lên chân mình, còn dư một khúc vừa lúc che đậy bàn tay đang nắm chặt của cô với Thẩm Chấp. Bàn tay Thẩm Chấp rất lớn, vừa ấm vừa khô ráo bao chặt lấy tay cô. Ngay lúc khăn quàng cổ che lại thì đột nhiên cậu tách bàn tay cô ra chen vào giữa các ngón tay cô, cuối cùng 10 ngón tay đang xen. Không một khe hở. Kỷ Nhiễm cúi đầu làm bộ như đang nhìn mặt bàn nhưng tất cả sự chú ý đều bị cảm xúc trên tay thu hút. Tay cậu rất ấm. Khoảng 10 giờ Kiều Dư Cầu mới vào, hơn nữa thầy còn ôm rất nhiều bài thi. Tới, mấy em lên giúp đỡ phát bài thi đi. Kiều Dư Cầu chỉ những bạn ngồi bàn đầu, họ lập tức đứng lên phát bài thi ra. Kiều Dư Cầu nhìn những học trò bên dưới, vô cùng vui vẻ nói, các em học sinh, lần này lớp chúng ta gỡ cái mũ đứng chót xuống rồi, hơn nữa lớp mình còn có hai bạn thi rất tốt. Trạng nguyên thành phố ở lớp chúng ta. Cả lớp cùng quay đầu nhìn xuống hai người ngồi cuối tổ một, vốn Kỷ Nhiễm đang làm chuyện xấu bây giờ lại bị ánh mắt cả lớp nhìn chằm chằm, cô căng thẳng tính rút tay lại. Nhưng thiếu niên ngồi bên cạnh cô không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn. Sự căng thẳng của Kỷ Nhiễm còn trên một vấn đề khác, đó là chuyện Trạng Nguyên, tới cùng là ai? May mà Kiều Dư Cầu không thừa nước đục thả câu, cười nói, cả lớp cùng chúc mừng bạn Thẩm Chấp, bạn đạt 716 điểm, là Trạng Nguyên cả thành phố. Lần này Kỷ Nhiễm không nhịn được nữa dùng sức rút tay mình lại. Rồi Kiều Dư Cầu nói tiếp, còn bạn Kỷ Nhiễm được 715 điểm nên đứng thứ hai thành phố, trường trung học phụ thuộc có bạn cũng được 715 điểm. Lần này xếp song song vị trí thứ hai với bạn Kỷ Nhiễm. Thẩm Chấp trộm nhìn qua cô gái nhỏ bên cạnh, đột nhiên cảm thấy chỉ sợ kỳ nghỉ đông năm nay cậu mất liên hệ với bạn gái tương lai rồi. Cậu thở dài một hơi. Cho mày thiếu, thi cao như vậy làm gì? Thẩm Chấp thở dài, lấy di động ra, cúi đầu gửi dòng tin nhắn. Thoáng chốc, di động Kỷ Nhiễm rung lên. Cô cúi đầu nhìn. Vợ ơi, anh sai rồi. Tiếng vợ ơi này làm má Kỷ Nhiễm đỏ ửng, nhưng lúc cô đọc xong câu này lại cảm thấy không đúng lắm. Cô quay đầu hỏi cậu, anh sai ở đâu? Thẩm Chấp từng nghe mấy người Hạ Giang Minh nói, có đôi khi con gái chính là sinh vật không chịu nói đạo lý, cho nên mặc kệ có sai hay không trước hết cứ phải nhận sai, hơn nữa thái độ phải thật thành khẩn. Cho nên cậu cúi đầu, khẽ nói, xin lỗi mà, anh không nên cướp vị trí thứ nhất của em. Nếu nói vừa rồi Kỷ Nhiễm còn không tức giận như vậy thì bây giờ cả người cô có cảm giác như máu truyền từ chân vọt lên não. Cô bị sỉ nhục. Chương 62. Kỷ Nhiễm cảm thấy mình không nên nói chuyện với Thẩm Chấp 3 ngày, không đúng, phải một tuần. Phòng học nhao nhao, dù bây giờ tất cả mọi người đều đã chấp nhận chuyện Thẩm Chấp là học bá nhưng thực sự cậu quá lợi hại, thi giữa kỳ không nói làm gì, ngay cả cuối kỳ cũng đứng nhất, còn đứng đầu thành phố nữa chứ. Chẳng lẽ đại lão tự bút kiêu ngạo à? Lúc làm ác bá luôn kiêu ngạo khi đánh nhau, đợi tới khi làm học bá cũng kiêu ngạo trong thi cử. Thẩm Chấp nhìn Kỷ Nhiễm miếng môi không chịu nói chuyện liền bật cười, sao cậu có thế, không biết Kỷ Nhiễm sẽ giận chứ, tại đột nhiên muốn trêu chọc cô thôi. Bài thi được phát ra, mọi người nhận bài thi của mình, có người than thở có người lén lén che miệng cười. Đối với học sinh trung học mà nói, điểm số có nghĩa lúc nghỉ ở nhà đón năm mới có yên ổn hay không. Hôm nay không sửa bài thi chỉ đơn giản tới để nhận thành tích cuối kỳ cùng với bài tập nghỉ đông. Chờ tới khi nhìn một chồng rồi lại một chồng bài tập từ bên ngoài chuyển vào, tất cả mọi người đều thở dài theo thói quen. Kiều Dư Cầu nhìn bộ dáng của họ, không nhịn được cười nói, được rồi, tụi em có chút tiền đồ đi nào, hôm nào nhận bài tập mà không thở dài thử xem. Không thể, không thể. Ai ngờ mấy bạn trong lớp đều kêu lên như đã hẹn trước, làm Kiều Dư Cầu tức giận lắc đầu liên tiếp. Mấy đứa trẻ này. Lập tức nghỉ đông rồi nên Kiều Dư Cầu không nói thêm gì, chỉ dặn dò, một câu thôi, nhất định phải hoàn thành bài tập nghỉ đông, khi nào đi học lại sẽ kiểm tra. Bên dưới vang lên tiếng ong ong như mấy con ong mật trộn lẫn vào nhau. Kiều Dư Cầu vội vàng nói thêm, còn một câu.
Thầy mới nói nửa câu thì học trò bên dưới cùng oa lên, hiển nhiên đang cười nhạo Kiều Dư cầu chuyện mới kêu chỉ một câu cuối cùng. Thực sự câu cuối cùng, chú ý an toàn. Kiều Dư cầu cười cười. Sau đó thầy vẫy vẫy tay tỏ vẻ, nhận bài tập với phiếu điểm rồi thì về thôi. Mọi người nghe câu này ào ào hoan hô, bày tỏ đồng ý với quyết định sáng suốt của Kiều Dư cầu. Lúc mọi người đang dọn dẹp đồ đạc, Kỷ Nhiễm cũng không lưng dọn đồ của mình thì đột nhiên bên cạnh có giọng nói vang lên, Nhiễm Nhiễm. Thẩm Chấp đang gọi cô. Kỷ Nhiễm không phản ứng đến cậu, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Nhiễm Nhiễm. Thẩm Chấp không giận vẫn rất bình tĩnh kêu thêm một tiếng. Kỷ Nhiễm không quan tâm tới nhưng Thẩm Chấp vẫn không bỏ cuộc, đè nén ý cười khẽ nói, chừng nào em về Dương Châu. Kỷ Nhiễm đang bỏ bài thi vào túi nghe vậy liền dừng hành động trong tay lại, hiển nhiên không ngờ Thẩm Chấp hỏi chuyện này. Thật sự không tính để ý đến anh hả? Thẩm Chấp lại gần, giọng nói vô cùng thấp, cậu nói nhỏ, sắp nghỉ rồi. Nghỉ, hai người không thể gặp mặt mỗi ngày như bây giờ được nữa. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu lên, lúc cô tức giận hai má sẽ hơi phồng lên nhìn cực kỳ đáng yêu, khiến cho Thẩm Chấp không nhịn được nhéo nhẹ má cô. Em rất lợi hại. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành tha thiết, là cô gái nhỏ lợi hại nhất anh từng thấy. Kỷ Nhiễm đang nghiêm mặt nghe cậu nói vậy không nhịn được bật cười. Kỷ Nhiễm nhìn cậu, nói khẽ, anh đừng lơ là, bằng không tùy thời em sẽ cướp ngôi đấy. Nào biết cô vừa mới nói xong câu này Thẩm Chấp đã liếc nhìn cô một cái. Của anh chính là của em, tùy ý cướp. Bởi vì ngày cuối nên Kỷ Nhiễm không từ chối chuyện Thẩm Chấp đưa mình về. Hai người cùng đi ra cổng, mấy người Văn Thiển Hạ đi phía sau, cả đám đi cùng tối thiểu không khiến người khác nghi ngờ. Hạ Giang Minh nhìn Văn Thiển Hạ, bất đắc dĩ nói, sao cậu hưng phấn thế, chỉ nằm trong top 100 thôi mà. Chỉ. Văn Thiển Hạ nghe Hạ Giang Minh nói vậy giận dễ sợ, cô ấy cười lạnh nói, cậu có biết những năm trước người trong top 100 của trường tương lai đều vào 985, 211 không hả? 985, 211, dự án 985 là dự án được thành lập xây dựng những trường học danh tiếng nhất Trung Quốc. Những trường nằm trong dự án này đều là những trường đẳng cấp hàng đầu thế giới như Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại, Nam Kinh, Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, gồm tổng cộng 38 trường. Dự án 211 là dự án sau này tiếp nối dự án 985, những trường trong dự án 985 cũng là những trường trong dự án 211, nhưng các trường trong dự án 211 không có nghĩa cũng có trong dự án 985. Nói tóm lại, tất cả các trường học trong hai dự án này đều có chất lượng tốt hơn các trường học bình thường, chuẩn đầu vào và đầu ra khắt khe hơn. Những người học trong các trường của hai dự án này đều là sinh viên tài cao. Hóa ra là sinh viên tài cao 985 và 211, có lỗi quá, mắt nhỏ vụng về không nhìn thấy. Bộ dáng âm dương quái khí của Hạ Giang Minh làm cho Văn Thiển Hạ tức giận không nhẹ đưa tay muốn đánh cậu ta. Văn Thiển Hạ nói, cậu không chịu được khi thấy tớ tốt chứ gì, tớ nói cậu nghe, mẹ tớ nói năm nay nếu tớ thi được trong top 100 sẽ tăng gấp đôi tiền lì xì lên với cho tớ tự bảo quản tiền kỳ xì nữa. Hàng năm Văn Thiển Hạ đều nhận trên vạn tiền lì xì nhưng mẹ cô ấy lúc nào cũng kêu giữ giúp, lấy cớ sợ cô ấy xài bậy để thu hết tiền lì xì lại. Bây giờ thì sao, cô ấy đã có thể danh chính ngôn thuận bảo quản tiền lì xì của mình rồi. Xem cậu đắc ý chưa kìa, học sinh Thanh Hoa Bắc Đại như anh Chấp còn chưa nói gì. Điểm Hạ Giang Minh nát bét nhưng cậu ta không thèm để ý tới. Không sao, cậu ta có anh Chấp rồi, cậu ta vẫn còn anh Chấp. Thẩm Chấp đứng nhất trường với đứng nhất thành phố đó, sao không kiêu ngạo được. Trong mắt Hạ Giang Minh, Thẩm Chấp thi đạt điểm cao thì cậu ta cũng có thể kiêu ngạo theo, dù sao đây là lão đại của cậu ta mà. Văn Thiển Hạ khinh bỉ, không chút do dự chọc xuyên qua, cậu đừng khoác lác nữa, điểm của Thẩm Chấp có quan hệ gì với cậu chứ? Nghe Văn Thiển Hạ nói vậy Hạ Giang Minh nhớ ra một chuyện. Cậu ta nhìn Thẩm Chấp, anh Chấp, lần này anh thi đứng nhất thành phố. Nếu anh được khen hưởng cái gì nhất định phải để chúng em được thơm lây đó. Muốn thơm lây? Thẩm Chấp thản nhiên nhìn qua cậu ta, Hạ Giang Minh còn chưa chú ý tới cậu đang nheo mắt lại, không sợ chết gật gật đầu. Cậu cười khẩy, nắm quần áo Hạ Giang Minh, cuối cùng Hạ Giang Minh đã ý thức được nguy cơ bèn chạy trốn như thỏ. Chấp, anh Chấp, em sai rồi. Hạ Giang Minh không dám ở lại nữa, sợ Thẩm Chấp đi qua đánh cậu ta nên vội vàng chùn mất. Thẩm Chấp bắt chiếc taxi ở cửa trường rồi dẫn Kỷ Nhiễm lên xe đưa cô về nhà. Sau khi hai người lên xe, Kỷ Nhiễm quay qua nhìn cậu. Sao vậy?
Thẩm Chấp thấy cô mở to mắt chớp chớp như thỏ nhìn cậu. Kỷ Nhiễm biết trước kia bởi vì cha cậu nên cậu mới cố ý thi kém như vậy, cho nên chắc chắn cậu cũng không nói chuyện mình đứng nhất thành phố cho người nhà nghe. Mặc dù Kỷ Khánh Lễ không đáng tin, nhưng từ trước đến nay mỗi lần Kỷ Nhiễm thi tốt, ông đều sẽ tặng cô món quà khen thưởng. Tối thiểu Kỷ Khánh Lễ chưa từng để cô thua thiệt về mặt vật chất. Vừa rồi nghe Văn Thiển Hạ nói chuyện cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ trong lòng lại khó chịu. Rõ ràng cậu ưu tú kiểu con nhà người ta được người khác hâm mộ ghen tị mới đúng. Dựa vào cái gì cậu thi điểm cao như vậy nhưng không được một phần khen thưởng nào lại còn phải giấu? Kỷ Nhiễm cúi đầu lục túi, nhưng hôm nay cô chỉ tới lấy phiếu điểm không mang theo gì cả. Kỷ Nhiễm nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao rồi. Làm sao bây giờ? Cuối cùng cô hạ quyết tâm, lấy vỡ xé tờ giấy sau đó gấp lại, miễn cưỡng lắm cô mới gấp giấy thành hình trái tim. Kết quả xe cứ lắc lư qua lại, hơn nửa độ khó cũng cao. Cô nhìn trái tim siêu siêu vẹo vẹo này, bất đắc dĩ thở dài. Thứ đồ chơi này quá xấu. Được xem là một người có thẩm mỹ, Kỷ Nhiễm hiểu được cái này không thể tặng ra ngoài, cô nghĩ một lát bèn cúi đầu đặt trái tim lên chân. Nghiêm túc viết ba chữ, phiếu ước nguyện, lên đó. Cô còn đặc biệt viết thêm hàng chữ nhỏ bên dưới, khen thưởng bạn Thẩm Chấp vinh dự lấy được vị trí thứ nhất thành phố, đặc biệt khen thưởng một phiếu tâm nguyện, có thể tìm bạn Kỷ Nhiễm để hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào. Vốn cô còn tính viết tâm nguyện phải trong phạm vi năng lực của cô, nhưng việc tặng tờ giấy xấu xí này khiến cô mất hết mặt mũi rồi, nếu còn kén cá chọn canh chuyện tâm nguyện nữa, chẳng phải dọa người hơn à. Thôi vậy, cho dù Thẩm Chấp có kêu cô lên núi đảo xuống chảo dầu cô cũng sẽ vì cậu mà xông pha. Cô đưa trái tim ước nguyện cho Thẩm Chấp bằng hai tay, rồi nói, anh đừng thấy nó xấu không thu hút lắm, cho anh một điều ước đấy, chỉ cần anh mở miệng mặc kệ anh muốn gì em đều bằng lòng làm cho anh. Thẩm Chấp ngồi ngay bên cạnh hiện trường trong cả quá trình cô hoàn thành trái tim ước nguyện này, bây giờ nghe cô trịnh trọng nói như vậy bèn cúi đầu nhìn chằm chằm trái tim. Kỷ Nhiễm thấy cậu không nhận còn tưởng cậu ghét bỏ nó xấu. Cô thở dài, tự tìm cho mình một lý do để thu lại, thôi đi, em vẫn nên chuẩn bị cho anh món quà khác, cái này xấu quá. Cô chuẩn bị bỏ nó vào túi mình thì Thẩm Chấp lại bắt lấy tay cô, bàn tay kia khẽ tách bàn tay cô ra, đến khi trái tim ước nguyện hiện ra trong lòng bàn tay cô. Thẩm Chấp thật cẩn thận cầm nó trên tay, nhìn hàng chữ nhỏ tự tay cô viết trên đó. Khen thưởng bạn Thẩm Chấp vinh dự lấy được vị trí thứ nhất thành phố. Cậu nhìn câu này, môi khẽ cong lên, nói, ai nói anh không thích. Cậu thích. Do chính tay cô làm cho cậu, còn rất đáng yêu nữa. May mà đúng lúc xe ngừng lại, Kỷ Nhiễm cảm thấy mình tặng món quà quá xấu nên mất mặt bèn xuống xe ngay. Thẩm Chấp xuống theo cô. Cậu đi lên vài bước giữ chặt cổ tay Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm nhìn cậu, rồi Thẩm Chấp nhẹ nhàng đặt trái tim vào lòng bàn tay cô. Kỷ Nhiễm ngẩn ra, bây giờ cậu có tâm nguyện sao? Anh, cô hơi sững sờ. Thẩm Chấp cụp mắt, nhìn từ góc độ của Kỷ Nhiễm giống như cậu đang nhắm mắt lại. Cậu nói nhỏ nhưng mỗi một chữ đều chui vào tai Kỷ Nhiễm. Xin cho tôi và Nhiễm Nhiễm vĩnh viễn ở bên nhau. Chương 63. Kỷ Nhiễm không lấy lại trái tim ước nguyện kia. Vì đây cũng là nguyện vọng của cô, khi thích một người mới có thể phát hiện ra trước kia mình cười nhạo những người cả ngày treo chữ yêu chữ thích trên miệng thật nực cười. Bây giờ chân chính hiểu ra những người đó không hề làm quá. Người ngoài mãi không hiểu được cảm giác mình thích người kia thành kính cỡ nào. Kỷ Nhiễm nằm trên giường, trong đầu đều là hình ảnh Thẩm Chấp nhìn cô nói ra ước nguyện. Khoảnh khắc đó, thật sự cô muốn ôm lấy cậu. Muốn nói cho cậu biết. Chỉ cần là cậu thì cô bằng lòng cố gắng cả đời vì ước nguyện này. Kỷ Nhiễm nằm trên giường vừa nghĩ tới chuyện này lại không kìm nén được cười khúc khích. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình thấy Bùi Uyển gọi tới. Bùi Uyển vừa mở miệng đã hỏi, hôm nay bắt đầu nghỉ đông đúng không? Mẹ đặt vé máy bay ngày mai cho con rồi, về đón năm mới. Mấy hôm trước Bùi Uyển gọi điện hỏi qua Kỷ Nhiễm nên biết rõ thời gian cụ thể cô nghỉ lễ, hôm nay nói vậy cũng không lạ. Kỷ Nhiễm hơi đáp lại bày tỏ mình biết rồi. Thái độ Bùi Uyển đối với cô vẫn luôn thuộc kiểu thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Bà chỉ cần nói với cô kết quả, không cần hỏi tới ý kiến của cô. Sau khi cô trả lời lại một câu thì bên kia rơi vào im lặng. Một lát sau, Bùi Uyển bình tĩnh hỏi, có thành tích thi chưa? Tim Kỷ Nhiễm không nhịn được đập nhanh, kỳ thật cô sợ nói chuyện thành tích với Bùi Uyển nhưng chuyện đã xảy ra nên không phải do cô có muốn nói hay không là được. Hôm nay nhận phiếu điểm, lần này con đứng thứ hai lớp và thứ hai thành phố.
Cuối cùng Kỷ Nhiễm còn đặc biệt thêm câu đứng thứ hai thành phố. Đầu dây bên kia im lặng chút rồi nói tiếp, giọng Bùi Uyển không nhanh không chậm truyền tới, lại thứ hai. Hiển nhiên lời này đã thể hiện ra thái độ của bà. Không hài lòng. Bà không hài lòng với kết quả đứng thứ hai này. Kỷ Nhiễm không nói. Rồi Bùi Uyển lại nói tiếp, Nhiễm Nhiễm, không phải mẹ khắt khe hay soi mói con. Nhưng con có nghĩ qua chưa, không nói tới phương diện khác chỉ nói học kỳ vừa rồi thôi, thành tích học tập đã giảm hơn trước nhiều rồi. Cũng không phải Bùi Uyển yêu cầu cao với Kỷ Nhiễm, chỉ tại ngay từ đầu Kỷ Nhiễm đã kiểu con nhà người ta luôn đứng nhất trong thi cử. Theo ý bà, Kỷ Nhiễm không đứng nhất đã là thụt lùi. Thứ hai không có ích gì, bởi vì thứ hai có nghĩa bị người ta đè lên đầu. Nhiễm Nhiễm, có thế con cảm thấy yêu cầu của mẹ đối với con rất nghiêm khắc nhưng mẹ đã cho con thời gian tự do một học kỳ rồi. Sự thật chứng minh, con ở bên cạnh ba con chỉ biết lười biếng thôi. Ngay từ đầu Kỷ Khánh Lễ đã không chăm sóc tốt cho con. Kỷ Nhiễm không nhịn được thấp giọng nói, mẹ, vì lý do này nên lúc trước mẹ đồng ý để con chọn ba. Vì chứng minh chuyện ở bên cạnh Kỷ Khánh Lễ khiến cô thụt lùi, cho nên Bùi Uyển mới đồng ý dễ dàng như vậy. Thái độ Bùi Uyển vẫn bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng không phập phồng, bà chỉ nói, sự thật bày ra ngay trước mắt đó thôi. Dường như bà cảm giác được cảm xúc Kỷ Nhiễm lên xuống, lúc này mới nói, có chuyện gì chờ con về rồi nói sau. Điện thoại cắt đứt. Kỷ Nhiễm ngã xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà, cô biết suy nghĩ của Bùi Uyển đơn giản chỉ cảm thấy nguyên nhân thành tích của cô giảm xuống vì đi theo Kỷ Khánh Lễ. Nếu nói trước kia cô không có cảm giác gì quá lớn với thành phố B thì bây giờ ở đây cô đã gặp rất nhiều người. Không những có người trong lòng cô mà còn có bạn bè cô. Ở đây cô hiểu cảm giác thích một người là thế nào, hiểu được ở cùng một chỗ với bạn bè cho dù chỉ nói chuyện tùy tiện thôi đều vui vẻ đến thế. Cho dù đời trước khi cô làm việc ở thành phố B cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Thành phố này cho cô cảm giác không phải xa lạ, không phải bỏ đi mà là ấm áp. Buổi tối, Kỷ Nhiễm xuống lầu ăn cơm gặp Kỷ Khánh Lễ mấy ngày rồi không về. Cuối năm là thời điểm công ty bận rộn nhất, chỉ mình chuyện họp thường niên thôi Kỷ Khánh Lễ đã phải tham gia vài lần. Giang Lợi Khởi vội trước vội sau cực kỳ ân cần. Lúc ngồi xuống ăn cơm Kỷ Nhiễm mới nhớ tới, nói, ba, ngày mai con về Dương Châu. Kỷ Khánh Lễ còn chưa phản ứng, Giang Lợi Khởi đã chớp mắt có chút suy tính. Mặc dù bây giờ Kỷ Khánh Lễ làm việc ở thành phố B nhưng đến cùng Dương Châu mới là quê nhà của nhà họ Kỷ. Huống chi ông bà nội Kỷ Nhiễm vẫn đang ở Dương Châu. Lúc trước vừa mới kết hôn Giang Lợi Khởi từng tới hỏi thăm hai ông bà cụ một lần, khi đó thái độ của ông bà cụ hiền lành nhưng không mất khách sáo. Ngay cả lúc tin tức Giang Lợi Khởi mang thai được truyền ra ông bà cụ cũng không hề phản ứng. Nhưng Giang Lợi Khởi chưa từng từ bỏ ý định, bà ta không tin ông bà cụ không thích cháu trai. Cho nên vừa nghe thấy chuyện Kỷ Nhiễm về Dương Châu đón năm mới, bà ta động lòng. Sau khi gả vào nhà giàu bà ta kết giao với không ít các bà chủ nhà giàu khác, từng rủ nhau uống trà chiều nữa. Khi nói chuyện tất nhiên sẽ nhắc đến chuyện thú vị trong nhà, cái gì mà sau khi mang thai được phần thưởng tiền mặt hoặc bất động sản gì đó, quả thực cái gì cũng có. Thậm chí lúc sinh cháu trai còn được tặng cổ phần công ty nữa cơ. Giang Lợi Khởi cảm thấy sở dĩ ông bà cụ Kỷ không có động tĩnh gì vì chính mình ở quá xa, lần này mượn dịp năm mới tới Dương Châu lộ mặt chút. Vì thế bà ta nhìn Kỷ Khánh Lễ hỏi, Khánh Lễ, năm nay chúng ta có trở về Dương Châu không? Kỷ Khánh Lễ gật đầu, qua hai ngày nữa, ngày kia một nhà có quan hệ đời cha chú tổ chức tiệc nên nhất định phải tham gia. Chờ tham gia bữa tiệc này xong về cũng không muộn. Kỷ Nhiễm không hứng thú với chuyện này, dù sao Bùi Uyển đã đặt vé máy bay cho cô vào ngày mai rồi. Ai ngờ Kỷ Khánh Lễ lại nói, Nhiễm Nhiễm đi cùng đi. Con. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn ông. Giang Nghệ đang ngồi bên cạnh Giang Lợi Khởi không nhịn được chọc đổ vào bát cơm, Kỷ Khánh Lễ mới nói chuyện dự tiệc cô ta đã có ý rồi. Cô ta chưa từng được tham gia kiểu tiệc chính thức như vậy bao giờ, mặc bộ lễ phục cao quý cầm ly thủy tinh đi trong đại sảnh yến tiệc xanh vàng rực rỡ. Giang Nghệ mới chỉ nhìn thấy cảnh đó trên tivi thôi. Cô ta suy nghĩ liên tục còn Kỷ Nhiễm ngồi kia nhíu mày, bất đắc dĩ nói, con không thích mấy buổi tiệc này lắm. Với lại mẹ đặt vé máy bay rồi, kêu con về Dương Châu. Đây là bạn cũ của ông nội con, ông nội không thể tới nên con phải đi cùng ba. Vốn Kỷ Khánh Lễ không kiên quyết bắt buộc phải đi nhưng nghe câu Bùi Uyển kêu Kỷ Nhiễm về Dương Châu thì lập tức hạ quyết tâm. Dù sao ông cũng phải đối đầu với Bùi Uyển, chỉ cần chuyện khiến vợ trước không thoải mái ông đều làm. Kỷ Nhiễm thấy ông kiên quyết như vậy chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói,
Cả học kỳ này con chưa về nhà lần nào, con nhớ ông bà nội, ông bà ngoại. Kỷ Nhiễm thông minh, từ trong giọng điệu Kỷ Khánh Lễ đã phát hiện ra vấn đề. Cho nên lần này cô không nhắc tới Bùi Uyển nữa mà lấy người lớn ra để áp chế Kỷ Khánh Lễ. Kỷ Khánh Lễ nghe xong bèn mở miệng nói, mấy ngày trước bà nội con nhắc tới chuyện này với ba, ba có nói qua với bà rằng lần này sẽ đưa con về. Tham gia bữa tiệc cũng không mất nhiều thời gian. Kỷ Nhiễm thấy ông kiên trì như vậy cũng không muốn dây dưa nhiều, miễn cưỡng gật đầu. Giang Nghệ đối diện nhìn bộ dáng không nguyện ý kia khẽ cắn môi, ghen tị trong mắt cuồn cuộn nổi lên. Rõ ràng cô ta cũng muốn đi, cho dù không làm gì chỉ nhìn hiểu biết thôi cũng được. Nhưng Kỷ Khánh Lễ chưa từng hỏi qua cô ta, chỉ xem cô ta như không khí. Bữa ăn này tất cả mọi người đều ăn không mấy vui vẻ. Buổi tối, dì Triệu mang lễ phục dạ hội tới cho cô. Dì Triệu không phải người không biết phân biệt, biết những bộ lễ phục này của cô rất đắt đỏ nên đã sớm chỉnh đốn ổn thỏa. Dì Triệu, dì nghỉ ngơi đi. Kỷ Nhiễm thấy bà vẫn đang dặn dò mình bèn nở nụ cười. Dì Triệu lắc đầu nói, dì nghe nói ngày mai cháu đi dự tiệc với ông chủ. Cô chủ nhà chúng ta xinh đẹp như vậy nhất định phải mặc bộ đồ đẹp nhất, phải hơn tất cả mọi người. Đâu phải đi xem mắt, cần xinh đẹp vậy làm gì, Kỷ Nhiễm không cho là đúng. Dù sao bây giờ cô còn nhỏ tuổi, chỉ là học sinh trung học cho nên không sợ Kỷ Khánh Lễ dẫn cô ra ngoài giới thiệu mấy người lộn xộn kia. Nếu ông dám, Kỷ Nhiễm sẽ mách Bùi Uyển ngay lập tức, chỉ sợ lúc đó Bùi Uyển có thể lập tức từ Dương Châu giết qua đây. Cô không để ý nhưng dì Triệu vẫn nói khẽ, vừa nãy dì không cẩn thận nghe được bên kia đang ầm ĩ, hình như cũng muốn tham gia buổi tiệc này. Đúng là dì Triệu vô tình nghe được, lúc bà đi tới phòng để quần áo của Kỷ Nhiễm để lấy quần áo cho cô, ai ngờ đúng lúc nghe được chuyện này. Giang Nghệ đang ầm ĩ với Giang Lợi Khởi đòi cùng đi dự tiệc. Giang Lợi Khởi hơi khó xử, buổi tiệc này không phải do nhà họ Kỷ tổ chức, trong lòng Kỷ Khánh Lễ biết rõ muốn đưa ai theo không muốn đưa ai theo. Giang Nghệ nghe vậy càng tức, quát, tại mẹ chưa từng tranh thủ vì con nên mới khiến con rơi vào bước đường này, trong nhà có hai đứa con gái vậy tại sao dẫn nó đi mà không dẫn con. Giang Lợi Khởi thấy cô ta uất ức như vậy trong lòng cũng khó chịu. Sau khi Giang Nghệ chuyển ra ngoài ở, Giang Lợi Khởi luôn cảm thấy cực kỳ có lỗi với cô ta nên cho cô ta gấp đôi tiền tiêu vặt, sợ cô ta không đủ dùng. Huống chi sau khi Giang Lợi Khởi có thai bà ta đã không cẩn thận từng chút như trước kia nữa, nên mua cứ mua, muốn tiêu tiền cứ tiêu. Sống như nhà giàu chính hiệu. Dì Triệu thở dài, khẽ nói, theo dì cô ta ở trường yên tĩnh nhất, vừa về đến nhà đã ầm ĩ. Cháu nói xem sao lại không hiểu chuyện vậy chứ, cứ thích ầm ĩ mãi. Vì sao Giang Nghệ muốn đi tới buổi tiệc này, còn không phải vì Kỷ Nhiễm cũng đi à? Cô ta muốn tranh với Kỷ Nhiễm. Từ trước dì Triệu đã cảm thấy Giang Nghệ không biết tự lượng sức mình, đứa con gái do mẹ kế mang tới cũng dám tranh với cô chủ thực sự của gia đình người ta, không biết tranh cái gì. Kỷ Nhiễm nghe dì Triệu nói Giang Nghệ muốn tới bữa tiệc liền cười nhạt, nói, dì kệ cô ta, cứ để cô ta lăn qua lăn lại đi. Ngược lại cháu muốn nhìn xem một đứa hơn 300 điểm như cô ta có thể giày vò tới đâu. Cuộc thi lần này Giang Nghệ không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Kỷ Nhiễm biết Giang Lợi Khởi vẫn luôn muốn cho cô ta vào con đường học viện điện ảnh, nhưng ở học viện điện ảnh không phải học trò nào đều nhận. Tối thiểu với loại điểm kém xa khoa chính quy này thì người ta cũng không mù. Dì Triệu nghe vậy vội vã gật đầu. Cô ta đúng không biết tự lượng sức mình. Bà nhìn cô gái nhỏ trước mặt càng ngày càng cảm thấy thích, gia đình có tiền, ở khu nhà cao cấp mấy ngàn vạn, cha mẹ đều là người có tiền. Nhưng người ta chưa từng hạ thấp yêu cầu của bản thân xuống, luôn dẫn đầu trong học tập thi cử. Dì Triệu có đứa con trai bây giờ đang học trung học nhưng mới lên lớp 10, bình thường luôn ở ký túc xá trường, thành tích thường thường, bữa trước cầm thành tích cuối kỳ tới thiếu chút nữa khiến bà tức chết. So sánh như vậy, bà hận không thể để Kỷ Nhiễm làm con gái ruột của mình mới tốt. Bên này cuối cùng Giang Nghệ sử dụng một khóc hai nháo ba thắt cổ khiến cho Giang Lợi Khởi đồng ý mang mình đi cùng. Nhưng Giang Lợi Khởi vẫn mãi dặn dò cô ta, đến buổi tiệc ngàn vạn không thể gây chuyện. Giang Nghệ đã nhận được chuyện mình muốn nên vô cùng nghe lời đồng ý tất cả. Hôm sau, người trang điểm tới nhà. Do Giang Lợi Khởi đặc biệt mời tới. Giang Nghệ hưng phấn không thôi, kêu người chăm sóc da rồi lại làm sạch sâu. Giang Lợi Khởi biết không thể quá mức bất công giữa hai người nên tự mình tới hỏi Kỷ Nhiễm xem có muốn dùng mấy người hay không. Đời trước Kỷ Nhiễm đã tham gia rất nhiều buổi tiệc, bởi vì trời sinh cô đã ưu thế, dáng người cao gầy khuôn mặt lại vô cùng tinh tế nên bất kỳ buổi tiệc nào bản thân cô cũng đều thành tiêu điểm. Giang Lợi Khởi cười nói,
Nhiễm Nhiễm, phải chuẩn bị một chút cho buổi tiệc tối nay. Dì biết con vẫn là học sinh trung học nên không có thói quen trang điểm, nhưng để tỏ vẻ tôn trọng chúng ta vẫn nên trang điểm đôi chút. Kỷ Nhiễm nhìn Giang Lợi Khởi trước mắt, đột nhiên nhếch môi khẽ cười. Nụ cười của cô rất nhẹ, kiểu rất ung dung. Nhưng trong lòng Giang Lợi Khởi lại ngây ra, đột nhiên bà ta nghĩ tới từ nhỏ Kỷ Nhiễm đã xuất thân trong gia đình như vậy, làm sao có thể chưa từng tham gia tiệc kiểu này. Hôm qua lúc Kỷ Khánh Lễ kêu cô đi cô còn không tình nguyện nữa. Có chỗ nào giống như Giang Nghệ đang vui vẻ dưới lầu chứ? Đây là lần đầu tiên cô ta được tham dự trường hợp chính thức như vậy. Kỷ Nhiễm hơi hết cằm, lạnh nhạt nói, vậy kêu mấy người đó tới phòng tôi giúp tôi trang điểm chút, tôi không quen ở dưới lầu. Giang Lợi Khởi gật gật đầu, sau đó cánh cửa trước mặt bà ta bị đóng lại. Giang Nghệ chiếm hết nhóm trang điểm tới chiều, do Giang Lợi Khởi thấy thời gian không đủ bèn thúc giục. Sau đó dì Triệu dẫn mấy người cầm hộp trang điểm đi lên lầu. Đội trang điểm này cũng là đội nổi tiếng ở thành phố B, thường xuyên tạo hình cho minh tinh. Bây giờ Giang Lợi Khởi thờ phụng nguyên tắc mắt nhất là tốt nhất, mời đội trang điểm cũng là đội mắt nhất. Đoàn đội kiểu này từng phục vụ không ít kẻ có tiền. Vừa rồi nghe nói còn một người ở trên lầu không muốn đi xuống, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cô gái tính cách quái gở. Ai ngờ mới mở cửa ra nhìn thấy cô gái nhỏ đang mặc áo len ở nhà màu trắng, vẻ mặt điềm tĩnh, khuôn mặt tốt đến mức khó hình dung. Đặc biệt đôi mắt đen bóng lấp lánh nước kia so với mắt nai con linh động hơn. Phiền toái rồi. Kỷ Nhiễm xoay người nhường đường. Đội trang điểm vội vã cười cười liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó mọi người vội vàng đi vào tạo hình cho Kỷ Nhiễm. Sáng nay Kỷ Nhiễm mới gội đầy nên chuyên gia trang điểm trực tiếp trang điểm cho cô. Lúc chuyên gia trang điểm nhìn gần mới phát hiện gò má cô gái này không những không có tàn nhang mà ngay cả những cục mụn dậy thì thường xuyên gặp trong thời kỳ trưởng thành đều không có. Làn da Kỷ Nhiễm nhẵn bóng non mịn đầy collagen thuộc về thiếu nữ, đôi má no đủ sáng bóng. Ngay cả chuyên viên trang điểm cũng không nhịn được xúc động nói, tuổi trẻ vẫn tuyệt nhất, tuổi trẻ chính là đồ trang điểm tốt nhất. Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua cô ấy cười khẽ, đôi mắt hơi nhếch lên giống như con hồ ly nhỏ không hiểu chuyện đời, hơi giảo hoạt nhưng cũng là kiểu đáng yêu mới từ trong tổ chui ra. Bởi vì dì Triệu đã chọn xong lễ phục cho cô từ sớm, váy dài màu hồng phấn, những cánh hoa thêu trên đó đều được làm bằng thủ công, cảm giác toàn thể vô cùng tươi đẹp sống động, lễ phục còn đính những hạt châu nhỏ lấp lánh, cho dù treo ở đó không hề có ánh đèn chiếu vào vẫn lấp lánh phát sáng như cũ. Kỷ Nhiễm tuổi còn nhỏ nên lễ phục của cô đều thuộc kiểu đơn thuần xinh đẹp tràn đầy cảm giác thiếu nữ, tuyệt đối không quá gợi cảm, cho dù bộ lễ phục này kiểu thắt dây nhỏ sau lưng nhưng cũng gợi cảm kiểu thần tiên. Tất nhiên chuyên viên trang điểm cho cô kiểu phù hợp với lễ phục, không nhanh không chậm ước chừng qua 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì Giang Nghệ đã sớm chuẩn bị xong nên bây giờ đang đợi dưới lầu không kiên nhẫn lắm, Kỷ Khánh Lễ từ công ty về, Giang Lợi Khởi đã chuẩn bị vest cho ông. Kỷ Khánh Lễ đổi quần áo xong đi xuống lầu, nhìn qua đồng hồ, hỏi, Nhiễm Nhiễm còn chưa chuẩn bị xong à? Giang Lợi Khởi uyển chuyển cười nói, đừng thúc giục, cô gái nhỏ mà có ai không chăm chút chứ? Kỷ Khánh Lễ mấp máy miệng nhưng không nói gì. Giang Nghệ mặc bộ váy dài màu vàng nhạt do Giang Lợi Khởi cho cô ta tự chọn, thiết kế lệch vai, màu vàng nhạt khá bắt mắt, may mà da Giang Nghệ cũng trắng nên mới có thể mặc bộ lễ phục màu này. Ngay lúc cô ta không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn cầu thang thì đột nhiên bên kia có động tĩnh. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trên lầu thu hút ánh mắt ba người đang ngồi trong phòng khách. Sau đó có một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy xuất hiện ở cầu thang. Mái tóc dài được búi lại thành kiểu tóc dịu dàng khéo léo, tóc mai khẽ rơi xuống tạo nên hương vị tươi mát hoạt bát. Trên lỗ tai cô không đeo khuyên tai thông thường mà đeo khuyên tai khá phức tạp nhưng tinh tế được tạo hình dạng lá cây. Đôi khuyên tai này kết hợp với những đóa hoa trên váy càng tăng hiệu quả cao hơn. Như công chúa tinh linh ngã xuống rừng hoa. Ngay cả Kỷ Khánh Lễ cũng bộc lộ ra sự kinh diễm. Ông đứng lên nở nụ cười mèo khen mèo dài đuôi, thật không hổ danh là con gái Kỷ Khánh Lễ. Cô vừa đi xuống Kỷ Khánh Lễ vươn tay ra giao cho Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua Giang Lợi Khởi đang đứng một bên, cười khẽ khoác lên cánh tay Kỷ Khánh Lễ. Được rồi, hình như cô đã bước một bước dài trên con đường cô gái tâm cơ. Tiệc tối được tổ chức ở khách sạn 5 sao trung tâm thành phố, lúc họ xuống xe đã thấy có không ít chiếc xe quý giá ngừng lại, hiển nhiên đều tới tham dự buổi tiệc lần này. Khi lên lầu Kỷ Khánh Lễ dặn dò, lát nữa gặp người ta phải chào hỏi, đừng để cho người ta nói con gái nhà họ Kỷ chúng ta không biết lễ phép. Kỷ Nhiễm miễn cưỡng trả lời. Đến cửa sảnh buổi tiệc, Kỷ Khánh Lễ chào hỏi với người đang đứng cách xa, Thẩm Tổng. Kỷ Tổng,
anh tới rồi. Người đàn ông trung niên mặc chính trang màu đen đón chào, khách sáo chào hỏi Kỷ Khánh Lễ. Kỷ Nhiễm mỉm cười ngẩng đầu, đang muốn chào thì đột nhiên thấy một người trẻ tuổi đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia, nét mặt cứng đờ. Thẩm Việt. Đứng bên cạnh người đàn ông trung niên kia lại là tên Thẩm Việt, quan gia ngõ hẹp. Nét mặt Kỷ Nhiễm hơi thay đổi, miệng cô cong lên cười lạnh một tiếng với Thẩm Việt. Tất nhiên Thẩm Việt đứng đối diện cũng nhìn thấy cô, vừa rồi ở xa gã không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy vóc người và quần áo nhưng vẫn động lòng. Cảm giác giống như khi gã nhìn thấy cô gái ở cửa tứ trung vậy. Trong lòng Thẩm Việt còn rất vui vẻ, cảm thấy không có một người lại tới thêm một người khác, sao gần đây lúc nào cũng gặp phải mấy cô gái nhỏ phù hợp với khẩu vị của gã thế. Ai ngờ lúc lại gần đứng chính diện khiến gã kinh ngạc ngây người. Thật sự quá trùng hợp. Hai người lớn chào hỏi xong, Thẩm Kỷ Đông nhìn con trai đứng bên cạnh, nói, Thẩm Việt, đây là con gái chú Kỷ, cứ gọi Nhiễm Nhiễm. Con nhớ chăm sóc thật tốt cho em Nhiễm Nhiễm đấy. Thẩm Việt vừa nghe liền đắc ý, lập tức cười nói, ba yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt. Giang Nghệ đứng phía sau vẫn luôn không nói gì, hận không thể vùi đầu trên mặt đất, cô ta thật sự không ngờ tới sẽ gặp Thẩm Việt ở đây. Nhưng Thẩm Việt hoàn toàn không phát hiện ra cô ta, gã đang muốn đưa tay đỡ eo Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm nắm chặt túi cầm tay, vô cùng đúng dịp, hôm nay cô chọn cái túi nặng như tảng đá, bây giờ nếu đập lên đầu Thẩm Việt khẳng định năm mới này gã phải vượt qua trong bệnh viện. Chẳng qua cô sẽ bị Kỷ Khánh Lễ mắng một trận. Nhưng lúc cô đang cầm cái túi tính xem nên đập gã lúc nào, đột nhiên cô dừng tay lại. Chờ chút, lúc trước Kỷ Khánh Lễ nói gì ấy nhỉ? Bậc cha chú kia là bạn bè với ông nội cô, nói cách khác đó là ông nội Thẩm Việt. Thẩm Chấp từng nói qua với cô, cậu với Thẩm Việt có quan hệ anh em họ. Cho nên đây cũng là buổi tiệc của ông nội bạn trai cô đúng không? Kỷ Nhiễm cầm chặt túi xách trong tay nhìn xung quanh. Chẳng lẽ Thẩm Chấp cũng ở đây sao? Không đúng, không chỉ có Thẩm Chấp mà còn có ba cậu và ông nội cậu nữa. Kỷ Nhiễm thu lại nụ cười lạnh trên mặt, ngay lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Đúng vậy, hôm nay cô sẽ không đánh người. Cô là thục nữ xinh đẹp đó. Editor có lời muốn nói, hừ, thực sự cảm thấy Bùi Uyển quá độc đoán, tuy đứng hai nhưng không nhìn xem bao nhiêu điếm. Chương 64. Đại sảnh yến tiệc đông đúc náo nhiệt, những người quen biết đứng chung top 5 top 3 lại một chỗ nói chuyện cùng nhau. Đèn trần nhà to lớn chiếu rọi ánh sáng nhu hòa xuống bữa tiệc rực rỡ. Kỷ Nhiễm yên lặng đi bên cạnh Kỷ Khánh Lễ vào sảnh. Vốn Thẩm Việt muốn đỡ cô nhưng bị Kỷ Nhiễm trừng cho một cái, huống hồ Thẩm Việt còn thấy hành động ước lượng túi sách kia nữa. Nói thật, gã vẫn còn sợ hãi cô gái này. Đừng nhìn bộ dáng khuôn mặt tinh tế ngọt ngào ngoan ngoãn kia không có tính công kích mà lầm, lần trước Thẩm Việt cũng bị khuôn mặt này lừa gạt qua rồi. Kỷ Khánh Lễ đi vào gặp không ít người quen. Đi mãi tới chỗ đôi vợ chồng trung niên nhìn khá thân nhau. Lúc này Giang Lợi Khởi kéo cánh tay Kỷ Khánh Lễ, bộ dáng như nữ chủ nhân vậy. Kỷ Khánh Lễ là người rất thể diện, vừa mới chào hỏi người ta xong đã lập tức nói tới Kỷ Nhiễm đứng bên cạnh. Nhiễm Nhiễm, đây là chú Trương, bạn làm ăn thân thiết với ba. Chào chú cô Trương. Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn chào hỏi. Kỷ Khánh Lễ cười nói, con gái tôi, Kỷ Nhiễm. Ông liếc sang Giang Nghệ đứng bên cạnh, không muốn quá mức bất công bèn thuận tiện giới thiệu, còn đây là Giang Nghệ. Vợ chồng Trương Tổng đều biết chuyện Kỷ Khánh Lễ kết hôn lần hai. Đặc biệt bà Trương còn từng gặp qua Giang Lợi Khởi nên vừa mới nghe tên Giang Nghệ đã hiểu đây là con gái Giang Lợi Khởi mang theo. Đương nhiên vợ chồng đối phương đều khen lẫn nhau một lượt, nhưng đâu, đề tài chủ yếu vẫn trên người Kỷ Nhiễm. Dù sao đây mới chân chính là con gái nhà họ Kỷ. Thiếu niên đứng bên cạnh vợ chồng kia bây giờ mới không nhịn được ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn qua Kỷ Nhiễm, khẽ hỏi, cậu là Kỷ Nhiễm à? Tiểu Khải, con biết Nhiễm Nhiễm hả? Bà Trương cười hỏi. Trương Khải nhìn Kỷ Nhiễm, cực kỳ hứng thú hỏi, cậu học tứ trung đúng không? Kỷ Nhiễm thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, cô biết nếu không trả lời thì không lịch sự nhưng cũng không muốn biểu hiện quá mức nhiệt tình nên chỉ gật đầu. Trương Khải tràn đầy hứng thú tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm. Bà Trương thấy vậy hỏi tiếp, Khải Khải, các con biết nhau sao? Biết, Hoa Khôi tứ trung. Trương Khải cợt nhã nói. Giọng điệu trêu tức rõ ràng khiến cho Kỷ Khánh Lễ hơi tức giận. Huống chi trong mắt người lớn chuyện Hoa Khôi kia không phải chuyện đáng khoe ra ngoài. Sắc mặt Giang Nghệ đứng bên cạnh không đẹp lắm. Cậu ta là người cùng tuổi với họ nhưng từ lúc bắt đầu tới bây giờ chưa từng liếc mắt nhìn cô ta, một lòng chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm.
Giang Nghệ vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt mình không tệ. Suy nghĩ của những cô gái vẫn luôn là như vậy. Tuy cô ta không có ý với chàng trai trước mặt, nhưng khi đối phương nhìn chằm chằm người khác không chịu nhìn cô ta vẫn khiến cô ta khó chịu vì bị thờ ơ. Bà Trương thấy sự tức giận trong mắt Kỷ Khánh Lễ bèn lập tức nói, Khải Khải, không được nói lung tung. Trương Khải không sợ chút nào, bộ dáng vẫn cợt nhã như vậy, nói, con đâu có nói bậy, cô ấy vốn là hoa khôi tứ trung, hơn nữa thành tích rất tốt. Thành tích Nhiễm Nhiễm tốt lắm à. Bà Trương nghe vậy rất hứng thú. Đối với người lớn mà nói, với tuổi như con mình bây giờ thì thành tích mới là chuyện cần quan tâm nhất. Trên mặt Kỷ Khánh Lễ hiện lên nụ cười có chút đắc ý nhưng vẫn làm bộ xua tay giống như không quá để ý, còn tạm, tạm được. Qua, yêu cầu của chú nghiêm khắc thật đó, lần thi này Kỷ Nhiễm đứng thứ hai toàn thành phố cơ mà. Kỷ Nhiễm không nói gì chỉ nhìn sang Trương Khải, cô không hiểu vì sao một thằng con trai có thế nhiều chuyện như vậy, nhìn Trương Khải cứ giống như tên lừa gạt cô dùng tiền mới tới vậy để tâng bốc cô đấy. Bà Trương vừa nghe con trai mình nói vậy liền kinh ngạc. Vốn dĩ bà còn thấy bề ngoài cô bé này quá xinh đẹp nên hơi đánh giá phiến diện. Cảm thấy cô bé với khuôn mặt xuất chúng như vậy nhất định thành tích sẽ không tốt lắm. Cô gái nhỏ nếu quá xinh đẹp khi ở trường học dễ dàng bị phân tâm, cho dù cô không có suy nghĩ đó nhưng những bạn nam khác đều như ong mật chuyển động vây quanh cô. Lại không nghĩ tới thành tích của Kỷ Nhiễm tốt thế. Bà Trương kinh ngạc nói, thành tích Nhiễm Nhiễm tốt vậy à, có thế đứng thứ hai thành phố chẳng phải mầm non Thanh Hoa Bắc Đại. Trên mặt bà có kinh ngạc cũng có cực kỳ hâm mộ, dù gia đình hoàn cảnh tốt cũng mong con mình có chút tiền đồ. Cho dù cha mẹ có tiền nhưng nếu con mình chơi bời lêu lỏng vậy nhiều tiền cỡ nào đều bị xài hết. Kỷ Tổng, anh nói cách dạy dỗ con bé để em nghe tham khảo. Bà Trương nhìn Kỷ Khánh Lễ, giọng điệu kích động. Lần này thực sự không phải bà khách sáo mà thực lòng muốn biết. Kỷ Khánh Lễ sĩ diện, huống chi từ nhỏ Kỷ Nhiễm đã không chịu thua kém. Bây giờ ông miễn cưỡng duy trì bộ dáng bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra sự đắc ý. Ông cười nói, đứa nhỏ Nhiễm Nhiễm này vẫn luôn hiểu chuyện nghe lời, từ nhỏ đã không làm anh bận lòng nhiều. Kỷ Nhiễm nén cười, lần này thực sự không biết nên nói gì. Quả thật Kỷ Khánh Lễ không hề khiêm tốn, sự thật mặc kệ trong chuyện học tập hay sinh hoạt ông chưa từng quản Kỷ Nhiễm. Phần lớn đều do Bùi Uyển quản. Kết quả bây giờ ông dõng dạc hưởng thụ thành quả lao động từ Bùi Uyển. Kỷ Nhiễm thế mới biết, nếu cuộc sống này không quá khó khăn thì nên học tập tinh thần không biết xấu hổ này. Bà Trương nhìn Kỷ Nhiễm tràn đầy khen ngợi, quả thật, trên người cô gái nhỏ này có quá nhiều ưu điểm. Mặt Giang Lợi Khởi đứng bên cạnh không chút ánh sáng nào. Bà ta không dám đáp lời bà Trương bởi vì sợ người ta chủ động hỏi thành tích Giang Nghệ thế nào. Đến lúc đó bà ta phải nói thế nào đây, trước kia còn được bây giờ đứng từ dưới lên. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Giang Lợi Khởi thất vọng nhìn qua Giang Nghệ. May mà đúng lúc này có không ít người ở xung quanh tới đây chào hỏi, bởi vậy Kỷ Nhiễm mới thoát khỏi sự khen ngợi không dừng được từ bà Trương. Cô lấy cớ đi toilet để ra ngoài. Toilet nằm bên ngoài sảnh tiệc, Kỷ Nhiễm đi ra còn đặc biệt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Chấp. Cô biết quan hệ giữa cậu với người nhà họ Thẩm vẫn luôn không tốt, chắc lần này cậu không tới. Nghĩ vậy Kỷ Nhiễm càng thất vọng hơn. Cô vừa mới vào phòng toilet đóng cửa lại thì bên ngoài vọng tới tiếng bước chân. Thẩm Mẫn, lần này mày không được từ chối nữa đâu đó, tao thật sự muốn làm quen với cậu em họ kia của mày. Giọng nữ yểu điệu hờn dỗi vang lên. Tiếng giày cao gót lộc cộc dẫm lên sàn gạch bóng loáng, nhiều tiếng hỗn độn xen lẫn nhau. Xem ra có 2-3 người vào đây. Giây sau có giọng nữ khác vang lên, giọng dễ nghe nhưng lời nói lại cay nghiệt, mày đừng mê trai vậy được không? Nó chỉ được cái đẹp thôi mà, thành tích kém cỏi rồi lại là con riêng. Chẳng lẽ mày muốn yêu đương với nó hả? Kỷ Nhiễm không muốn nghe lén nhưng mấy người kia không thèm để ý chút nào khi trong toilet còn người khác. Ha ha, tao chỉ hướng về khuôn mặt nó thôi chứ không tính kết hôn, nói chuyện yêu đương thôi là được. Thẩm Mẫn đóng nắp hộp phấn lại rồi lấy gương từ chỗ bạn tốt bên cạnh ra, lườm một cái cười nhạo, yêu đương. Với loại người như Thẩm Chấp, đầu óc mày bị hư à? Tay Kỷ Nhiễm dừng lại. Bên ngoài vẫn nói qua lại lẫn nhau. Đối với đứa em họ con riêng nhà chú ba kia Thẩm Mẫn vừa sợ vừa chán ghét, miệng chanh chua cay nghiệt nói, nó là thứ gì chứ, mày cho rằng nó họ Thẩm thì giống như tụi tao à. Dù giống thì sao, tụi tao đều danh chính ngôn thuận còn nó chỉ là đứa con hoang chú ba nhặt từ bên ngoài về tranh gia sản thôi. Nè nè, tao chỉ xin số điện thoại nó thôi mà, mày giận vậy làm gì?
Hiển nhiên cô bạn kia không ngờ Thẩm Mẫn cay nghiệt đến vậy, cho dù trước mặt người ngoài như họ cũng không thèm do dự nói ra thân thế của Thẩm Chấp. Được rồi, tao không xin số điện thoại nó nữa, vốn dĩ tao chỉ muốn chơi đùa thôi. Người bên cạnh vừa dỗ vừa khuyên, mãi cô gái tên Thẩm Mẫn kia mới miễn cưỡng nguôi giận. Đợi sau khi mấy người đó ra khỏi toilet, Kỷ Nhiễm mới đẩy cửa đi ra. Cô đi tới trước gương trong toilet, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn trong gương khẽ mím môi lại, bộ dáng vô cùng mất hứng. Cô không thể chịu được bất kỳ người nào chửi bới Thẩm Chấp. Ừ, cho dù cậu là con riêng thì sao, cậu không thể quyết định xuất thân của mình mà. Những lời nghe được trong toilet làm Kỷ Nhiễm không còn tâm tình quay lại buổi tiệc. Cô xách váy dọc theo hành lang đi về phía trước, Kỷ Nhiễm biết chắc chắn gần đó có phòng nghỉ. Bình thường tổ chức buổi tiệc kiểu này đều có chuẩn bị phòng nghỉ. Nhưng cô tìm một vòng cũng không tìm được phòng nghỉ nào, ngược lại thấy cánh cửa thủy tinh là kiểu nối liền với lan can ngoài trời. Bây giờ mùa đông lạnh lẽo nên kiểu lan can ngoài trời này không có bóng người đứng. Kỷ Nhiễm mặc bộ váy dài mỏng manh, đẹp thì đẹp thật nhưng không giữ ấm nên tất nhiên không đi ra ngoài ban công đứng. Lúc cô đi ngang qua lại thấy chấm đỏ ngoài ban công. Tập trung nhìn, có người đang đứng đó hút thuốc. Người kia hình như còn đang gọi điện thoại, đột nhiên lớn tiếng, tôi nói rồi, ai thích khiêu vũ thì đi mà làm, tôi không đi. Kỷ Nhiễm lập tức dừng chân lại. Giọng nói này. Cô dừng lại rồi khẽ đẩy cửa bước vào, thiếu niên đứng tựa vào ban công đã cúp điện thoại nhưng khói thuốc trên tay cậu vẫn chưa tắt, ở trong bóng đêm có cảm giác yêu dị khó nói. Thiếu niên đặt điếu thuốc bên môi khẽ cắn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun làn khói. Nhiệt độ ban đêm thấp, khói mang theo hơi nóng nhanh chóng biến thành chất khí màu trắng sữa trong trời đêm. Đột nhiên có hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, Thẩm Chấp quay đầu trong chớp mắt, con ngươi hẹp dài lạnh lùng bén nhọn nhìn phía sau. Còn tay cậu cũng đang nắm lấy cánh tay trên eo mình tính tách ra. Nhưng khi cậu nhìn thấy người đứng phía sau, đôi mắt vốn đang lạnh nhạt còn mang theo chút thô bạo kia đột nhiên biến thành nhu hòa, ngay cả động tác trên tay cũng mềm xuống. Nhiễm Nhiễm. Trong giọng nói của cậu lộ ra kinh hỉ. Kỷ Nhiễm mặc váy dài vang mỏng màu hồng nhạt, bây giờ lại hơi ngửa đầu lên nhìn giống như công chúa tinh linh đột nhiên rơi xuống chiếu rọi bóng tối làm nó trở nên dịu êm. Cô ngửa đầu nhìn cậu, lông mi dài run rẩy, hé miệng cười yếu ớt, không ngờ tới hử. Đâu chỉ không ngờ, quả thật ngoài ý muốn. Vốn tâm trạng Thẩm Chấp không tốt lắm, cậu chưa từng xuất hiện trong những trường hợp này nhưng Thẩm Kỷ Minh cứ bắt cậu phải tham dự, thậm chí còn bắt cậu lên sân khấu để chúc thọ cho ông cụ nữa. Còn nói gì mà hai nhà khác đều chuẩn bị chương trình. Trong lòng Thẩm Chấp thực sự kính trọng ông cụ, bởi vì từ lúc cậu về nhà họ Thẩm ông cụ là người ôn hòa và coi trọng cậu nhất. Nhưng cậu không muốn làm những việc thế này. Những người đó làm vậy chỉ để lấy danh tiếng, đơn giản chỉ muốn chiếm lợi thế lúc tranh gia sản thôi. Sau đó người trong lòng khẽ run kéo cậu về hiện thực. Bên ngoài thực sự rất lạnh khiến Kỷ Nhiễm không nhịn được run lên, cô cắn chặt răng sợ mình mở miệng nói chuyện cũng run. Thẩm Chấp hơi mím đôi môi khô khốc, cởi áo khoác trên người xuống. Hôm nay cậu mặc đồ cực kỳ trang trọng, vét đen toàn thân không một nếp nhăn, hiển nhiên vét được định chế riêng. Cậu cởi ra rồi nhanh chóng choàng lên người Kỷ Nhiễm. Áo vét mang theo hơi ấm nhiệt độ cơ thể bao trọn lấy Kỷ Nhiễm, nhất thời giống như cô ngâm mình vào trong nước ấm. Thoải mái đến mức không nhịn được than thở. Đi vào trước đi. Thẩm Chấp giữ chặt cổ tay cô, cánh tay khoác lên trên vai cô nửa ôm nửa dẫn cô đi vào trong hành lang. Khắp nơi trong khách sạn đều mở điều hòa nên hơi lạnh nhanh chóng tan đi. Thẩm Chấp nghiêng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn, sao em lại ở đây? Thật ra vừa rồi trong đầu cậu đã hiện lên câu hỏi này nhưng bây giờ mới hỏi ra khỏi miệng. Kỷ Nhiễm cũng nghiêng đầu, nói, anh đoán xem. Cô vừa nói xong đã nở nụ cười, cho dù mới gặp chuyện không vui thì giây phút nhìn thấy cậu, sự xoắn xuýt khó chịu trong lòng đều tan thành mây khói. Kỷ Nhiễm mím môi, cố hết sức tự nhủ chính mình không cần cười quá vui vẻ. Bởi vì cô không muốn để Thẩm Chấp phát hiện ra bản thân mình có thể vui mừng tới như vậy, không muốn cậu biết được cô thích cậu đến thế. Nghĩ tới đây lỗ tai Kỷ Nhiễm đỏ bừng lên. Còn Thẩm Chấp lại quá mức nhạy bén, cho dù biến hóa nhỏ cậu đều nhìn thấy, rồi cậu còn hư hỏng tới mức đã thấy mà còn đưa tay sờ lỗ tai cô. Kỷ Nhiễm xấu hổ cúi đầu xuống. Thẩm Chấp không nhịn được cười khẽ, chậm rãi kêu, Nhiễm Nhiễm. Giọng cậu trước sau vẫn trầm thấp từ tính, đặc biệt lúc cậu gọi tên cô trong giọng nói như pha thêm thuốc hóa học, chui vào lỗ tai người ta liền hiện lên phản ứng ngay. Mềm từ đầu tới chân. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Nhiễm,
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu, chóp mũi khẽ lướt qua cổ cậu, không cẩn thận chạm vào làn da cậu. Ấm áp. Ở nơi không ai hoan nghênh cậu, có cô xuất hiện. Thật tốt. Chương 65. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp bừng tỉnh. Cô cúi đầu nhìn di động Thẩm Chấp đang không ngừng rung lên. Nghĩ thôi cũng biết ai gọi tới. Ba anh. Kỷ Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Thẩm Chấp mím môi hơi nheo mắt lại. Cho dù vẻ mặt không biến hóa gì lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự kháng cự trên người cậu. Thẩm Chấp không muốn quan tâm tới bất kỳ sắp xếp nào do Thẩm Kỷ Minh làm. Kỷ Nhiễm ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Cậu mặc áo sơ mi trắng và di lê đen làm nổi bật dáng người cao ngất như ngọc thạch. Chỉ là vẻ mặt cậu lạnh lùng, trong mắt tràn đầy cảm xúc thô bạo. Cô nắm tay cậu, giọng mềm ngọt, hay chúng ta rời khỏi đây. Thẩm Chấp nhìn cô, trong mắt đều là dịu dàng, ngay cả âm thanh cũng mềm vài phần. Đi đâu? Chạy khỏi đây à? Mặc dù còn chưa tới 12 giờ đêm nhưng em bằng lòng đưa anh đi. Kỷ Nhiễm hơi nghiêng đầu, bộ dáng gian trá. Hàng mi dài hơi che khuất mắt cô nhưng lại đáng yêu xinh đẹp khiến Thẩm Chấp không nhịn được bật cười ra tiếng. Cậu cúi đầu nhìn Kỷ Nhiễm, giọng như rượu ủ lâu năm làm say lòng người. Cậu nói, coi anh như cô bé lọ lem thật hử. Tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên, cô bé lọ lem đi giày thủy tinh muốn chạy trốn. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại mới ngừng kia vang lên lần nữa, hiển nhiên Thẩm Kỷ Minh vẫn chưa từ bỏ ý định. Kỷ Nhiễm nắm chặt tay cậu, nói, em sẽ ở bên cạnh anh. Điện thoại trong túi sách Kỷ Nhiễm cầm cũng vang lên. Xem ra Kỷ Khánh Lễ thấy đã lâu mà cô còn chưa quay lại nên gọi tới để thúc giục. Hai người nhìn nhau, Thẩm Chấp nhếch môi cười, đi thôi, hai chúng ta không ai chạy thoát. Họ chậm rãi đi qua, lúc gần tới sảnh tiệc Kỷ Nhiễm cởi áo vest trên người xuống đưa cho Thẩm Chấp ra hiệu cậu mặc vào. Thẩm Chấp nhìn bộ lễ phục 2 giây trên người cô, lụa mỏng duyên dáng giống như tinh linh hoa vậy. Vốn dĩ cô đã đẹp, bây giờ còn mặc trang phục tỉ mỉ càng làm người ta kinh diễm không rời mắt được. Em không lạnh sao? Thẩm Chấp hỏi. Kỷ Nhiễm hơi kiển chân lên choàng áo vest lên vai cậu nhưng cậu không phối hợp, không thèm nhúc nhích chỉ đứng im đó. Cuối cùng Kỷ Nhiễm đành nói, Thẩm Chấp, anh mặc quần áo đàng hoàng lại. Thẩm Chấp vẫn đứng yên, Kỷ Nhiễm không thể không nhắc cậu, bạn Thẩm Chấp, anh phải nhớ kỹ bây giờ chúng ta chỉ có quan hệ bạn học thuần khiết. Nếu cô quang minh chính đại mặc áo vest của Thẩm Chấp đi vào trong buổi tiệc vậy chẳng phải trực tiếp nói cho mọi người biết quan hệ giữa bọn họ rất đặc biệt à? Thẩm Chấp cúi đầu, lần này nghe lời ngoan ngoãn nhận áo mặc vào. Cậu vừa mặc vừa nhìn cô, hàng mi cong dài như cánh quạt hơi cụp xuống, cậu không nhịn được hỏi nhỏ, vậy khi nào mối quan hệ giữa chúng ta mới có thể không thuần khiết? Vấn đề này, Kỷ Nhiễm không muốn để cậu quá thất vọng, ngẩng đầu nói, đại khái chắc 10 năm sau. Lời cô nói làm Thẩm Chấp sửng sốt, cậu không nhịn được cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đứng trước mặt, bất đắc dĩ nói, ý của em là anh phải chờ từ 17 tuổi cho đến 27 tuổi mới có thể tống được mối tình đầu của mình ra ngoài. Em cũng vậy mà. Kỷ Nhiễm cười nhìn cậu. Thật ra Kỷ Nhiễm có chút cảm giác kỳ lạ, như đời trước cô gặp Thẩm Chấp ở tuổi 27. Kết quả chưa làm gì hết đã quay trở lại 17 tuổi lần nữa. Cũng không phải chưa làm gì hết. Đột nhiên Kỷ Nhiễm chột dạ, dù sao kiếp trước cô ngán chân Thẩm Chấp không ít lần, ký ức vẫn còn mới mẻ chưa cách nào quên. Thẩm Chấp mặc áo vest vào rồi hai người quay lại tiệc. Bây giờ Thẩm Chấp mới nhớ tới hỏi cô, em đi cùng người nhà tới à? Cậu vừa dứt lời đã có âm thanh vọng lại đây, Nhiễm Nhiễm, con đi đâu thế, sao lâu vậy? Giọng Kỷ Khánh Lễ. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn qua phát hiện Kỷ Khánh Lễ đang đứng ở cửa ra vào buổi tiệc. Cô thật sự không ngờ mình mới rời khỏi chốc lát ông đã ra cửa để tìm rồi. Kỷ Khánh Lễ thấy cô đứng chung với thiếu niên xa lạ, hơn nữa khi nãy tận mắt ông nhìn thấy họ cùng nhau đi tới. Vì thế ông mở miệng kêu, mau qua đây. Cho dù Kỷ Khánh Lễ không quan tâm Kỷ Nhiễm nhưng cũng sẽ không thích có tên nhóc xa lạ đứng bên cạnh con gái ông, kiểu tâm tình cha ruột thường hay có. A Chấp. Ai ngờ Kỷ Khánh Lễ mới kêu xong lại có thêm một người đi từ bên trong ra. Đối phương thấy Kỷ Khánh Lễ bèn nở nụ cười, đưa tay chào hỏi, Khánh Lễ, ông tới rồi à? Kỷ Minh. Kỷ Khánh Lễ nhận ra đối phương vội vàng bắt tay, nhìn hai người khá thân thiết. Thật sự nhà họ Thẩm và nhà họ Kỷ có quan hệ thế giao, chủ yếu do nhiều năm nay ông cụ Kỷ ở Dương Châu còn nền tảng nhà họ Thẩm ở thành phố B nên mấy năm nay không qua lại nhiều. Kỷ Khánh Lễ và Thẩm Kỷ Minh có tuổi tác xấp xỉ nhau, so với con trai lớn Thẩm Kỷ Đông thì quả thật Kỷ Khánh Lễ quen thuộc với Thẩm Kỷ Minh hơn.
Hai người nói vài câu qua lại rồi mới nhìn qua hai đứa nhỏ đứng đối diện. Vừa rồi Thẩm Kỷ Minh thấy Kỷ Khánh Lễ nói chuyện với cô bé đứng đối diện nên mở miệng trước, con gái ông hả? Ừ, Nhiễm Nhiễm, lúc trước ông tới Dương Châu từng gặp qua rồi đó. Kỷ Khánh Lễ lập tức cười nói. Đương nhiên Thẩm Kỷ Minh nhớ rõ, mấy năm trước bởi vì ông ta tới Dương Châu nhận thẩm chấp về có đi qua nhà họ Kỷ làm khách nên từng gặp qua Kỷ Nhiễm. Ông ta cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước gặp Nhiễm Nhiễm mới 10 tuổi, cao chừng này. Thẩm Kỷ Minh đưa tay ước chừng như đang miêu tả chiều cao Kỷ Nhiễm lúc đó. Kỷ Khánh Lễ cười gật đầu, đúng, đúng, lúc đó Nhiễm Nhiễm mới 10 tuổi, nói ra đã mấy năm chúng ta không gặp nhau rồi. Ông nhìn thẩm chấp đứng đối diện hơi do dự, bởi vì vừa rồi người Thẩm Kỷ Minh kêu chính là thiếu niên này. Ngược lại Thẩm Kỷ Minh chủ động giới thiệu, đây là thẩm chấp, con trai tôi. Kỷ Khánh Lễ tập tức hiểu ra, ông nghe qua chuyện Thẩm Kỷ Minh, dù sao trong một vòng tròn nên tất cả mọi người đều biết chuyện vợ ông ta trình cối không thể sinh con được, vì thế ông ta bèn nhận đứa con riêng ở bên ngoài về. Chẳng qua không ngờ gặp ở đây. Kỷ Khánh Lễ là đàn ông nên có thể hiểu được cách làm của Thẩm Kỷ Minh, bây giờ nói nối dõi tông đường có chút lạc hậu nhưng con cái mới là nhân tố quan trọng nhất trong chuyện gắn bó một gia đình. Tương phản ông còn cảm thấy Thẩm Kỷ Minh phúc hậu khi không ly hôn với trình cối. Tuổi hai đứa không lệch nhau lắm. Kỷ Khánh Lễ cười. Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp nghe hai người họ nói chuyện vui vẻ thì có chút mơ màng. Tình huống gì thế này? Không ngờ khi nãy họ ở ngoài kỳ kèo me nheo tính làm như không quen biết, ai ngờ cha hai người lại quen thân. Không biết ai dẫn chuyện trước kêu hai người chào hỏi nhau. Thẩm Kỷ Minh thấy Thẩm Chấp không động tưởng rằng cậu không muốn, ông ta biết tính tình Thẩm Chấp, nếu cậu không muốn có bắt ép cũng vô dụng. Nhưng Kỷ Khánh Lễ là bạn cũ của ông ta nên Thẩm Kỷ Minh có chút sĩ diện, nói, Thẩm Chấp, chào hỏi em gái Nhiễm Nhiễm đi. Thẩm Chấp luôn không có kiên nhẫn với ba mình, không bao giờ nghe những lời Thẩm Kỷ Minh nói, chỉ cảm thấy giả dối. Lần đầu tiên cậu phát hiện lời Thẩm Kỷ Minh nói không tệ. Cậu nở nụ cười, thậm chí khi nhìn Kỷ Nhiễm đứng bên cạnh mình không kìm được bật cười ra tiếng, giọng trầm thấp, em gái Nhiễm Nhiễm. Tiếng em gái Nhiễm Nhiễm này làm cho xương cốt Kỷ Nhiễm đều muốn mềm, từng chữ đều giống như có móc câu móc vào lòng cô. Kỷ Khánh Lễ thấy anh trai người ta đã chủ động chào hỏi nên lập tức nói, Nhiễm Nhiễm, không thể không lễ phép. Lời ông nói cứ như mệnh lệnh, cưỡng chế Kỷ Nhiễm phải chào hỏi với Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm không nhịn được buồn bực quay qua nhìn Thẩm Chấp, đôi mắt đen to tròn trừng cậu, hai bên quai hàm phồng lên nhìn như kinh khí cầu làm người ta muốn đưa tay ra chọc một chút. Cô phải gọi gì? Anh trai chấp chấp. Cách gọi này quay một vòng trong đầu cô, làm tai cô đỏ bừng lên. Kỷ Khánh Lễ thấy cô chưa nói gì liền thúc giục, sao không chào hỏi anh trai? Thẩm Chấp thoáng nhìn qua Kỷ Khánh Lễ, miễn cưỡng ngừng cười, hôm nay cậu nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Cuối cùng cậu cũng nghe được giọng nói ngọt ngào bên cạnh. Anh trai Thẩm Chấp. May mà Thẩm Kỷ Minh còn phải đi giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông cụ nên nhà họ Thẩm mời tất cả những bạn bè làm ăn và thân thích tới tổ chức tiệc mừng thọ cho ông cụ. Thẩm Kỷ Minh nhìn Kỷ Khánh Lễ, ông chưa vào chào hỏi với ông cụ nhà tôi đúng không? Ừ, vừa rồi Thẩm Đổng nói ông cụ đang nghỉ ngơi cho nên lát nữa mới vào chào hỏi được. Kỷ Khánh Lễ hơi bất đắc dĩ. Thẩm Kỷ Minh cười lạnh, anh cả ông ta đúng là muốn cầm lông gà làm tên bắn mà. Ông ta lập tức nói, không sao đâu, bây giờ ông cụ đã tỉnh rồi chúng ta qua đó nói hai câu đi. Bằng không chờ tất cả mọi người đều tới thì càng không có thời gian chào hỏi. Kỷ Khánh Lễ nghe vậy gật đầu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong, Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp nhìn nhau, còn làm sao nữa, đuổi theo. Hai người sóng vai đi sau lưng họ đi tới một bàn sát bên sân khấu. Lúc này ông cụ Thẩm đã được mọi người đón xuống, đang ngồi ở bàn chủ. Kỷ Khánh Lễ tiến lên chào hỏi, ông cụ cười nói, gần đây cơ thể ba cháu có tốt không? Ông cụ và cha Kỷ Khánh Lễ là bạn cũ làm ăn trước đây, chỉ tại mấy năm nay ít qua lại nhưng ông cụ Kỷ vẫn kêu Kỷ Khánh Lễ tới chúc mừng sinh nhật ông cụ Thẩm. Kỷ Khánh Lễ cười gật đầu, được người nhớ đến, sức khỏe ba không tồi. Người kia ngài, cách gọi tôn kính khi người nhỏ gọi những người lớn tuổi có địa vị cao. Ông cụ hài lòng gật đầu rồi nhìn phía sau ông, Kỷ Khánh Lễ vội vàng chỉ Kỷ Nhiễm nói, đây là con gái cháu, Nhiễm Nhiễm. Kỷ Nhiễm chủ động đi lên chào hỏi, còn thuận tiện nói vài câu cát tường chúc mừng sinh nhật ông cụ. Cô mới nói xong đã có người đứng bên cạnh đi lên cho cô một bao lì xì. Kỷ Nhiễm chưa từng thấy qua cảnh này, hơi bất lực nhìn qua nhưng hướng cô nhìn là Thẩm Chấp.
Thẩm Chất nói khẽ, ông nội đưa cho em nhận đi. Một câu nói làm cho tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ, nghe qua giống như hai người có quen biết. Người khác không hỏi nhưng ông cụ lại cười mở miệng nói, A Chấp, cháu với con gái chú Kỷ quen biết à. Kỷ Khánh Lễ khó hiểu nhìn sang Kỷ Nhiễm, vừa rồi lúc đứng ở cửa ông còn kêu Kỷ Nhiễm với Thẩm Chấp chào hỏi nhau. A, đúng rồi, họ cùng nhau đi vào mà. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Kỷ Khánh Lễ, cả ánh mắt tò mò từ những người xung quanh, Kỷ Nhiễm mím môi lại. Cô nhìn thoáng qua Thẩm Chấp thấy hình như cậu đang muốn giải thích, Kỷ Nhiễm sợ khẩu cung hai người không giống nhau liền hạ quyết tâm, dành mở miệng trước, vâng, chúng cháu quen biết nhau, chúng cháu là đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn. Ông cụ nghe vậy càng hăng hái, cười hỏi, nói cho ông nội nghe nào, sao A Chấp lại đắc tội với cháu. Kỷ Nhiễm như nữ chiến sĩ, vừa dứt khoát vừa kiên quyết nói, trong cuộc thi lần này anh ấy giành mất vị trí đứng đầu cả thành phố của cháu. Mọi người. Ánh mắt Kỷ Nhiễm kiên định, đúng, không sai, cô chính là một người thích học tập không có tình cảm. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio. Và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình. Và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 66. Không khí đờ đẫn trong nháy mắt sau đó hơi xấu hổ. May mà mấy người ngồi đây đều quen làm việc lớn, rất nhanh cười xòa. Kỷ Khánh Lễ nhìn Kỷ Nhiễm, nói, Nhiễm Nhiễm, không được nghịch ngợm. Nét mặt ông bất đắc dĩ chứ không hề tức giận, theo ý ông nhiều lắm do Kỷ Nhiễm nghịch ngợm thôi. Nhưng Kỷ Nhiễm nói tới chuyện đứng nhất thành phố trong cuộc thi cuối kỳ làm Kỷ Khánh Lễ nhìn Thẩm Chấp thêm vài lần. Không ngờ đứa con trai này của Thẩm Kỷ Minh có tài đến vậy. Ông cụ Thẩm nghe xong liền xua tay cười ha ha, Khánh Lễ, cháu đừng trách. Đây nói rõ Nhiễm Nhiễm có lòng cầu tiến. Rồi ông cụ nhìn qua Thẩm Chấp, vẻ mặt vui mừng gật đầu tán dương, lúc trước đều nói hồi nhỏ thông minh lớn lên chưa chắc thành tài. Nhưng ông nội vẫn luôn tin cháu. Lời ông cụ nói có quá nhiều ý nghĩa sâu xa, huống chi lại nói trước mặt nhiều người như vậy vừa nhìn đã biết không phải khen ngợi đơn thuần. Lúc trước Thẩm Chấp biểu hiện bướng bỉnh lì lợm ở trường, thậm chí còn đánh nhau, hai nhà khác mách lẻo trước mặt ông cụ không ít lần. Cả ví dụ Thương Trọng Vĩnh đều nói ra. Thương Trọng Vĩnh, một tác phẩm văn xuôi của Vương An Thạch, nói về một thần đồng rất giỏi nhưng lại bị cha ông biến thành một người bình thường, không cho ông học và biến ông thành công cụ kiếm tiền. Thẩm Kỷ Minh chưa từng mở miệng giải thích thay cho Thẩm Chấp, dù sao thành tích của cậu cũng đặt ở đó, ông ta không thể đi nói với người khác rằng chỉ số IQ của Thẩm Chấp rất cao chỉ tại cậu không muốn học mà thôi. Kết quả trong học kỳ này lúc thi tháng cậu vẫn đứng cuối, ai ngờ tới thi giữa kỳ cuối kỳ lại ổn định đứng nhất lớp. Ngay cả Thẩm Kỷ Minh cũng không kìm được mà đắc ý, biểu hiện cỡ này đủ để gọi thiên tài. Thẩm Kỷ Minh vội vàng mở miệng nói, ba, học kỳ này A Chấp hiểu chuyện hơn nhiều, mấy lần thi đều đứng nhất lớp. Thẩm Chấp nhăn mày, sở dĩ cậu bằng lòng thi tốt là vì Kỷ Nhiễm chứ không phải muốn để cho Thẩm Kỷ Minh khoe thành tích trước mặt ông cụ. Theo ý cậu, hành vi này của Thẩm Kỷ Minh làm người ta buồn nôn. Lúc này còn một người có cùng cách nghĩ này với cậu về hành vi của Thẩm Kỷ Minh. Vốn Thẩm Mẫn đang đứng bên cạnh ba mẹ cô ta nói chuyện với ông nội, kết quả chú ba dẫn theo đôi cha con tới đây để chúc thọ ông nội rồi thêm đoạn sau đó nữa. Cô ta vẫn luôn học ở nước ngoài nên không hiểu rõ chuyện trong nước, vì thế không biết sự thay đổi của Thẩm Chấp, còn tưởng rằng cậu vẫn gây chuyện thị phị khắp nơi giống như trước đây. Thành tích thi cử thôi, có gì hơn người đâu mà đáng lấy ra để khoe khắp nơi. Thẩm Mẫn biểu môi, không nhịn được nói. Dù sao từ lúc Thẩm Chấp về nhà họ Thẩm đã có tư thái của thiếu niên thiên tài, đối với cậu chuyện học tập còn dễ hơn uống nước. Tham gia thi đua toán học gì đó, nếu cậu không lấy giải vàng cũng do không phát huy tốt thôi. Thậm chí chú ba còn nhân lúc ban thiếu niên chiêu sinh bắt cậu đi học trong ban thiếu niên nữa. Khi đó ông cụ không đồng ý, cảm thấy trẻ con không nên phát triển quá nhanh, cứ từ từ từng bước. Thẩm Chấp quá mức chói mắt, giống như mặt trời gay gắt trên đầu nhà họ Thẩm khiến tất cả anh chị em khác đều xấu hổ vô cùng. Mấy người Thẩm Mẫn còn cảm thấy vui mừng vì sự thay đổi của Thẩm Chấp, cậu đã biến thành người chuyên gây chuyện thị phi, không còn là thiếu niên để họ chỉ có thể nhìn lên nữa, thật tốt. Không ngờ, tình huống kia quay trở lại lần nữa. Bởi vậy Thẩm Mẫn không tự chủ được nói vài câu chua chát. Mẹ cô ta liếc cô ta, kéo cánh tay cô ta ra hiệu không được mở miệng nói chuyện nữa.
Nhưng Kỷ Nhiễm vẫn nghe được mấy lời cô ta mới nói, nhìn qua Thẩm Mẫn. Thẩm Mẫn mới mở miệng, Kỷ Nhiễm đã biết đây chính là người chửi bới Thẩm Chấp trong toilet. Đúng lúc để cô tìm được. Khuôn mặt Kỷ Nhiễm có tính lừa gạt cao, đặc biệt hôm nay còn ăn mặc ngọt ngào xinh đẹp như tiểu tiên nữ vậy. Cô hơi mỉm cười nhìn Thẩm Mẫn đối diện, nói, đúng đó, thành tích học tập cũng không giỏi lắm. Vốn dĩ em cảm thấy anh ấy không có gì đặc biệt hơn người, kết quả phát hiện rằng mặc kệ em cố gắng thế nào đều không bằng Thẩm Chấp. Anh ấy đứng nhất trong cuộc thi giữa kỳ khiến trước cuộc thi cuối kỳ ngày nào em cũng phải học tới 12 giờ đêm, thế mà vẫn không thắng được anh ấy. Cô hơi nhíu mày, bộ dáng vô cùng phiền não. Có cảm giác như làm sao bây giờ, Thẩm Chấp chính là giỏi như vậy, lợi hại như vậy. Thẩm Chấp đứng một bên, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người cô, trong mắt đều là dịu dàng. Sao cậu có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng cô chứ, nhìn như đang khó chịu với cậu nhưng thực ra mọi lời nói đều khen ngợi cậu. Chẳng lẽ cô gái này tốt nghiệp khoa biểu diễn à? Khóe miệng cậu cong lên, vốn dĩ tâm trạng không vui thế mà bây giờ bình thản lạ thường, trong lòng còn sung sướng nữa. Cậu luôn biết Kỷ Nhiễm là người bao che khuyết điểm, người khác nói cậu một câu thôi cô đã không vui rồi. Mấy lời Thẩm Mẫn nói cậu đều nghe quen, lúc cậu học trung học cơ sở họ học trung học phổ thông, tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng đều bị cậu đè ép khắp nơi. Cứ thế trong lời người lớn đều kêu bọn họ lấy Thẩm Chấp làm gương. Chắc thành tích chị gái này tốt lắm nhỉ, mấy người hay nói chuyện như vậy khẳng định đều có thực lực. Kỷ Nhiễm cười tít mắt nhìn Thẩm Mẫn, chớp chớp hàng mi cong dài như búp bê. Cô nói chuyện rất dịu dàng, bộ dáng sùng bái không chút nào giống như đang trêu chọc. Nhưng cô càng chân thành Thẩm Mẫn lại càng không chịu nổi. Vì sao Thẩm Chấp thành vật tham chiếu của bọn họ, còn không phải do bọn họ là bùn nhão không thể trét lên tường à? Bây giờ Thẩm Mẫn đang học trường đại học có chút danh tiếng ở nước ngoài nhưng tất cả mọi người đều biết cô ta vào trường đó bằng cách nào. Đơn giản do cha cô ta bỏ ra thật nhiều tiền, lợi dụng quy tắc làm việc chỗ đại học nước ngoài để cho cô ta vào trường học bây giờ. Tuy nhiên tiến vào dễ muốn tốt nghiệp không dễ. Năm nay Thẩm Mẫn đã lên năm 3 nhưng có rất nhiều môn phải học lại, cô ta không dám nói với người trong nhà sợ cha mẹ thất vọng với mình. Mắt thấy đã không đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp đúng hạn khiến trong lòng Thẩm Mẫn không biết lo âu thế nào. Kỷ Nhiễm nói vậy khiến cô ta chột dạ. Thẩm Kỷ Minh nhìn thoáng qua cô ta cười lạnh, nếu không phải người làm chú như ông ta không nên chấp nhặt với cháu gái thì thật sự ông ta muốn nói vài câu. Thành tích Thẩm Mẫn vô cùng thối nát. Bây giờ cô ta còn không biết xấu hổ nói thành tích có gì hơn người. Ông cụ nghe lời cô ta nói gật đầu thản nhiên bày tỏ, quả thật thành tích thi cử không quan trọng lắm, nhưng bây giờ tụi cháu đều là học sinh vậy phải cố gắng học tập cho tốt, không ngờ Nhiễm Nhiễm có lòng cầu tiến như vậy nhưng trẻ con không nên thức khuya quá. Ông nội, tất cả đều tại Thẩm Chấp, mấy lần thi anh ấy đều đứng nhất còn hơn 700 điểm nữa chứ. Nét mặt Kỷ Nhiễm kiểu cháu vô cùng bất đắc dĩ, cháu cũng không muốn như thế. Nhưng Thẩm Chấp quá lợi hại cháu phải biết làm sao bây giờ. Ông cụ bị cô chọc cười, ông hít mắt nhìn Kỷ Nhiễm, cười nói, vậy nể mặt ông nội đừng chấp nhặt với Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm mím môi nhìn qua Thẩm Chấp rồi lại quay đầu nhìn ông cụ, khéo léo gật đầu, vâng, hôm nay ông là thọ tinh, ông nói gì cũng đúng. Bộ dáng Kỷ Nhiễm thông minh khéo léo khiến ông cụ thích không thôi. Rồi ông nói, nếu đã vậy, cháu có bằng lòng lên nhảy mở màn với Thẩm Chấp trong tiệc mừng thọ ông nội không? Lời này vừa nói ra sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi không ít thì nhiều. Thời trẻ ông cụ đi du học nước ngoài nên cực kỳ thích khiêu vũ, lúc trước ước hẹn với bà cụ Thẩm cũng bằng khiêu vũ. Chẳng qua sau khi bà cụ Thẩm qua đời ông cụ không còn quá thích khiêu vũ nữa. Thẩm Kỷ Đông vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên mở miệng, ba, không phải đã nói để Thẩm Việt. Vốn dĩ Thẩm Chấp không phải người khiêu vũ mở màn, ý của Thẩm Kỷ Đông con trai ông ta mới là cháu đích tôn nên nó nhảy mới đúng lẽ. Ông cụ Thẩm thản nhiên nói, không phải A Việt nói nhảy mở màn quá quê mùa à, anh không cần khó xử nó để làm cho ông lão như tôi vui vẻ. Giải thích một chút xưng hô chỗ này, những người già khi nói chuyện với con mình có vài trường học thường xưng anh, chị nhưng không phải kiểu kêu anh, chị bình thường, khi người già xưng anh, chị với con mình thường là đang giận. Ông cụ nói vậy làm sắc mặt Thẩm Kỷ Đông thay đổi. Quả thật khi nãy vì chuyện nhảy mở màn mà Thẩm Việt ầm ĩ vài câu với ông ta nhưng Thẩm Kỷ Đông không ngờ ông cụ nghe được vì thế nhất thời sắc mặt rất khó coi. Thẩm Kỷ Minh vui vẻ không thôi, đây chính là cơ hội nở mày nở mặt. Ông nhìn qua Thẩm Chấp, sợ tính tình cậu ngang ngược sẽ từ chối cơ hội tốt như vậy. Nhưng hồi lâu thấy Thẩm Chấp chỉ yên lặng đứng đó không mở miệng từ chối. Khiêu vũ.
Kỷ Nhiễm lại hơi giật mình. Do cô điển quá mức mới khiến ông cụ kéo cô ra khiêu vũ sao? Cô nhìn Thẩm Chấp hy vọng cậu có thể từ chối thay mình. Nhưng khi Thẩm Chấp nhìn cô trong mắt chỉ có ý cười, không hề có ý muốn mở miệng từ chối. Bộ dáng ông cụ lại cứ hòa ái dễ gần, còn cười tít mắt nhìn cô, hỏi, Nhiễm Nhiễm có bằng lòng nể mặt ông già này không? Từ trước đến nay Thẩm Chấp vẫn luôn tôn trọng ông cụ, bởi vì trong nhà này chỉ có ông cụ thật tâm đối xử với cậu. Cậu nhìn qua ông cụ thấy ông cụ đang khẽ cười nhìn mình, bộ dáng như ông biết tất cả. Vì thế cuối cùng, dưới lời mới kiệt lực từ ông cụ còn thêm bộ dáng không có ý từ chối của Thẩm Chấp, Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ phải lên sân khấu. Đi tới chỗ hậu trường, Kỷ Nhiễm nhìn Thẩm Chấp, hỏi, anh biết khiêu vũ không? Đôi mắt to đen tuyền nhìn cậu, trong phút chốc hơi út ức mắt ương ước, cô nói, vừa rồi sao anh không từ chối? Giọng cô vốn mềm bây giờ còn thêm chút út ức, mềm nhũng như mèo con, gợi lên sự thương tiếc trong lòng người khác. Cổ họng Thẩm Chấp hơi khô khốc, vì sao anh phải từ chối? Cậu bị điên mới có thể từ chối cơ hội có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ với cô. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu, không ngờ cậu nói như vậy. Trùng hợp chạm phải ánh mắt sâu hun hút kia. Cậu nhìn cô, ánh mắt nồng đậm lưu luyến như bóng đêm. Trong đầu Kỷ Nhiễm như có sợi dây bị kéo căng ra, như đang vang lên tiếng cảnh báo. Cô không tự chủ được mà lui về sau vài bước, nhưng chân cô mới chuyển động thì eo cô đã bị giam giữ lại. Bàn tay Thẩm Chấp quang minh chính đại vòng lên eo cô ôm chặt không cho cô lui về sau. Chúng ta tập luyện chút đi. Thẩm Chấp cố ý lại gần, mãi khi trán sát gần trán cô mới dừng lại. Sau đó cậu khẽ cười rồi không kiềm chế được cười to làm cô muốn nhảy dựng lên. Chân Thẩm Chấp dài nhưng dáng người cậu không hề cứng ngắc, trong lúc khiêu vũ nhìn vô cùng mềm mại. Sinh nhật ông cụ chuẩn bị không ít tiết mục, lúc này nhân viên công tác đang khẩn trương chuẩn bị đều ào ào ngừng công việc trong tay nhìn về phía bên này. Khuôn mặt thiếu niên khôi ngô, dáng người cao lớn, trong lòng ôm một thiếu nữ, cho dù bây giờ không có âm nhạc thì dáng người của họ vẫn linh hoạt uyển chuyển như vậy. Đẹp như một bức tranh. Khi người điều khiển chương trình lại đây mời họ, Kỷ Nhiễm liền hít sâu một hơi, còn Thẩm Chấp đứng bên cạnh không chút do dự nắm chặt tay cô. Có anh ở đây, đừng căng thẳng. Cả đại sảnh đều tối đèn, chỉ có ánh đèn chiếu lên ngay giữa sân khấu. Kỷ Nhiễm không rõ tình huống dưới sân khấu nên cô không nhìn thấy gì ngoài thiếu niên đang nắm chặt bàn tay cô. Hai người đứng đó, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người bọn họ. Ánh mắt Thẩm Chấp cũng rơi trên người cô, hơi thở có chút nặng nề như đang ẩn nhẫn nhưng cũng có kích thích không thể ngăn lại được. Giọng cậu khàn khàn, Nhiễm Nhiễm, đây là nguyên nhân mà anh không từ chối. Anh muốn để cho mọi người thấy chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu. Chương 67. Trong biệt thự. Mới sáng sớm tinh mơ đã cực kỳ ầm ĩ, dì Triệu kiểm tra lại vali lần nữa rồi mới yên tâm gọi lái xe tới chuyển vali lên cốp xe. Bà quay đầu nhìn qua cầu thang, sau khi nghỉ đông mỗi ngày Kỷ Nhiễm đều dậy trễ hơn bình thường. Nhưng bà lại không biết người bà cho rằng đang ngủ đã sớm tỉnh rồi. Chẳng qua cô gái nhỏ chỉ lăn qua lăn lại trong chăn, điện thoại cầm trong tay đã hơi nóng lên rồi. Giọng nói mang theo chút khàn khàn buổi sáng khi mới tỉnh giấc, hơi hờn dỗi lại mềm nhũng. Sao anh dậy sớm thế? Ăn sáng với ông nội. Thẩm Chấp làm ổ trên sofa, giọng trong veo. Khi cậu nghe thấy giọng cô gái nhỏ bên kia điện thoại còn mang theo chút tính tình khi thức dậy, mềm mại lại hơi khàn khàn, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dáng bây giờ của cô, đang làm ổ trong chăn chưa chịu mở mắt rồi còn có chút uể oải. Nhưng vô cùng ngoan. Chỉ mới tưởng tượng ra hình ảnh này thôi đã làm Thẩm Chấp không nhịn được mà nhắm mắt bình ổn lại hơi thở nặng nề. Thẩm Chấp từng một tiếng, giọng khàn đi, em còn chưa rời giường à? Giường của em rất thoải mái, em không nỡ tách khỏi nó. Kỷ Nhiễm nằm trong chăn duỗi lưng, vô tình lại than nhẹ một tiếng thoải mái. Giọng nữ như mang theo sợi dây chui vào lòng Thẩm Chấp. Cậu cắn chặt răng ngã đầu lên ghế sofa nặng nề nhắm mắt lại, sau một lúc mới mở miệng, thoải mái vậy à? Từng. Kỷ Nhiễm đắc ý gật đầu. Đồ trên giường cô đều do dì Triệu tự mình chọn lựa. Cứng mềm vừa phải, ngay cả chăn cũng là loại vừa ấm vừa nhẹ, đắp lên người không cảm giác bị đè một chút nào nhưng vẫn rất ấm. Bên kia lại yên tĩnh mất vài giây. Rồi đột nhiên có tiếng cười nhẹ vang lên, Thẩm Chấp mở miệng, vậy anh phải tự mình thử xem. Đầu óc Kỷ Nhiễm vẫn trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn, lời Thẩm Chấp nói cô có nghe thấy nhưng không tập trung lắm, chỉ trả lời theo bản năng, từng. Bên kia lại cười vang khiến đầu óc Kỷ Nhiễm đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này cô mới kịp phản ứng câu Thẩm Chấp vừa nói.
Kỷ Nhiễm cắn môi có chút ảo não, nói, Thẩm Chấp, không cho anh nói bậy. Cô mới nói xong bên tai lại vang lên giọng cậu lần nữa, ừm, anh không nói, lần sau trực tiếp thử. Bị cậu ầm ĩ như vậy rốt cục Kỷ Nhiễm cũng không ngủ được nữa, từ trên giường ngồi dậy. Thẩm Chấp nghe được tiếng ma sát nên vui vẻ cười hỏi, bây giờ em muốn rời khỏi giường rồi hả? Vâng, hôm nay em phải về Dương Châu, vốn nên về từ sớm rồi. Nếu không phải đột nhiên đi dự tiệc mừng thọ ông nội Thẩm Chấp thì sẽ không chậm tới hôm nay. Cô nhớ tới cảnh tượng hôm đó lại không nhịn được nở nụ cười, ngày đó cô và Thẩm Chấp đã cùng nhau khiêu vũ mở màn. Không những làm Thẩm Mẫn kia tức giận xanh mặt mà ngay cả nét mặt mấy người Thẩm Việt đều không dễ nhìn cho lắm. Kỷ Nhiễm không thèm để ý xem họ nghĩ thế nào, dù sao họ khó chịu thì cô sẽ rất vui vẻ. Ai kêu đám người đó suốt ngày bắt nạt Thẩm Chấp chứ? Cô chính là muốn ngán chân bọn họ đó. Cô vừa mặc quần áo vừa nói, bây giờ anh đang ở nhà ông nội hả? Ừm, buổi chiều còn phải tới đền thờ cùng ông cụ nữa. Giọng Thẩm Chấp bình thản, đột nhiên Kỷ Nhiễm nghĩ tới chuyện gì đó, mở miệng hỏi, anh chị họ của anh không có ý kiến à? Sao có thể không có ý kiến được, buổi tiệc tối qua kết thúc ông cụ trực tiếp kêu Thẩm Chấp về nhà lớn với mình. Bình thường Thẩm Chấp không thích lộ mặt ở nhà lớn thêm vào đó ít khi ông cụ bắt được người, bây giờ khó khăn lắm mới thấy nên khẳng định sẽ không thả cậu đi. Nhưng thái độ này của ông cụ lại làm những người khác mất hứng. Đừng nói những tiểu bối biểu hiện rõ ràng mà ngay cả người lớn đều thể hiện ra mặt, hiển nhiên cảm thấy ông cụ quá mức bất công. Tiểu bối, mấy người vai vế nhỏ hơn trong gia đình như cháu chắc. Ông cụ lớn tuổi đều thích làm gì thì làm nên không quản tới chuyện trong lòng họ nghĩ thế nào. Thẩm Chấp không từ chối giống như trước đây mà trực tiếp lên xe ông cụ. Nếu hôm nay Kỷ Nhiễm không xuất hiện thì cậu cũng không muốn biểu hiện gì ở trước mặt ông cụ cả. Nhưng cô gái nhỏ của cậu lại vì cậu mà mặt đỏ mặt trắng đều hát một lần. Cậu há có thể để cô đơn độc một mình, đương nhiên phải phối hợp với cô rồi, lúc lên xe Thẩm Chấp còn đặc biệt đỡ lấy ông cụ. Chờ ông cụ lên xe xong cậu quay đầu nhìn qua Thẩm Mẫn, trong con ngươi đen nhánh kia lộ ra sự khinh thường. Anh phải khiến bọn họ không thoải mái thì mới không uổng phí công sức biểu diễn hôm qua của em. Giọng Thẩm Chấp hơi hạ xuống, đè nén nụ cười. Kỷ Nhiễm duỗi tay vén sợi tóc hai bên má rồi dùng ngón tay cuốn lại trên đỉnh đầu. Cô nói, em đâu có biểu diễn, vốn dĩ anh đứng nhất thành phố mà. Anh lợi hại lắm hả? Thẩm Chấp cố ý hỏi ngược lại. Rõ ràng giọng cậu vẫn như bình thường nhưng Kỷ Nhiễm lại cảm thấy tay đang cầm điện thoại bỏng rát, muốn ném xuống ngay lập tức. Người bên kia lại không tính toán buông tha cô dễ dàng như vậy, nhàn nhạt kêu, Nhiễm Nhiễm. Kỷ Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ. Cho dù Thẩm Chấp nhìn không thấy vẫn gật đầu, vâng, lợi hại. Thật sự Thẩm Chấp không nghĩ tới cô ngoan như vậy. Hỏi gì cô trả lời nấy. Lòng muốn mềm thành nước, ấm áp ngọt ngào. Dưới lầu ồn ào chuẩn bị xuất phát, lúc Kỷ Nhiễm đi xuống thấy Giang Lợi Khởi đang đứng trong phòng khách chỉ huy lái xe mang vali ra ngoài. Kỷ Khánh Lễ đứng một bên bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ về có một tuần, em chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Giang Lợi Khởi nhỏ giọng nói, đều là quà em chuẩn bị biếu ba mẹ nên tất nhiên phải mang về hết rồi. Kỷ Khánh Lễ đang tính nói nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Chờ bọn họ thu xếp thỏa đáng xong Kỷ Nhiễm mới kêu người chuyển vali của cô ra, cô không mang nhiều đồ chỉ mang theo chút quần áo. Dù sao đồ đặt ở Dương Châu cô đều có đủ. Sau khi lên xe Kỷ Nhiễm đeo tai nghe nhắm mắt lại, còn Giang Nghệ ngồi phía sau kéo tay Giang Lợi Khởi, đây là lần đầu tiên Giang Nghệ tới Dương Châu. Giang Lợi Khởi đã nói riêng với cô ta chuyện này, thừa dịp lần này đổi họ cô ta thành họ Kỷ. Mặc dù có chút tự mình dối người nhưng Giang Nghệ vẫn vô cùng vui vẻ. Kỷ Nhiễm không biết chuyện này, tuy vậy cô không chút hứng thú đối với chuyện Giang Lợi Khởi lăn qua lăn lại. Đến Dương Châu đã hơn 3 giờ chiều, lúc máy bay hạ cánh Kỷ Nhiễm có chút xúc động khi nhìn cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa máy bay, cô rời khỏi Dương Châu đã hơn nửa năm. Lúc trước ước chừng Bùi Uyển hơi thất vọng khi cô lựa chọn Kỷ Khánh Lễ nên trước khi cô tới thành phố B thì liền bay qua Hồng Kông công tác. Họ ngồi khoan hạng nhất nên đi lối đi dành cho khách VIP, rất nhanh đã ra tới bên ngoài. Bên Dương Châu đã có người tới đón, vốn Kỷ Nhiễm đang im lặng kéo vali của mình ra ngoài thì đột nhiên có âm thanh từ bên kia truyền tới. Nhiễm Nhiễm. Giọng thanh lãnh nhưng lại dễ nghe. Kỷ Nhiễm nhìn qua thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông dê màu khói đứng cách đó không xa. Áo khoác mở rộng lộ ra vóc dáng tinh tế trước lồi sau lõm được bao bởi váy len bó sát người. Thật sự bắt mắt. Mẹ! Kỷ Nhiễm giật mình kêu lên.
cô thực sự không ngờ Bùi Uyển sẽ tới sân bay đón cô. Kỷ Khánh Lễ và mẹ con Giang Lợi Khởi cũng ào ào nhìn qua, vốn Giang Lợi Khởi và Giang Nghệ đều đang tò mò là ai thì không ngờ lại là Bùi Uyển. Đặc biệt Giang Nghệ, vẻ mặt giật mình. Trước giờ cô ta đều cảm thấy khuôn mặt mẹ mình xinh đẹp tuyệt trần, cho dù đã tới tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân xứng. Trong những người mẹ các bạn học khác thì mẹ cô ta thuộc dạng xinh đẹp nhất. Trong nháy mắt khi cô ta nhìn thấy Bùi Uyển lại bị kinh diễm. Khuôn mặt Bùi Uyển tương tự với Kỷ Nhiễm, chẳng qua khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Trên người Kỷ Nhiễm thuộc về nét đẹp trẻ con ngọt ngào của thiếu nữ. Còn trên người Bùi Uyển lại lộ ra sự quyến rũ và hơi thở mạnh mẽ của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc đen dài xõa ra tạo nên vẻ đẹp riêng biệt, vành tai đeo bông trân châu sáng bóng, môi đỏ mọng tươi đẹp quyến rũ, mọi nơi đều lộ ra hai chữ tinh tế. Hóa ra mẹ Kỷ Nhiễm xinh đẹp như vậy. Cho dù trong lòng Giang Nghệ nghiêng về Giang Lợi Khởi nhưng cũng tự hiểu, Giang Lợi Khởi thực sự thua kém. Bùi Uyển hơi nhếch cằm lên, trợ lý đứng bên cạnh bà đi qua nhận vali trong tay Kỷ Nhiễm, cung kính nói, cô Nhiễm Nhiễm, hoan nghênh cô về. Kỷ Nhiễm nhấc chân đi qua bên cạnh, lúc đi vẫn quay đầu nhìn qua Kỷ Khánh Lễ, nói, ba, con về với mẹ trước. Đã lâu mẹ không gặp con. Kỷ Nhiễm, đi thôi. Giọng thanh lạnh của Bùi Uyển vang lên lần thứ hai, bà nói xong liền xoay người rời khỏi. Kỷ Nhiễm cũng không nói gì thêm, đuổi theo. Giang Lợi Khởi từ trong hoảng hốt tỉnh lại, nhìn qua Kỷ Khánh Lễ phát hiện ánh mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng Bùi Uyển rời đi. Cho dù đối phương chỉ lưu lại cho ông một bóng lưng thì ông vẫn không thể thu hồi ánh mắt. Kỷ Nhiễm đuổi theo Bùi Uyển rồi yên tĩnh đi bên cạnh bà. Bùi Uyển chưa nói câu nào, vốn tưởng sẽ tiếp tục im lặng đi lên xe nhưng đột nhiên Bùi Uyển lại nghiêng đầu nhìn cô, cười lạnh, con thích sống chung với ba con sao. Vừa rồi lúc Kỷ Nhiễm đi phía sau Kỷ Khánh Lễ đi chung với đám người đó, trái lại nhìn giống như người một nhà. Kỷ Nhiễm lập tức lắc đầu, không thích. Thái độ quyết đoán này cuối cùng cũng khiến sắc mặt Bùi Uyển hơi hoảng lại, bà không nói gì thêm. Lên đến xe Bùi Uyển bắt đầu xử lý công việc. Trước đến nay bà đều không phải loại phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông như Giang Lợi Khởi, bà độc lập kiên cường, không những có thể một mình đảm đương một phía mà còn lợi hại hơn rất nhiều người đàn ông. May mà lúc ở trên xe Bùi Uyển không có không quan tâm cô. Xe chạy vào trong khu nhà hoàn toàn mới, không phải nhà trước kia Kỷ Nhiễm ở Dương Châu, thế nên cô hỏi, nhà mình chuyển nhà rồi ạ. Bùi Uyển vừa mới xử lý công việc xong, nhìn văn kiện trong xe có ảnh hưởng rất lớn đối với ánh mắt nên bà phải xoa mắt mấy vòng như đang thư giãn, rồi mới quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cái nhà trước kia là phòng kết hôn của mẹ cùng Kỷ Khánh Lễ, đều có dấu vết của ông ta, mẹ chán ghét ở. Kỷ Nhiễm. Đối với chính mình, người chảy một nửa dòng máu của Kỷ Khánh Lễ, đột nhiên Kỷ Nhiễm cảm thấy Bùi Uyển còn nguyện ý đi sân bay đón cô đó chính là tình thương của mẹ rồi. Cảm ơn mẹ tới sân bay đón con. Kỷ Nhiễm nghĩ tới đây cảm thấy chính mình nên tỏ ra thông minh chút. Cô biết tính cách Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ khác nhau, lúc cô ứng phó với Kỷ Khánh Lễ đều thuận buồm xuôi gió. Còn Bùi Uyển, cho dù làm mẹ con nhiều năm như vậy nhưng cô luôn có chút cẩn thận, hơi mang theo lấy lòng. Có lẽ vì cô không muốn để bà không vui, muốn bà vui vẻ cho nên mới lấy lòng theo bản năng. Bùi Uyển nhìn qua cô đột nhiên bật cười. Vốn dĩ vẻ ngoài của bà trời sinh đã kiều diễm, bây giờ cười như vậy càng quyến rũ hơn. Bà khẽ nói, hôm nay mẹ mới về Dương Châu, thời gian con bay do Kevin nhắc. Kevin mà bà nói chính là vị trợ lý nhận lấy hành lý của Kỷ Nhiễm, bây giờ đang ngồi chỗ ghế phụ. Kỷ Nhiễm hơi giật mình nhìn về phía Kevin, khách khí nói, cảm ơn anh. Cô chủ khách sáo rồi. Kevin quay đầu lại gật đầu khách sáo. Vừa vào nhà Bùi Uyển đã cởi áo khoác trên người xuống, dì giúp việc trong nhà lập tức đi lên nhận lấy hành lý của cô. Lúc dì nhìn thấy Kỷ Nhiễm liền vui mừng cười, Nhiễm Nhiễm về rồi. Mặc dù đổi nhà nhưng dì giúp việc vẫn không đổi, vẫn là người trước kia. Nếu con mệt cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi, buổi tối đưa con tới nhà ông bà ngoại. Bùi Uyển nhìn Kỷ Nhiễm đang đứng trong phòng khách bèn duỗi tay xoa sống mũi. Kỷ Nhiễm gật đầu. Bên này Kỷ Khánh Lễ đưa Giang Lợi Khởi cùng Giang Nghệ tới nhà họ Kỷ. Ông bà cụ Kỷ ở biệt thự vùng ngoại thành nên không ồn ào, môi trường tốt, phong cảnh hợp lòng người. Cho dù bây giờ là mùa đông thì vẫn có thể nhìn ra được cảnh vật ngọn núi xung quanh. Xe chạy đến cửa liền dừng lại, Kỷ Khánh Lễ xuống xe trước, ai ngờ từ bên trong chạy ra một người giúp việc trong nhà. Giúp việc nhìn trong xe vài lần rồi nhìn Kỷ Khánh Lễ, hỏi, tiên sinh, Nhiễm Nhiễm không về cùng sao? Bị mẹ con bé đưa đi rồi.
vẻ mặt Kỷ Khánh Lễ không thể hiện gì. Vẻ mặt ông luôn như vậy từ khi rời khỏi sân bay, giống như người khác thiếu ông tiền mà không trả vậy. Dì Giúp Việc nghe vậy liền quay đầu chạy vào trong nhà lần nữa. Tài xế lấy vali từ trên xe xuống gần hết thì dì Giúp Việc mới từ trong biệt thự chạy ra lần nữa, đi tới bên cạnh Kỷ Khánh Lễ, nói: "Tiên sinh, bà cụ nói mấy ngày nay bà bị đau đầu không quá thoải mái nên không chào hỏi khách được, cho nên phiền mọi người về trước đi." Lời này vừa nói ra, Giang Lợi Khởi từ trên xe bước xuống vừa vặn nghe được. Đi đường dài mệt nhọc làm sắc mặt bà ta không đẹp lắm, trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy, như chỉ cần khẽ chọc một cái thôi là có thể chọc thủng tờ giấy này. Sắc mặt Kỷ Khánh Lễ cũng không dễ nhìn lắm, chạy thật xa về đây kết quả mẹ ruột không cho mình vào cửa. Chuyện gì vậy chứ? Ông chạy vào bên trong thấy bà cụ đang cầm tách trà ngồi ở phòng khách xinh đẹp nhàn nhã dùng trà. Nào có bộ dáng không thoải mái. Kỷ Khánh Lễ bất đắc dĩ lên tiếng: "Mẹ, chúng con mới về cho dù mẹ muốn dạy dỗ." "Nhiễm Nhiễm đâu?" Bà cụ nhẹ nhàng nói mấy chữ cắt ngang lời ông. Sắc mặt Kỷ Khánh Lễ trầm xuống, khẽ nói: "Bị mẹ con bé đón ở sân bay rồi, nếu mẹ nhớ con bé vậy con kêu con bé ngày mai về." Bà nội Kỷ là người Thượng Hải nên lúc nói chuyện mỗi chữ đều có chút giọng điệu yếu ớt, cho dù lúc dạy dỗ người khác cũng cực kỳ nhẹ nhàng ôn nhu. Bà nói: "Anh cho rằng tôi với ba anh tâm tâm niệm niệm mở mắt ngóng trông vì muốn nhìn thấy anh sao? Tôi chờ cháu gái tôi, cháu gái bảo bối của tôi." Một tiếng cạch giòn vang, là tiếng tách trà bị đặt mạnh xuống bàn trà. Kỷ Khánh Lễ bị lời này của bà cụ chọc tức, ông nói: "Ngày mai Nhiễm Nhiễm về rồi, mẹ hà cớ gì phải gấp như vậy? Vậy sao mấy người không đế ngày mai hãy về?" Bà cụ nghiêng đầu nhìn ông. Lời này làm Kỷ Khánh Lễ nghẹn không nói được câu nào. Bà cụ chậm rãi đứng lên, mặc dù bà không đi tới bên cửa sổ nhưng đứng từ góc độ của bà vẫn có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài kia. Bà cụ nói: "Người phụ nữ kia về với anh." Kỷ Khánh Lễ gật đầu. Bà cụ không tức giận, cảm xúc vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Anh đã biết thái độ của tôi với ba anh rồi, anh đã cố chấp muốn kết hôn với cô ta thì chúng tôi cũng không quản. Dù sao hơn 40 tuổi rồi, quả thật đã có chủ kiến của bản thân mình. Nhưng mà cả đời mẹ anh chưa từng để bản thân mình chịu uất tức, sẽ không gặp những người không muốn gặp." Bà cụ nói rất rõ ràng, bà không muốn gặp Giang Lợi Khởi thì ngay cả cửa cũng không muốn để bà ta tiến vào. "Mẹ, con với Lợi Khởi đã kết hôn rồi, hà tất gì mẹ cứ cố chấp như vậy?" Kỷ Khánh Lễ thật sự không hiểu, hà tất gì bà cụ phải biểu hiện ác cảm như vậy. Trái lại bà cụ Kỷ bình tĩnh liếc mắt nhìn ông, không nhanh không chậm nói: "Có thể để anh và cô ta kết hôn đó đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, nếu anh lại muốn để cô ta ở trong nhà của tôi thì quá phận rồi đấy." Kỷ Khánh Lễ vẫn cố khuyên nhủ: "Mẹ, Lợi Khởi mang thai rồi." Vốn ông tưởng rằng mình nói như vậy bà cụ sẽ nể mặt cháu trai mà thái độ có thể hòa hoãn một chút, ai ngờ ông vừa nói xong bà nội Kỷ đã nở nụ cười. Chẳng lẽ anh cảm thấy bà già này giống những người khác, nghe được hai chữ cháu trai sẽ đứng im rồi không còn bất kỳ nguyên tắc hay lập trường gì nữa. Lúc trẻ bà nội Kỷ là dạng con gái hiện đại, cho dù bây giờ lớn tuổi vẫn không cũ rích. Huống hồ nói thật, so với cháu trai xa xôi còn không gặp kia thì cháu gái do Bùi Uyển sinh cho bà lại rất hợp với khẩu vị của bà. Còn con dâu Bùi Uyển cũng là kiểu bà cực kỳ thích. Bà từng phản đối khi Kỷ Khánh Lễ ly hôn, thật sự bà cảm thấy Kỷ Khánh Lễ sẽ không tìm được người con dâu nào tốt hơn Bùi Uyển. Quá nhiều người ở trong phúc mà không biết hưởng. Con trai bà là một trong số đó. "Được rồi, nếu thật sự anh đau lòng vì cô ta đi đường mệt mỏi vậy mang cô ta về nghỉ ngơi trước đi. Chờ hai ngày rồi qua đây ăn bữa cơm." Đây đại khái đã là nhượng bộ lớn nhất từ bà cụ. Kỷ Khánh Lễ thấy vậy, biết bà cụ thuộc kiểu người cực kỳ cố chấp nếu đã hạ quyết tâm sẽ không thay đổi. Thế nên ông không còn cách nào khác chỉ đành đưa Giang Lợi Khởi về nội thành, may mà ông cũng có nhà ở Dương Châu nên không đến mức không có chỗ ở. Sau khi Kỷ Nhiễm về phòng liền nhận được điện thoại từ bà nội. Vừa mới nhận bên kia đã oán trách nói: "Tiểu bại hoại, nghĩ mà cũng không biết đến thăm bà nội." "Bà nội, hôm nay con mới về mà, con hứa với bà ngày mai nhất định đi thăm bà." Kỷ Nhiễm cười nói. Cô rất thích bà nội mình, có đôi khi cảm thấy tính cách bà nội và Bùi Uyển rất giống nhau, nhưng mà bà lại không yêu cầu cô nghiêm khắc giống như Bùi Uyển. Đời trước, lúc Kỷ Nhiễm học ở nước ngoài, mỗi lần về nước đều đi thăm bà cụ trước. Bà cụ nói nhỏ: "Ba con mới về đây nhưng bà không cho bọn họ vào nhà, bà nội chắc chắn sẽ đứng về phía con." Kỷ Nhiễm nở nụ cười. Cô biết,
Mặc kệ lúc nào bà nội cũng sẽ đứng về phía cô. Nhớ ngày đó sau khi Giang Nghệ đổi tên thành Kỷ Nghệ, bởi vì quanh năm Kỷ Nhiễm đều không ở trong nước nên rất nhiều người cho rằng cô ta mới đúng con gái nhà họ Kỷ. Cũng chính bà nội nói với cô, đừng lo lắng đừng gấp, tất cả những thứ của nhà họ Kỷ đều thuộc về cô. Sẽ chỉ là của cô. Cảm ơn bà. Kỷ Nhiễm mềm mại nói, chóp mũi có chút chua xót muốn khóc nhưng lại không muốn mình không có tiền đồ như vậy. Cô nói, cháu thích bà nội nhất. Bà cụ vừa nghe cô nói vậy lập tức nở nụ cười, nói, con nhóc này chỉ biết dỗ bà thôi. Chờ tới khi cháu tìm được bạn trai thì đến lúc đó thích nhất chính là bạn trai đó. Lúc bà cụ nói chuyện với Kỷ Nhiễm vẫn luôn không hề cố kỵ bất cứ điều gì như vậy. Kỷ Nhiễm có chút kích động, tuy biết rõ bà cụ không thể nào biết được chuyện giữa cô với Thẩm Chấp nhưng vẫn hơi chột dạ, bà nội, cháu còn nhỏ. Bà giỡn hoài. Vậy tối hôm qua tiểu soái ca nào khiêu vũ với con thế? Bà cụ hỏi. Đầu óc Kỷ Nhiễm nổ tung. Bà nội cô biết rồi. Sao bà biết? Kỷ Nhiễm ôm má, rất nóng, nóng cả lỗ tai. Bà cụ không thèm để ý nói, còn không phải tại lão Thẩm gọi điện thoại cho ông nội con à, chọc ông nội con tức muốn chết, thật ra ông nội con ghen tị đó mà. Ông nói ông chưa từng khiêu vũ với con nhưng thằng nhóc xấu xa không biết từ chỗ nào xuất hiện này lại dám cướp đoạt với ông. Kỷ Nhiễm nhớ tới chuyện ông nội Thẩm Chấp và ông nội mình là bạn bè, khó trách bà nội lại biết. Bởi vậy cô mới hơi thả lỏng. Nhưng câu nói kế tiếp của bà nội Kỷ lại làm lòng cô nhảy vọt lên tới cổ họng. Bà nội không nhanh không chậm nói, hơn nữa lão Thẩm còn muốn thúc đẩy ông nội con, nói để hai nhà chúng ta định hôn cho cháu. Kỷ Nhiễm giật mình. Bà nội hừ nhẹ một tiếng, cháu nói coi sao mấy người đó không thế, cô gái nhỏ nhà họ Kỷ chúng ta cực khổ nuôi lớn, chuyện này đâu phải do ông ta muốn quyết định là quyết định. Nói tới đây bà nội còn an ủi Kỷ Nhiễm, cháu yên tâm, cháu là bảo bối to lớn của bà nội, ông bà nội sẽ không tùy tiện giao cháu cho thằng nhóc xấu xa nào đâu. Kỷ Nhiễm. Trong lòng cô lặng lẽ thở dài, thật ra có thể đồng ý mà. Dù sao cũng đều là Thẩm Chất. Chương 68. Ánh đèn đường bắt đầu chiếu sáng, cảnh đêm Dương Châu vẫn đẹp không sao tả xiết như cũ. Nhìn những cảnh vật qua đang không ngừng lùi về sau cửa kính xe, Kỷ Nhiễm mới phát hiện ra Dương Châu vẫn là Dương Châu như cũ, nơi cô lớn lên và yêu thích. Bùi Uyển đưa cô tới nhà ông bà ngoại ăn cơm, ông cụ Bùi đã về hưu từ lâu, bây giờ đã giao toàn bộ công ty cho Bùi Uyển quản lý. Ông bà già chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ, thỉnh thoảng trồng thêm vài cây rau trước sân. Chỗ ông bà cụ Bùi ở cũng nằm vùng ngoại thành, chẳng qua gần hơn so với ông bà cụ Kỷ thôi. Lúc đến nơi, bà ngoại kéo bàn tay nhỏ của Kỷ Nhiễm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi đau lòng nói, gầy, ông xem đứa nhỏ này gầy mất rồi. Ông Bùi vừa nghe vậy liền vào phòng sách lấy kính lão ra đeo, vô cùng nghiêm túc đánh giá Kỷ Nhiễm từ trên xuống dưới. Đợi sau khi ông nghiêm túc quan sát xong cũng gật đầu, bất đắc dĩ nói, quả thật gầy rồi, bình thường học tập mệt mỏi nên phải ăn cơm đúng giờ chăm sóc bảo vệ bản thân. Vậy mà gầy hả? Một tay Bùi Uyển khoác lên ghế còn một tay đang cầm ly nước ấm uống. Bà nhìn Kỷ Nhiễm từ trên xuống dưới lần nữa, thản nhiên nói, mấy đứa con gái trong thời kỳ dậy thì nếu béo mới là tội ác, chỉ dài cân nặng không dài đầu óc là chuyện tốt à. Từ trước đến nay Bùi Uyển nói chuyện luôn không khách khí, cho dù trước mặt ông bà cụ Bùi bà cũng không uyển chuyển chút nào. Sau khi ông cụ Bùi nghe xong liền hừ lạnh, vậy cũng tốt hơn so với một số người làm cha mẹ mà không quan tâm đến con mình. Ba, có gì ba cứ nói thẳng không cần quanh co lòng vòng. Bùi Uyển lạnh lùng nói. Mắt thấy cha con gái hai người chuẩn bị kéo căng, bà cụ Bùi vội vàng hòa giải như từ trước đến nay, nói, chắc Nhiễm Nhiễm đói bụng lắm rồi, hôm nay bà kêu người làm toàn món cháu thích ăn đó, đi rửa tay rồi tới ăn cơm. Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa đi ông cụ Bùi lập tức nói, mặc kệ dùng cách nào, lần này Kỷ Nhiễm về con nhất định phải giữ con bé lại. Ba, ba đừng hỏi nhiều nữa tự con biết tính toán. Bùi Uyển không hề có dự định trao đổi nhiều về vấn đề này, hiển nhiên chính bà đã có suy tính. Ông cụ thấy vậy cũng nổi tính tình, ông chỉ Bùi Uyển nói, nếu con ngại chăm con mệt thì để cho ba với mẹ con chăm. Dù sao Nhiễm Nhiễm đã lớn rồi, không cần có người chăm sóc. Nếu đi học khó khăn vậy ba mẹ sẽ chuyển đến gần trường con bé. Ông cụ đã quen với cuộc sống thông dong nhàn nhã khi về hưu, bây giờ có thể nói ra những lời này quả thực đã kiên quyết muốn Kỷ Nhiễm rồi. Bà cụ Bùi ở bên hát đệm, nói, mẹ thấy ba con nói có lý. Con với Kỷ Khánh Lễ ly hôn,
không thể để quyền nuôi dưỡng Nhiễm Nhiễm vào tay nó. Đây là con cháu nhà họ Bùi chúng ta. Ai nói con đưa quyền nuôi dưỡng Nhiễm Nhiễm cho ông ta? Bùi Uyển hơi đau đầu liền thuận thế dựa lưng lên sofa, đặt ly nước lên bàn. Hai ông bà cụ bây giờ quả thật nghe gió nói mưa. Ông cụ Bùi chất vấn, vậy sao không để Nhiễm Nhiễm ở lại Dương Châu? Do con không cho à? Chính con bé chọn ba nó mà. Vẻ mặt Bùi Uyển lạnh lùng nói rõ ràng, vốn dĩ bà vẫn luôn kìm nén chuyện này, bây giờ cha mẹ hỏi tới cùng làm bà có chút tức giận. Lần này hai ông bà cụ im lặng, sau một lúc ông cụ thở phì phì nói, từ nhỏ đến lớn những chuyện Nhiễm Nhiễm muốn làm ba đều không thấy người làm mẹ như con xem trọng tính dân chủ gì, bây giờ con bé chọn ba nó trái lại con bắt đầu tiến bộ. Lời ông cụ nói thật sự không phải đang bới móc. Bùi Uyển đối xử với Kỷ Nhiễm nghiêm khắc có tiếng, rất nhiều phép tắc, người già hai nhà nhìn thấy đều đau lòng. Nhưng họ biết lúc cha mẹ giáo dục con cái, người lớn như họ không nên nhúng tay vào để tránh chuyện nuông chiều con. Bùi Uyển đối xử với Kỷ Nhiễm luôn là kiểu nghiêm khắc không được đi sai dù chỉ một bước. Nếu không lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc thi đó chính là thất bại, lại còn không cho phép phản bác là kiếm cớ. Hai cụ Bùi và hai cụ Kỷ đều là bạn bè già, bằng không lúc trước cha mẹ hai bên cũng không sắp xếp cho Bùi Uyển và Kỷ Khánh lễ kết hôn. Vốn ông bà cụ Kỷ không thể không biết xấu hổ mà nói ra chuyện này, nào biết ông cụ Bùi không chịu nổi mở miệng châm chọc trước. Bởi vậy bốn người già quả nhiên tìm được đề tài chung để nói chuyện. Bùi Uyển lại không cho là đúng. Kỷ Nhiễm rửa tay xong quay lại, bà cụ vội vàng đứng dậy kéo tay cô, đi, bà ngoại dẫn con đi ăn cơm. Bữa cơm này Kỷ Nhiễm ăn no 10 phần, bà cụ không ngừng kêu cô ăn thêm chút nữa, cho dù cô thực sự ăn không nổi nữa bà cụ vẫn còn kêu hút thêm chén canh. Buổi tối hai mẹ con không rời đi mà ở lại đây. Ở đây vốn có phòng cho Kỷ Nhiễm, bà cụ đã cho người đổi mới hết khăn trải giường ruột chăn, trong phòng có mùi thơm hoa cỏ dịu nhẹ. Là mùi hương con gái thích nhất. Sau khi Kỷ Nhiễm tắm rửa xong còn đặc biệt khóa trái cửa phòng lại, đi thật nhẹ tới giường lấy di động ra. Từ lúc cô về vẫn chưa liên lạc với Thẩm Chất. Bà nội Kỷ nhìn qua bọn họ rồi kéo tay Kỷ Nhiễm đi vào phòng khách. Nhiễm Nhiễm, có phải con gầy rồi không? Bà nội Kỷ vừa nói chuyện đã nói y chang bà ngoại, ước chừng trong mắt người lớn chỉ cần không béo thì đó chính là gầy. Kỷ Nhiễm lắc đầu, đâu có, sao bà nói giống bà ngoại vậy chứ, hai người thông đồng với nhau à. Tối hôm qua bởi vì có Bùi Uyển ngăn cản phía trước nên Kỷ Nhiễm còn không biết suy nghĩ của ông bà ngoại, nhưng hôm nay sau khi Bùi Uyển tới công ty làm việc thì hai người già không băn khoăn nhiều nữa. Ý nghĩa trong lời nói đều biểu hiện rõ ràng, ở thành phố B không ai chăm sóc cô kêu cô sớm chuyển trường về. Nếu Bùi Uyển không có thời gian chăm sóc cô vậy họ có thể chuyển tới gần trường với cô. Không ngờ vừa tới nhà ông bà nội, Kỷ Nhiễm lại nghe được lời mở đầu quen thuộc như vậy. Hiển nhiên bốn vị người lớn đã có chung nhận thức, muốn Kỷ Nhiễm chuyển từ thành phố B về Dương Châu. Nếu là trước đây, có lẽ Kỷ Nhiễm sẽ do dự. Nhưng bây giờ ở thành phố B có người trong lòng cô, có bạn học và giáo viên cô yêu thích cho nên cô không muốn về. Bà cụ không biết suy nghĩ trong lòng cô nhưng cũng không chịu nổi mà nói ra suy nghĩ của mình, bà nội thấy cháu qua bên đó học xa quá. Lời này vừa thốt ra làm ánh mắt Giang Nghệ sáng ngời. Mặc dù bà cụ chưa từng liếc mắt nhìn cô ta quả thực khiến cô ta căm tức không thôi nhưng với Giang Nghệ mà nói, nếu Kỷ Nhiễm có thể ở lại Dương Châu vậy cô ta có thể về nhà ở, cuối cùng không còn ai đè ép cô ta làm cô ta không thể xoay người được nữa. Vì thế cô ta cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm và bà cụ đang nói chuyện. Kỷ Nhiễm vội vàng lắc đầu, sợ bà cụ sẽ kêu cô về, bà nội, bây giờ cháu đã học lớp 11 rồi, lập tức sắp lên 12. Nếu chuyển trường thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cháu. Bà cụ vẫn không tính bỏ qua, nói nhỏ, không phải chuyển tới chỗ khác mà chuyển về Dương Châu, trường trước kia cháu học đó, trường nhất trung tốt lắm mà. Trước giờ Kỷ Nhiễm vẫn luôn học nhất trung của Dương Châu, đối với cô mà nói quả thật nhất trung không hề xa lạ. Bà nội, bà không biết lần thi tháng đầu tiên tại cháu mới chuyển trường chưa thích ứng được hoàn cảnh bên đó nên thi toán chỉ được 22 điểm. Thành tích dao động cực lớn, may mà cháu điều chỉnh lại được. Bà cụ không biết chuyện cô thi tháng, lúc trước bà gọi điện thoại chỉ nghe nói thành tích thi giữa kỳ và cuối kỳ không tệ lắm. Thật sự không ngờ còn có chuyện 22 điểm kia. Lúc này Kỷ Nhiễm bắt lấy cọng lông gà thành tích này vội vàng phát huy trình độ lớn nhất của nó, nói chuyện giật gân không có điểm mấu chốt, nếu giờ cháu chuyển trường ngộ nhỡ thành tích lại giảm lần nữa thì sao, có thể điều chỉnh thì tốt nhưng lỡ như không điều chỉnh được phải làm sao.
bà cụ bị cô lừa dối làm sửng sốt. Ngay cả Kỷ Khánh Lễ ngồi đối diện cũng không thể nghe vô nữa, nói, Nhiễm Nhiễm, bà nội muốn tốt cho con thôi, con đừng hù dọa bà nội. Kỷ Nhiễm ngậm miệng không nói lời nào. Nhưng lời cô nói ra lại có hiệu quả không tệ lắm, quả thật bà cụ không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa. Thoáng chốc ông cụ ngủ trưa dậy, ông từ trong phòng đi ra vừa thấy Kỷ Nhiễm lập tức kéo cô vào trong thư phòng, nói, nhà chúng ta còn chưa viết câu đối nữa, đang chờ cháu về viết đấy. Ông nội, ông sốt ruột thật đấy, còn mấy ngày nữa mới qua năm mới. Kỷ Nhiễm cười tít mắt đi theo ông cụ. Vì thế hai ông cháu vui tươi hớn hở vào phòng sách, Kỷ Khánh Lễ nghĩ nghĩ rồi đang tính đi qua nhìn xem, dù sao ông vẫn còn chuyện muốn nói với ông cụ, ai ngờ ông mới đứng lên Giang Lợi Khởi đã kéo cổ tay ông lại. Lần này bà cụ không bày sắc mặt với Giang Lợi Khởi nữa, tại Kỷ Khánh Lễ đã kết hôn với người ta rồi. Chẳng qua thái độ của bà cụ vẫn kiểu khách sáo mà không mất xa cách, khách khách khí khí như đang đối với khách, dù sao cũng không đối xử như người nhà. Buổi tối Kỷ Nhiễm ở lại đây. Còn mấy người Kỷ Khánh Lễ không được ở lại vẫn quay về nhà Kỷ Khánh Lễ như cũ. Nhưng trước khi đi Kỷ Khánh Lễ vẫn nói chuyện với ông cụ, không có gì khác chỉ nói chuyện đổi tên cho Giang Nghệ. Lý do của Giang Lợi Khởi là, chắc chắn đứa con trong bụng bà ta khi sinh ra sẽ mang họ Kỷ. Trong nhà có ba đứa con mà hai đứa họ Kỷ chỉ có Giang Nghệ họ khác thì thời gian dài trong lòng con sẽ khó chịu. Giang Lợi Khởi nói chuyện luôn kiểu có lý, lúc nói ra lại càng tỏ vẻ hơn. Huống hồ bây giờ bà ta mang thai, lúc trước bà ta từng lôi kéo Kỷ Khánh Kể đi khám thai nghe bác sĩ dặn phụ nữ có thai phải giữ cho tâm trạng vui vẻ. Nên thật sự Kỷ Khánh Lễ không muốn vướng mắc với bà ta trong vấn đề nhỏ này. Cho nên lần này về ông tính nói một tiếng với ông cụ về chuyện này, đổi họ cho Giang Nghệ. Ông cụ ngồi trên ghế dựa trong phòng sách nghe ông nói xong liền chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Kỷ Khánh Lễ, thản nhiên nói, nếu muốn sửa cứ sửa đi. Thái độ của bà cụ đối với hai mẹ Giang Lợi Khởi luôn luôn lạnh nhạt, Kỷ Khánh Lễ không ngờ tới ông cụ dễ nói chuyện như vậy. Ông cười nói, cảm ơn ba. Cảm ơn làm gì, chỉ cái họ thôi mà, nó muốn cái họ thì cứ cho nó họ. Ông cụ đã lớn tuổi nên biết che giấu sắc mặt, lúc này vẻ mặt vẫn kiểu hòa ái dễ gần hiền lành như cũ. Rồi ông cụ mở miệng lần nữa, nhưng tài sản nhà họ Kỷ không phải muốn tặng ai thì tặng. Giọng điệu khi ông cụ nói lời này rất nặng, cơ hồ đang trực tiếp nhắc nhở Kỷ Khánh Lễ. Muốn họ cũng được nhưng tài sản nhà họ Kỷ chỉ có con cháu nhà họ Kỷ đến kế thừa. Kỷ Nhiễm không biết mấy người Kỷ Khánh Lễ đi khi nào, cô vẫn nằm trong phòng chat nhóm. Nhóm do Hạ Giang Minh tạo, ít người, trừ bốn chàng trai nhóm họ ra cũng chỉ có hai cô gái Kỷ Nhiễm và Văn Thiển Hạ. Văn Thiển Hạ, nghĩ thật chán, thật chán, thật chán. Nhiễm Nhiễm, cậu có thấy chán không? Thật ra Kỷ Nhiễm thấy không tệ nhưng cô vẫn cực kỳ nể mặt mà trả lời một từ, ừ. Hạ Giang Minh, hay ngày mai ra ngoài chơi? Đề nghị của cậu ta khiến Văn Thiển Hạ vô cùng hăng hái, lại còn kêu Kỷ Nhiễm cùng ra ngoài. Kỷ Nhiễm đang làm bài tập nghỉ đông, những đề ôn tập mà giáo viên đã giao này cho dù một ngày viết mấy tờ thì cũng phải viết đến khi kết thúc nghỉ đông mới xong. Huống chi sắp hết năm, mặc kệ nhà họ Bùi hay nhà họ Kỷ cũng kiểu gia đình lớn nên có nhiều bạn bè thân thích. Phỏng chừng qua mấy ngày nữa Kỷ Nhiễm không phải đang trên đường đi chúc Tết thì cũng đang chúc Tết trên đường. Kỷ Nhiễm, tớ không đi được. Bây giờ tớ đang ở Dương Châu rồi. Văn Thiển Hạ thất vọng trả lời lại, hu 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 hu, Nhiễm Nhiễm đi ngày thứ ba, nhớ cậu. Hạ Giang Minh bị sự chua xót nhiệt tình của cô ấy tinh phục, không nhịn được oán hận nói, anh chấp còn chưa nói nhớ đâu, tới viên cậu à. Văn Thiển Hạ khó chịu, cô ấy cảm thấy cô ấy là bạn bè tốt nhất của Kỷ Nhiễm thì sao không thể nhớ được. Thế nên cô ấy đáp lại một câu, Nhiễm Nhiễm, cậu gửi địa chỉ nhà cho tớ, ngày mai tớ đi tìm cậu. Biết rõ cô ấy đang nói đùa nên Kỷ Nhiễm cũng thật sự gửi địa chỉ nhà ông bà nội qua, làm Văn Thiển Hạ gửi một đống ha ha tới đây. Cô nhìn trạng thái đen thui chỗ tên Thẩm Chấp. Người này nói hôm nay sẽ liên lạc với cô thế mà đến bây giờ còn chưa xuất hiện nữa. Nhưng Kỷ Nhiễm cũng biết trong nhà cậu có rất nhiều chuyện. Huống chi được xem là người bạn gái tri kỷ, không nên có hành vi gọi điện đoạt mệnh liên hoàn. Cô an tâm làm hai bài ôn hệ thống biện pháp xong rồi lên giường đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Kỷ Nhiễm đang ngủ say đột nhiên điện thoại để trên đầu giường ong ong rung lên, cô đưa tay sờ soạn thật lâu mới mò được điện thoại. Con heo lười nhỏ còn đang ngủ à? Thẩm Chấp bên kia mang theo ý cười, nghe cực kỳ mềm mại. Đầu óc Kỷ Nhiễm đang mơ hồ liền thanh tỉnh trong nháy mắt,
tim đập thật nhanh rồi ngay lập tức sự uất ức vô hạn ập đến. Người này còn dám nói cô nghĩ ngợi lung tung, bây giờ mới nghỉ được vài ngày mà cậu dám cả ngày không gọi cho cô. Cả ngày đó, đã vượt qua 24 tiếng rồi. Người mất tích cũng có thể thụ lý rồi. Sự mất mát trong lòng Kỷ Nhiễm giống như khinh khí cầu nhanh chóng bị thổi tan ra, ngay cả trong khoang mũi cũng có sự chua xót tủi thân. Nhưng một giây sau Thẩm Chấp lại nói, nếu tỉnh ngủ vậy rời giường đi. Anh đưa em ra ngoài chơi, không phải nói nhàm chán à. Kỷ Nhiễm bật dậy từ trên giường. Cô mở miệng, cảm thấy giọng mình thay đổi luôn rồi. Cô nói, bây giờ anh ở đâu? Thẩm Chấp biết địa chỉ nhà cô ở thành phố B, lúc trước cậu đã nhiều lần đưa cô về nhà. Nhưng bây giờ cô ở Dương Châu mà, sao cô ra ngoài chơi với cậu được? Không phải hôm qua em mới gửi địa chỉ vào trong nhóm rồi à? Thẩm Chấp nghe giọng nói lờ mờ của cô thì cho rằng cô còn chưa tỉnh ngủ. Kỷ Nhiễm hét lên một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Cô rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất xong đổi bộ quần áo chạy ra ngoài, xuống lầu gặp bà cụ đang xem TV, thấy cô liền kêu, Nhiễm Nhiễm, cháu ăn sáng không? Kêu cô làm cho cháu nhé. Bà nội, cháu không ăn đâu. Cháu hẹn bạn rồi. Cô đứng ngay huyền quang vừa đi giày vừa trả lời. Lúc cô chạy tới cửa tiểu khu nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác đen đứng cách đó không xa, tóc cậu bị ánh mặt trời chiếu lên làm hơi đổi màu. Hai tay cậu đút trong túi quần, cúi đầu nhìn mặt đất. Kỷ Nhiễm chạy vọt tới vài bước, thiếu niên ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt chiếu vào lòng cô. Trong chớp mắt cậu giang tay ra, Kỷ Nhiễm không chút cố kỵ chạy lên ôm chặt lấy cậu. Dường như Thẩm Chấp có chút ngoài ý muốn, ôm lấy cô cười hỏi, lần này không sợ bị thấy nữa à? Kỷ Nhiễm ngửa đầu nhìn cậu, giọng nói ngọt đến tận xương, không sao, em muốn Quang Minh Chính Đại. Quang Minh Chính Đại thích cậu. Ông cậu cũng vậy. Chương 69. Lúc cô gái nhỏ kéo tay cậu đi bộ về phía trước khiến Thẩm Chấp có chút muốn cười. Lúc dỗ dành cậu ngoài miệng nhìn lợi hại lắm, ai ngờ lại vội vàng buông lỏng tay ra đi trước, bộ dáng vẫn kiểu sợ bị người trong nhà gặp được. Miệng nói một đường bụng nghĩ một nẻo. Kỷ Nhiễm nắm tay cậu xoay người đi ngược đối diện với cậu, vừa đi vừa hỏi, sao anh tới Dương Châu vậy? Thẩm Chấp thấy cô đi đường kiểu vậy bèn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, bất đắc dĩ, cẩn thận. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười trong trẻo của cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt to tròn kia bởi vì vui vẻ mà cong lên như hình trăng lưỡi liềm. Thẩm Chấp khẽ xoa đầu cô, nhìn cô nhẹ giọng nói, anh chưa nói cho em biết, thật ra mẹ anh là người Dương Châu. Bước chân Kỷ Nhiễm dừng lại. Cô kinh ngạc nhìn Thẩm Chấp, khuôn mặt hiện lên sự nghi ngờ, hiển nhiên quả thật Thẩm Chấp chưa từng nói với cô chuyện này, cô hơi do dự hỏi lại, mẹ anh là người Dương Châu. Sao lúc trước anh không nói với em? Có rất nhiều nguyên nhân. Thế nên lúc này Thẩm Chấp không biết phải nói từ đầu, không phải cậu không muốn nói mà chỉ tại không biết kể từ đâu mà thôi. Huống chi nếu cậu nhắc đến chuyện của mẹ vậy khó tránh khỏi sẽ nhắc đến chuyện trước kia của bản thân cậu, Thẩm Chấp còn chưa tính nói cho cô nghe. Cậu chính là nguyên cảnh. Kỷ Nhiễm nhìn vẻ mặt cậu rồi lại liên tưởng đến xuất thân của cậu nên còn tưởng vì vậy mà cậu mới giấu giếm mình. Cô ngửa đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt, cậu im lặng khiến cô đau lòng. Cô vòng hai tay qua ôm lấy eo cậu, mặc dù thiếu niên mặc áo lông dày nhưng dáng người vẫn thon dài như cũ, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, không sao, anh không nói cũng không sao. Cô biết trong lòng mỗi người đều có bóng ma không muốn bị người khác đụng vào, cho dù đó là người thân mật nhất thích nhất đi nữa. Nhưng không có vấn đề gì, cô nguyện ý chờ tới ngày cậu muốn nói ra tất cả. Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt cậu trong lòng, ngay lúc lòng cậu mềm nhũn muốn nói ra khỏi miệng thì cô gái nhỏ nhón chân sát lại gần cậu, cô chớp chớp mắt, bạn Thẩm Chấp, có phải anh có cảm giác bản thân mình có được cô bạn gái tốt nhất thế giới không? Có phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc không? Thẩm Chấp khép mắt lại, biểu cảm gương mặt khó lường rồi cậu hơi cong khóe miệng lên, cho nên em thừa nhận em là bạn gái của anh rồi hả? Kỷ Nhiễm trừng to mắt, bộ dáng cực kỳ giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, ánh mắt ướt sũng. Cô quay mặt đi ngay lập tức không dám nhìn thẳng cậu, nói, chúng ta đi đâu chơi đây? Em quen thuộc với Dương Châu, anh muốn đi chỗ nào em đều có thể dẫn anh đi. Bộ dáng cô nhìn xung quanh cố nói sang chuyện khác càng khiến cho Thẩm Chấp muốn cười hơn. Cậu giữ mặt cô lại, nghiêng người về phía trước làm khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, cho dù nhiệt độ rét lạnh của không khí hạ xuống thật thấp thì lời cậu nói vẫn mập mờ nóng bóng, Nhiễm Nhiễm, anh có phải bạn trai không? Cho dù không nói trước được chuyện tương lai nhưng đây là lần đầu tiên thích một người nên càng muốn dựa gần đối phương một chút,
gần hơn chút nữa, cho dù biết họ còn rất nhiều thời gian trong tương lai. Trong nháy mắt cô cũng muốn gần cậu thêm chút nữa. Kỷ Nhiễm bị lời cậu nói làm cho xúc động, trái tim như nổi lên mặt nước, cho dù làm gì cũng không rơi xuống được. Thẩm Chấp biết cô gái nhỏ này như con lừa nên cần phải vuốt thuận lông cho cô, sợ hỏi tiếp cô sẽ xù lông bèn kéo tay cô đi về phía trước. Cũng không biết đi bao xa, Thẩm Chấp dừng chân lại chuẩn bị đón taxi. Hai chữ xe trống màu xanh trên xe taxi cho dù cách thật xa vẫn có thể thấy được. Cậu đang tính vẫy tay thì đột nhiên cô gái nhỏ bên cạnh lại thấp giọng nói, em cảm thấy phải. Thẩm Chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, hai người nhìn nhau im lặng vài giây, Kỷ Nhiễm cho rằng cậu không nghe thấy liền cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ giọng nhắc lại, phải, thật ra. Cô còn chưa nói xong cả người đã bị Thẩm Chấp bế lên. Kỷ Nhiễm kích động nhìn xung quanh, đập vài cái lên bả vai cậu, giọng nói gấp gáp, anh đừng làm vậy, thả em xuống. Thấy cậu không buông tay, cô lại khẽ hô, Thẩm Chấp. Lúc tay cô đánh vào ngực cậu thì Thẩm Chấp mới để cô xuống rồi sát mặt lại gần Kỷ Nhiễm, chóp mũi khẽ đụng vào chóp mũi cô, thở dài một hơi vừa lòng thỏa ý, giọng khàn khàn, Nhiễm Nhiễm, em là của anh rồi. Đồ ngốc. Kỷ Nhiễm ôm eo cậu, không nhịn được lẩm bẩm một câu trong lòng. Chắc có lẽ thật lâu sau Kỷ Nhiễm đã không còn nhớ rõ ngày hôm đó đi tới chỗ nào chơi, chơi cái gì, nhưng cô sẽ luôn nhớ rõ chuyện có một thiếu niên chỉ vì câu nói của cô mà vui sướng đến mức ôm chầm lấy cô ngay trên đường phố. Cả đời này cô khó có thể quên được ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu. Tới tối Thẩm Chấp đưa Kỷ Nhiễm đi ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ đặc sắc ở Dương Châu, chỉ có người địa phương mới tới những quán ven đường kiểu này, không có bảng lớn cũng không có biển quảng cáo. Bây giờ còn chưa giống với 10 năm sau, vì mà những quán ăn vặt nổi tiếng trên mạng, những áp mỹ thực gồm một chuỗi nhà hàng khắp nơi không thể bỏ qua. Có một số nhà hàng nhỏ quả thật dựa vào tích cóp danh tiếng qua nhiều năm rồi đưa tới những khách hàng quen thuộc. Sau khi Kỷ Nhiễm ngồi xuống liền quay đầu nhìn bể nước khổng lồ để ngay cửa, quán nhỏ này nổi tiếng món cá nấu cải chua, cá đều tươi mới nên bởi vậy chỉ cần có người gọi cá nấu cá chua thì sẽ thấy một con cá bị bắt lên và chế biến. Kỷ Nhiễm nhìn thoáng qua xung quanh, giờ cơm nên những bàn trong quán đều có khách ngồi, cô khẽ nói, quán này làm ăn tốt thật. Nhiều người chạy xe tới đây để ăn cơm lắm. Thẩm Chấp lấy bộ đồ ăn chần qua nước sôi xong mới đặt xuống trước mặt cô. Kỷ Nhiễm bưng tách trà uống một ngụm, cúi đầu kinh hô, trà lúa mạch này, thơm quá. Thẩm Chấp nhìn bộ dáng cô tò mò bên này tò mò bên kia, buồn cười hỏi, không ghét bỏ hoàn cảnh ở đây à? Quán thuộc kiểu xưa cũ, không nói tới thiết bị cũ mà ngay cả vệ sinh xung quanh cũng không vượt qua kiểm tra. Kế chỗ họ ngồi có cô gái vừa ngồi xuống đã trải một lớp giấy ăn lên mặt bàn. Biểu tình trên mặt ghét bỏ. Bạn trai cô dường như cảm thấy hành động này quá mức khiến người khác chú ý nên khẽ kéo ống tay áo cô ấy. Ai ngờ cô gái kia còn khinh bỉ ra mặt, ai bảo anh đưa em tới chỗ loại này ăn cơm, anh nghĩ em giống anh hả? Còn không phải vì rẻ à? Cô gái cau mày. Nhất thời vẻ mặt chàng trai hơi khó coi. Kỷ Nhiễm vội vàng thu hồi ánh mắt, cô không muốn để bạn nam kia quá xấu hổ. Đúng lúc đồ ăn họ gọi đã lên món đầu tiên nên Thẩm Chấp đưa đũa cho cô. Món cải xanh xào do cô kêu, Kỷ Nhiễm gấp một miếng bỏ vào miệng nếm thử thì đột nhiên Thẩm Chấp lại hỏi, nếu về sau, anh nói là nếu về sau anh không có chút quan hệ nào với nhà họ Thẩm. Vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc, hiển nhiên suy nghĩ này không phải do cậu ngẫu hứng nói tới mà nó đã nằm trong lòng cậu lâu rồi. Chẳng qua cậu chưa từng nói với ai, ngoại trừ cô gái nhỏ trước mặt này. Kỷ Nhiễm cầm đũa, đột nhiên cười khẽ, tay kia chống má hơi cúi đầu, nói khẽ, bạn Thẩm, em muốn nhắc nhở anh một chút. Em ấy mà, được sinh ra trong gia đình kết hôn lợi ích. Cô hơi ngừng lại một chút còn Thẩm Chấp ngồi đối diện hết cầm ra hiệu cô tiếp tục nói. Kỷ Nhiễm cười tít mắt, em không những kế thừa tiền bạc của ba em mà còn kế thừa tài sản của mẹ. Cho nên, cho dù anh không có gì cả. Nét mặt cô gái nhỏ giảo hoạt lại lộ ra chút đắc ý, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy kiêu ngạo cực kỳ đáng yêu, nhưng em có. Hơn nữa thành tích của em tốt như vậy, về sau em có thể tự mình kiếm đủ tiền để nuôi anh. Kỷ Nhiễm nhìn Thẩm Chấp ngồi trước mặt, đột nhiên nhớ tới đời trước có đủ loại lời đồn về người đàn ông này, đồn mỗi ngày anh đi làm đều mặc những bộ vest được định chế riêng, còn cả những nhãn hiệu đồng hồ sang quý thay đổi thường xuyên trên tay. Đây là đề tài trọng tâm được rất nhiều nhân viên nữ bàn luận với nhau. Xem ra nuôi cậu tốn rất nhiều tiền. Sao rồi? Thẩm Chấp nhìn bộ dáng hăng hái tràn trề của cô khi nói tới kế hoạch bao dưỡng chính mình nhưng mới nói tới một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Kỷ Nhiễm nói,
cho dù nuôi anh tốn nhiều tiền em cũng chịu được. Thẩm Chấp bị cô chọc cười, từ chỗ nào mà cô nhìn ra rằng nuôi cậu cần nhiều tiền, cậu cảm thấy chính mình là một học sinh trung học vô cùng giản dị không lãng phí mà. Nuôi anh tốn nhiều tiền lắm hả? Thẩm Chấp cười nhẹ. Kỷ Nhiễm trừng to mắt, cậu không hiểu rõ chút nào về bản thân mình già cả. Chỉ cái đồng hồ cậu đeo thôi đã vượt qua mấy cái túi trong tủ của Kỷ Nhiễm rồi. Thẩm Chấp nhìn nét mặt xoắn xuýt kia liền bật cười, cậu nói, đừng lo. Cho dù anh không cần bất cứ thứ đồ nào từ nhà họ Thẩm thì cũng không phải hai bàn tay trắng. Giọng cậu bình thản, bình tĩnh giống như đang giải thích một vấn đề không hề quan trọng chút nào. Kỷ Nhiễm mím môi nhìn cậu rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống, cả người nhìn có chút không vui. Thật sự không nuôi nổi anh hả? Thẩm Chấp cố ý chọc cô, tay còn khẽ nhéo lên tai cô nữa, cười một cái, về sau chuyện nuôi gia đình cứ giao cho anh là được. Kỷ Nhiễm hít mũi nhỏ giọng hỏi lại, vậy tiền anh kiếm được sẽ cho em hết sao? Thẩm Chấp nhìn cô, thấy đôi mắt cô mở to nghiêm túc nhìn cậu, nét mặt như đang chờ đợi câu trả lời. Cậu thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói, tiền kiếm được đều cho em hết. Kỳ thật không phải Kỷ Nhiễm cố chấp với tiền bạc, chỉ tại từ nhỏ đến lớn trong nhận thức của cô giữa hai người Kỷ Khánh Lễ và Bùi Uyển cực kỳ giống như đôi vợ chồng ký hợp đồng với nhau. Tiền Kỷ Khánh Lễ kiếm được thì là của Kỷ Khánh Lễ, tiền Bùi Uyển kiếm được là tiền của bà. Họ không giống những đôi vợ chồng bình thường khác, tiền chồng kiếm được đều nộp hết cho vợ mình, sau đó người vợ sẽ nghiêm túc lên kế hoạch chi tiêu tiền bạc trong nhà. Kỷ Nhiễm cảm thấy như vậy mới có cảm giác gia đình. Cha mẹ cô có thể giải quyết dứt khoát chuyện ly hôn như vậy cũng bởi vì họ có rất ít tài sản chung liên kết với nhau, tiền tài họ chia rất rõ ràng, cô là sự tồn tại phân chia không rõ ràng nhất giữa họ. Kỷ Nhiễm không thích cảm giác đó. Kỷ Nhiễm hít mũi, cho dù bây giờ nói tới vấn đề này còn quá sớm nhưng Kỷ Nhiễm khẳng định Thẩm Chấp có thể làm được. Cậu sẽ đưa cho cô tất cả những thứ cậu cô không chút do dự. Cô gái nhỏ cảm động hốc mắt hơi phím hồng, cô cúi đầu nhìn cái bàn trước mắt, vô cùng mong đợi nói, Thẩm Chấp, em sẽ không tiêu tiền bạc lung tung, em sẽ bảo quản thật tốt tiền anh đưa. Thẩm Chấp, cô gái này đúng là một kẻ dở hơi mà. Hai người cơm nước xong vừa đúng hơn 7 giờ nên Kỷ Nhiễm kéo cậu đi dạo trên phố. Hai bên không thiếu những quán đồ ăn vặt, trước cửa hàng bán bạch tuộc viên có người xếp hàng dài nhất. Kỷ Nhiễm nhìn chằm chằm cửa hàng bạch tuộc viên, Thẩm Chấp nheo mắt đang chuẩn bị lấy túi tiền, muốn ăn à. Nhưng cậu còn chưa kịp lấy ví tiền ra, Kỷ Nhiễm đã đè tay cậu lại, một tay kia cô để trên bụng mình, thở dài, nhưng em ăn no quá rồi. Vừa rồi những món Thẩm Chấp gọi, Kỷ Nhiễm đều nể tình ăn hết. Cho nên bây giờ cô chỉ có thể đỏ mắt nhìn thôi, thật sự không thể ăn thêm chút gì nữa. Hai người cùng đi về phía trước, đường phố náo nhiệt dần dần trở nên yên tĩnh, cô nhìn xung quanh rồi đang muốn hỏi Thẩm Chấp chuyện làm sao mà cậu biết chỗ ăn ngon như vậy. Rồi đột nhiên cô nhìn thấy tòa nhà, trong nháy mắt cảm giác quen thuộc trào dâng. Cô chỉ vào tòa nhà đối diện nói, Thẩm Chấp, anh mau nhìn đi, đây là cung thiếu nhi hồi nhỏ em hay tới nè. Đối diện bên kia đường có một tòa nhà rộng lớn như ẩn như hiện trong bóng đêm. Ven đường có cái cây lớn, chẳng qua tại mùa đông nên trên cây trụi lủi không một chiếc lá. Vào mùa hè, những tán cây trên cây đại thụ này mọc đầy lá sẽ trở thành cái ô xanh lá khổng lồ tự nhiên. Vừa lúc đèn qua đường sáng đèn xanh, Kỷ Nhiễm kéo tay Thẩm Chấp đi qua vạch qua đường đến đối diện. Cô đi tới cửa sắt quen thuộc kia, rốt cuộc hoàn toàn xác định đây là cung thiếu nhi mà cô tới học Sudoku khi còn bé. Kỷ Nhiễm không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà cung thiếu nhi này chưa bị phá bỏ. Thật ra đời trước sau khi rời khỏi cung thiếu nhi này cô chưa từng quay lại. Bởi vì vừa về đến đây cô sẽ nhớ tới những chuyện cũ kia, nhớ tới chuyện cô đứng dưới gốc cây đại thụ đó chia sẻ một cốc kem với cậu bé khóc khóc kia. Nhiều năm đã qua đi, Tiểu Cảnh cậu có khỏe không? Lần đầu tiên cô nhớ tới Tiểu Cảnh mà không cố kỵ chút nào, nhiều năm qua cô đều không muốn nhắc đến tên cậu. Hai tay Kỷ Nhiễm vịn cửa sắt nhìn chằm chằm vào bên trong cung thiếu nhi. Mặc dù bây giờ tối đen nhưng miễn cưỡng có thể thấy được cửa sổ mỗi tầng lầu. Cô cẩn thận đếm một chút rồi chỉ vào cửa sổ số 4 bên tay trái, nói, anh mau nhìn đi, lầu 2 bên tay trái phòng số 4 chính là lớp mà em học Sudoku trước kia đó. Thẩm Chấp đứng bên cạnh nghe giọng nói hưng phấn của cô bèn cười khẽ. Cậu biết, chuyện này do chính cậu nói Kỷ Nhiễm nghe. Khi đó Kỷ Nhiễm nhỏ có tính tình tiểu công chúa nên mỗi lần cô và Nguyên Cảnh giận dỗi không biết nguyên nhân vì sao, cô gái nhỏ đáng yêu đều lảm nhảm than thở, cậu không tốt với tớ chút nào, không thèm quan tâm tớ. Ai nói, tớ quan tâm mà.
Mặc dù Nguyên Cảnh ít nói nhưng vấn đề nghiêm trọng như vậy cậu không hàm hồ chút nào. Cô gái nhỏ yếu ớt hỏi, vậy cậu có biết tớ học lớp nào không? Cô chưa từng nhắc chuyện này với Nguyên Cảnh, rõ ràng đang cố ý bới móc. Ai ngờ Nguyên Cảnh như kiểu đã tính trước, nói, lầu 2 từ bên trái bắt đầu cửa sổ thứ tư, phòng cậu học đó. Kỷ Nhiễm nhỏ bị kinh sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra nụ cười xấu hổ, nói nhỏ, được rồi, cậu là bạn tốt của tớ. Kỷ Nhiễm nhìn cảnh trước mắt này lại nghĩ tới bạn cũ không biết ở nơi nào. Cô quay đầu nhìn Thẩm Chấp, nói, đột nhiên quay lại thật sự cảm thấy hoài niệm. Sao Thẩm Chấp lại không như vậy được, thật ra cậu biết quán đó nằm ngay gần cung thiếu nhi nên cậu muốn đưa cô tới nhìn lại một lần. Kỷ Nhiễm chỉ vào cách đó không xa, giọng nói lộ ra chút tưởng nhớ, anh nhìn cây đại thụ kia đi, khi còn bé em với người bạn tốt nhất của mình đã ngồi đó. Là một cậu nhóc, hơn nữa vẻ ngoài rất đẹp. Kỷ Nhiễm nhìn Thẩm Chấp, cố ý nói như vậy. Ai ngờ thiếu niên lòng dạ luôn luôn hẹp hòi kia thế mà không thèm nhúc nhích chút nào, Kỷ Nhiễm kinh ngạc há hốc mồm. Người này hôm nay đổi tính à? Vì thế cô tiếp tục nói, mặc dù cậu ấy không phải bạn học của em nhưng em thích cậu ấy nhất. Anh có biết vì sao không? Kỷ Nhiễm. Thẩm Chấp hỏi, vì sao? Kỷ Nhiễm nhìn cây đại thụ kia, lúc trước bà ngoại Nguyên Cảnh ngồi đó nghỉ ngơi rồi bị người khác bắt nạt, sau đó cô không nhìn nổi đi lên giúp đỡ. Cô nói, bởi vì cậu ấy là đứa trẻ lương thiện nhất mà em từng gặp. Cậu ấy vì đau lòng bà ngoại mà dùng chính đôi vai nhỏ của mình gánh vác rất nhiều thứ thay cho bà ngoại. Có lẽ khi còn bé cô không hiểu được vì sao mình lại thích một mình Nguyên Cảnh như vậy, nhưng sau đó cô hiểu ra bởi vì tiểu cảnh tốt bụng kia khiến cô rung động. Nhưng mà sau đó cậu ấy rời đi nên không còn gặp nhau nữa. Trong giọng nói Kỷ Nhiễm có chút phiền muộn. Khoảnh khắc này trái tim Thẩm Chấp như có thứ gì đó chọc thủng cố sức mà lao ra ngoài. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt đột nhiên muốn nói bí mật này cho cô nghe. Trong giây phút quay về Dương Châu, trong nháy mắt nhìn thấy cô chạy về phía mình, cậu đã muốn nói cho cô nghe bí mật này. Bí mật giữa Kỷ Nhiễm và Nguyên Cảnh. Thật ra, cậu đã sớm quay về bên cạnh cô. Tiếng Kỷ Nhiễm lại vang lên lần thứ hai, bây giờ trong thanh âm lộ ra sự khổ sở, sau đó mẹ nói với em, bạn bè chân chính phải là người cho dù có đi tới nơi xa nào đó cũng sẽ nói cho em biết. Người không nói gì mà đã rời đi thì thật sự không hề đặt em trong lòng. Cho nên, thật ra Tiểu Cảnh không hề để ý tới cô như vậy. Lời Bùi Uyển nói khiến Kỷ Nhiễm nhỏ rất khổ sở nhưng cô lại không biết phản bác thế nào. Thế nên sau đó cô vẫn luôn không có người bạn bè chân chính nào, một người để gọi điện thoại oán giận đêm khuya đều không có. Người đứng bên cạnh như hoa đá nãy giờ rốt cục cũng còng sống lưng, nhỏ giọng mở miệng, Nhiễm Nhiễm, thật ra anh có một bí mật. Hả? Đột nhiên, một tiếng vang khổng lồ trên đường phố yên tĩnh. Trầm một tiếng. Kỷ Nhiễm trơ mắt nhìn Thẩm Chấp nhào qua ôm lấy cô. Cậu muốn nói với cô điều gì? Những lời này nghẹn trong cổ họng không thể nói ra khỏi miệng. Chương 70. Trên đường phố yên tĩnh lạnh giá, tiếng vang khổng lồ long trời lở đất kia như đánh thức cả thế giới. Kỷ Nhiễm được Thẩm Chấp ôm chặt ngã sấp xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn tiếng ong ong vang lên bên tai. Cảm giác chấn động đập vào mặt khiến cô hít thở không thông. Đau, toàn thân đều đau. Cả cơ thể được Thẩm Chấp siết chặt trong lòng, mỗi khớp xương đều cảm nhận được cảm giác đè nặng kia, trong nháy mắt khi nguy hiểm tới gần cậu chỉ nghĩ đến cô. Qua một lúc lâu Thẩm Chấp mới lấy lại tinh thần, cậu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, khàn giọng kêu, Nhiễm Nhiễm. Mắt Kỷ Nhiễm nhắm chặt lại, gương mặt trắng bệch. Ở đây có người bị đè, nhanh tới cứu người. Rất nhanh đã có người đi đường phát hiện ra tình hình bên này. Hóa ra có chiếc xe tải đâm vào thân cây ven đường, bởi vì lực tác động lớn nên cây bị ngã xuống đổ ập về phía Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm đang đứng. Thẩm Chấp tay mắt lanh lẹ nhìn thấy bèn ôm Kỷ Nhiễm ngã xuống nhưng tốc độ của cậu vẫn không nhanh bằng tốc độ thân cây đổ xuống. Một chân bị thân cây đè lên. Đầu óc Kỷ Nhiễm vẫn còn lờ mờ nhờ tiếng la lớn của mọi người xung quanh kéo cô về hiện thực. Cô mở to mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Cho dù trong khoảnh khắc nào đôi mắt kia vẫn luôn sáng ngời nhìn cô. Cậu nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm, an ủi, Nhiễm Nhiễm đừng sợ, không có chuyện gì rồi. Kỷ Nhiễm không dám nhúc nhích bởi vì sắc mặt cậu trắng bệch như giấy, rõ ràng thời tiết lạnh như vậy nhưng trán cậu vẫn đổ mồ hôi. Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm sờ mặt cậu. Người xung quanh dần dần tụ lại, liên tục có người kêu, mau tới đây cứu người, nhanh lên. Ở đây, ở đây. Mọi người tụ lại đồng tâm hiệp lực di chuyển thân cây sang bên cạnh,
rốt cục chân thẩm chất cũng thoát ra. Cậu thấp giọng nói, bây giờ anh lật người qua rồi em từ từ ngồi dậy nhé. Kỷ Nhiễm khóc nức nở hô, anh đừng động, chắc chắn chân anh đang rất đau. Bên cạnh có người nhiệt tình nhắc nhở, thằng nhóc này cậu đừng lộn xộn, chân cậu không phải việc nhỏ đâu. Mà bên cạnh lại có lửa nổi lên, hóa ra chiếc xe tải bắt đầu bốc cháy, xung quanh tụ tập rất nhiều non-fans nên rất nhanh có người gọi điện thoại báo cảnh sát, còn có người gọi điện cho xe cấp cứu. May mà tài xế lái xe sau khi đụng xe đã nhanh chóng nhảy từ ghế lái xuống. Chiếc xe tải kia lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bị lửa thiêu đốt, tài xế xe tải đứng bên cạnh quơ hai tay như muốn ngăn cản lửa tràn ra nhưng chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Vốn Kỷ Nhiễm muốn duy trì tư thế này đợi bác sĩ đến kiểm tra, dù sao chỉ bác sĩ mới có thể định đoạt xem cậu có thể hoạt động hay không. Nhưng người nằm phía trên cô lại còn có tâm trạng cười trêu chọc, Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh lật người qua bên cạnh sau đó em từ từ ngồi dậy được không? Kỷ Nhiễm lắc đầu ngay lập tức, không được. Cô thật sự rất lo lắng cho chân thẩm chấp, nếu thực sự chân cậu có việc gì thì cho dù cô bồi thường cả đời mình cho cậu vẫn cảm thấy không đủ. Mặc dù đời trước thẩm chấp 27 tuổi vẫn thẳng tắp như cũ nhưng Kỷ Nhiễm sợ nhất hiệu ứng bươm bướm. Cô sợ chính mình sống lại làm ảnh hưởng đến thẩm chấp đời này. Hai tay cô nắm chặt cánh tay cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, anh đừng động. Nếu bây giờ chỉ có hai chúng ta thì em yêu cầu như vậy anh sẽ cực kỳ vui vẻ. Môi thẩm chấp dán lại gần bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô gái nhỏ. So với hơi thở của cậu thì những lời cậu nói càng nóng bỏng hơn. Lỗ tai Kỷ Nhiễm đỏ bừng lên. Tới lúc này rồi mà người này vẫn còn cợt nhã được. Kỷ Nhiễm tức giận muốn giơ tay đẩy cậu ra nhưng nghĩ đến tình hình cơ thể bây giờ của cậu liền cố gắng nhịn xuống. Chẳng qua khuôn mặt cô gái nhỏ nghiêm lại tức giận, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ ban nãy đã dần dần không còn rối loạn và sợ hãi nữa. Thẩm chấp vén những sợi tóc mai rơi xuống ra sau tai cho cô, cúi đầu như chuồn chuồn lướt nước chạm môi vào vành tai cô, khẽ chạm rồi lập tức rời khỏi, đừng sợ. Anh trai thẩm chấp sẽ không có chuyện gì đâu. Đột nhiên trước mắt Kỷ Nhiễm mơ hồ, vốn hốc mắt đã từ từ khô cạn không ngờ lại rơi nước mắt lần nữa. Cô khóc oa oa nhìn thiếu niên trước mặt, muốn đánh cậu nhưng cuối cùng lại dựa đầu lên vai cậu, răng cắn chặt lấy áo khoác cậu dùng hết sức đè lại âm thanh nức nở của mình. Rất lâu, giọng nói phẫn hận còn mang theo tiếng nức nở của cô gái nhỏ vang lên, thẩm chấp, anh phải chịu trách nhiệm với em. Không thể bỏ dở nửa chừng. Bởi vì thích cậu đến thế, cho nên cô biết đời này cô sẽ không yêu người nào khác nữa. Xe cứu hỏa chạy tới rất nhanh, tiếng còi xe cứu hỏa gào thét một đường từ nơi xa chạy đến nơi này. Theo sát đó là xe cứu thương. Bác sĩ đi qua kiểm tra sơ bộ, lúc cổ chân cậu bị thân cây đè lên phỏng chừng bị khe hở chỗ thân cây đè nên xương chân không bị vỡ vụn. Tuy nhiên vẫn cần phải tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng lần nữa. Sau khi thẩm chấp lên xe cứu thương thì Kỷ Nhiễm vội vàng đi lên ngồi bên cạnh cậu, bác sĩ kiểm tra sơ bộ đánh giá xong cảm thấy cậu không cần nằm trên cán cứu thương nên chỉ ngồi trên đó. Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh cậu, vốn dĩ bởi vì có bác sĩ y tá đang ngồi nên thẩm chấp không nắm tay cô. Ai ngờ lúc xe cứu thương khởi động thì có bàn tay nhỏ nhẹ nhàng di chuyển tới bên chân cậu, sau đó lén di chuyển từ đường viền quần jean cậu đang mặc hướng lên trên, rồi cuối cùng nắm lấy ngón tay cậu. Cô nắm chặt cả bàn tay cậu. Thẩm chấp cúi đầu nhìn hành động mờ ám cô làm từ nãy đến giờ, đợi khi cậu nhìn qua ánh mắt cô gái nhỏ lại thẳng tắp cố định nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ xe phía đối diện. Thẩm chấp cười nhẹ rồi lật lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia vào trong lòng bàn tay mình. Đến bệnh viện, lần này Kỷ Nhiễm kiên quyết không cho cậu đi bộ mà tìm cái xe lăn để cậu ngồi lên. Thẩm chấp đứng trên mặt đất bằng một chân, cúi đầu nhìn cái xe lăn trước mặt này, cười nhạo một tiếng, ngồi cái này. Em đẩy. Kỷ Nhiễm gật đầu vô cùng khẳng định. Thẩm chấp nhìn cô cuối cùng vẫn gật đầu nói, cũng là em. Vì thế Kỷ Nhiễm đẩy thẩm chấp đi đăng ký khám bệnh, rõ ràng cô gái nhỏ mảnh mai như vậy nhưng không kêu mệt chút nào. May mà sau khi chụp phim xong, bác sĩ nghiêm túc kiểm tra chỗ mắt cá chân bị thương lần nữa cuối cùng gật đầu nói, không việc gì, chỉ bị nứt xương, tĩnh dưỡng thời gian ngắn là được. Tốt nhất đừng cử động nhiều. Bác sĩ, có cần nằm viện không? Kỷ Nhiễm nhìn chằm chằm vào bác sĩ, sốt sắng hỏi. Bác sĩ bị bộ dáng này chọc cười, bình thường nếu gặp tình huống này bác đều đề nghị nên nằm viện quan sát một chút. Được, chúng cháu nằm. Không cần. Hai âm thanh cùng vang lên một lúc, Kỷ Nhiễm mím môi nhìn thẩm chấp đang ngồi trên xe lăn, rồi cô mở miệng nói, nếu anh chịu nằm viện vậy ngày mai em mua bữa sáng tới cho anh rồi ở đây với anh cả ngày.
Thẩm Chấp nhìn cô kinh ngạc nhướng mày. Vốn Kỷ Nhiễm cho rằng mình đề xuất điều kiện như vậy thì người bạn trai như cậu cần phải không chút do dự gật đầu đồng ý mới phải, ai ngờ người ta còn vô cùng bình tĩnh chớp mắt nhìn hai lần. Kỷ Nhiễm cảm thấy cô đã nhận được sự sỉ nhục thật lớn. Tuổi thân. Ngay lúc cô cúi đầu nhìn giày của mình thì đột nhiên có giọng nói dịu dàng vang lên, như kiểu thở dài, được, nghe lời em. Kỷ Nhiễm nhìn cậu thấy Thẩm Chấp đang mỉm cười nhìn cô. Mới làm thủ tục nhập viện cho Thẩm Chấp xong, điện thoại di động của cô kêu lên, bà nội Kỷ gọi tới. Giọng bà nội vô cùng lo lắng, Nhiễm Nhiễm, sắp 10 giờ rồi, bên ngoài không an toàn, bà nội kêu lái xe tới đón cháu nhé. Kỷ Nhiễm biết giờ này đã trễ lắm rồi cho nên cô đành nói, bà nội, cháu với bạn học đã lâu không gặp cho nên mới nói chuyện cả ngày như thế, bây giờ cháu về ngay. Lúc cô ra ngoài đã nói đi gặp bạn học cũ. Có trời mới biết thật ra căn bản cô không hề hẹn bạn bè ra ngoài chơi. Bà nội Kỷ cũng biết đã lâu cô không về Dương Châu, dặn dò nói, vậy nhanh nhé, không thể vượt qua 11 giờ. Hôm nay ba con tới hỏi con, bà nội đã chống đỡ giúp con rồi. Vâng, cảm ơn bà nội, thích bà nội nhất. Kỷ Nhiễm hôn một cái qua điện thoại thật vang dội dỗ dành bà cụ vô cùng vui vẻ. Cô cúp điện thoại xong quay đầu nhìn thiếu niên đã mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt kia. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, ánh đèn chiếu lên trên mặt trên người cậu. Sau một lúc, Thẩm Chấp mới nhàn nhạt hỏi, không phải em nói thích anh nhất à? Kỷ Nhiễm. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Kỷ Nhiễm rời giường lấy cớ đi ra ngoài chạy bộ nên ông bà cụ vô cùng vui mừng gật đầu. Ai ngờ hai ông bà cụ không hẹn mà cùng kêu cô lại muốn cùng ra ngoài vận động với cô. Khiến Kỷ Nhiễm sợ tới mức vội vàng tìm cớ chạy trốn. Cô mua bữa sáng phong phú tới bệnh viện vừa lúc gặp bác sĩ đang kiểm tra phòng. Cô vào cửa thì bác sĩ và những thực tập sinh đi cùng đồng loạt nhìn về phía cô. Thẩm Chấp đang nửa nằm trên giường, để đám người tùy ý vây quanh cậu. Bác sĩ vừa kiểm tra xong nên cực kỳ hứng thú quan sát Kỷ Nhiễm rồi quay đầu nói với những học trò của mình. Cho nên thầy đã kêu ngàn vạn lần đừng học y, em xem ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, không sánh bằng mấy bạn học nhỏ này. Nhóm thực tập sinh nghẹn cười đi theo bác sĩ ra ngoài. Kỷ Nhiễm đứng dán bên tường chớp chớp mắt. Cho nên cái này là tai bay vạ gió à. Ăn sáng xong hai người lại ngồi trong phòng bệnh một hồi. Kỷ Nhiễm nhìn ánh mặt trời bên ngoài dần dần lên cao. Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Kỷ Nhiễm nhìn Thẩm Chấp cười nói, em đẩy anh ra ngoài vườn hoa nhỏ dưới lầu nhé. Thẩm Chấp không đành lòng đã kích bộ dáng hăng hái tràn đầy của cô nên đành để cô đẩy mình xuống lầu. Hai người đi tới vườn hoa nhỏ dưới lầu. Không ít người bệnh đang đi dạo ở đây. Có người già tóc trắng xóa, cũng có những đứa trẻ mới cao tới đầu gối đang chạy nhảy vui đùa. Đi dạo một hồi, Kỷ Nhiễm liền tìm cái ghế trống rồi đẩy xe lăn của Thẩm Chấp đối diện với cô. Ánh mặt trời vừa vặn, tuy mùa đông nên ánh mặt trời hơi điều hiu nhưng cũng đủ ấm áp. Kỷ Nhiễm ngắt một cây cỏ cọ vào má Thẩm Chấp, Thẩm Chấp chỉ ngồi im không phản ứng đến cô, nhưng cô càng cọ càng hăng hái hơn, cảm thấy bản thân mình không ai bì nổi. Cuối cùng, Thẩm Chấp có chút cáu nắm lấy bàn tay cô. Còn ầm ĩ nữa. Cậu lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nở nụ cười. Kỷ Nhiễm vạch ngón tay cậu ra đùa giỡn, chờ tới khi cô nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh. Thẩm Chấp thấy cô gái nhỏ vốn đang ầm ĩ đùa giỡn cậu bây giờ lại ngây người, cả người cứng lại. Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cô đã ném tay cậu ra như bị điện giật, còn dịch qua chỗ bên cạnh theo bản năng, tỏ vẻ xa lạ với cậu. Thẩm Chấp nhìn theo ánh mắt cô thấy một người phụ nữ mặc áo khoác màu nâu nhạt đứng cách đó không xa, bà mặc áo khoác dài, cả người có khí chất kiểu vô cùng tinh tế nhưng rất xa cách. Mặc dù hơi xa nhưng Thẩm Chấp vẫn thấy rõ khuôn mặt bà. Khuôn mặt kia vừa liếc mắt đã thấy có quan hệ với Kỷ Nhiễm. Mẹ Kỷ Nhiễm. Thoáng chốc, có người đàn ông mặc áo khoác đen đi tới bên cạnh bà nói vài câu bên tai bà rồi cũng nhìn về bên này. Lúc anh ta thấy Kỷ Nhiễm liền hơi giật mình. Nhìn thấy thiếu niên bên cạnh cô lại càng trợn to mắt. Kỷ Nhiễm nhìn Bùi Uyển, vài giây sau cô liền đứng dậy. Trước khi đi qua đó cô mở miệng nói, đó là mẹ em. Cô đi tới trước mặt Bùi Uyển. Bùi Uyển nhìn cô, vẻ mặt bà không quá nhiều cảm xúc. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Kỷ Nhiễm khẽ hỏi. Bùi Uyển cười một tiếng, giọng nói không có ý tốt, lời này nên do mẹ hỏi con mới đúng. Giọng bà vẫn lạnh lùng trước sau như một. Mặc dù biết rõ Thẩm Chấp cách xa như vậy khẳng định không nghe thấy. Nhưng không biết vì sao, cô lại không muốn Thẩm Chấp nhìn thấy bộ dáng khi cô nói chuyện với Bùi Uyển. Không muốn cho người khác phát hiện ra,
Hóa ra mẹ cô nói chuyện với cô lạnh lùng như vậy. Ngay cả giọng điệu nói chuyện vẫn kiểu mệnh lệnh trước sau như một. Lần đầu tiên Kỷ Nhiễm muốn phản kháng lại, cô giành nói trước, con đưa anh ấy về phòng bệnh trước, có chuyện gì đợi lát nói sau. Không chờ Bùi Uyển phản ứng, Kỷ Nhiễm đã xoay người đi lại chỗ Thẩm Chấp, đẩy cậu đi. Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện. Đến phòng bệnh, cô dừng xe lăn lại rồi mới nói, mẹ em chờ dưới lầu, em phải về với bà rồi. Thẩm Chấp gật đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiễm, cả người cô đều bao phủ trong áp suất thấp, từ khi Bùi Uyển xuất hiện đã sản sinh ra áp suất này. Kỷ Nhiễm xoay người rời khỏi, mới đi tới cửa đột nhiên Thẩm Chấp kêu, Nhiễm Nhiễm. Kỷ Nhiễm quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười, buổi tối em quay lại thăm anh. Thẩm Chấp nhìn đôi mắt to chứa ý cười kia, cuối cùng cậu vẫn gật đầu, giọng khàn khàn, được, anh sẽ chờ em. Vẫn luôn chờ. Lúc Kỷ Nhiễm xuống dưới lầu xa xa đã thấy Bùi Uyển vẫn đứng ở kia, chưa động bước nào. Cô bước từng bước thong thả đi qua, tốc độ không nhanh không chậm. Cô vừa đi tới trước mặt thì Bùi Uyển không dông dài, hỏi thẳng vấn đề, vừa rồi là ai? Kỷ Nhiễm suy nghĩ rồi nói, là bạn học, cũng là bạn ngồi cùng bàn. Dường như cô còn cảm thấy chưa đủ, nói thêm, chính là bạn học mỗi lần thi đều đứng nhất. Bùi Uyển như bị cô chọc cười, đại khái những lời Kỷ Nhiễm trả lời ở trong mắt bà đều đang giấu đầu hở đuôi. Bà a một tiếng rồi híp mắt nhìn Kỷ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, con biết điều mẹ muốn nghe không phải chuyện này. Kỷ Nhiễm há miệng. Thái độ cô như vậy làm cho Bùi Uyển càng rõ ràng hơn, ánh mắt bà lạnh dần, nhìn Kỷ Nhiễm như có ý ép hỏi. Nhiễm Nhiễm, con đang yêu đương sao? Lời này vừa nói ra giữa hai mẹ con dường như nổi lên tấm bình phong che chở vô hình, hay nói giữa hai người có một rãnh sâu, Kỷ Nhiễm ở đầu, Bùi Uyển bên đối diện cô. Kỷ Nhiễm vẫn im lặng như cũ. Nếu người khác có lẽ sẽ phủ nhận, không, không phải, hai từ đơn giản cỡ nào chỉ cần mở miệng là có thể nói ra được, nói không chừng chỉ cần nói dối là có thể qua được kiểm tra này. Nhưng Kỷ Nhiễm không muốn. Rõ ràng trước kia cô không muốn người khác biết quan hệ giữa hai người. Cô có cả 100 lý do, phải cố gắng học tập không thể ảnh hưởng bạn học khác hoặc phải làm một học sinh gương mẫu. Có rất nhiều lý do nhưng cô không muốn. Cô không muốn phủ nhận sự tồn tại của Thẩm Chấp, cũng không muốn phủ nhận ý nghĩa của cậu đối với cô. Cô không nói lời nào còn Bùi Uyển cũng im lặng. Mơ hồ giữa hai mẹ con như đang phân cao thấp. Đến cuối cùng, Bùi Uyển nhìn cô lạnh lùng nói, đi thôi, mẹ đưa con về. Kỷ Nhiễm không ngờ lần đầu tiên hai người công khai giằng co lại có thể kết thúc bằng việc Bùi Uyển cúi đầu trước, ngay cả Kỷ Nhiễm cũng cảm thấy không thích hợp lắm. Nhưng cuối cùng quả thật Bùi Uyển vẫn đưa Kỷ Nhiễm về nhà ông bà nội. Kỷ Nhiễm yên lặng chờ tới tối, cô nhìn thời gian, biết ông bà nội ngủ tương đối sớm, gần 8 giờ đã đi ngủ rồi. Cô mặc quần áo tử tế, đi giày rồi rón ra rón rén đi ra ngoài. Lúc cô lén chuồn ra ngoài xong liền bắt xe tới bệnh viện mà không nhắn tin trước cho Thẩm Chấp. Mặc dù lúc nãy cậu có nhắn tin cho cô kêu cô buổi tối không cần tới tìm cậu, nhưng Kỷ Nhiễm nghĩ tới chuyện một mình cậu lẻ loi ở trong bệnh viện lại không đành lòng. Đến bệnh viện, cô ngựa quen đường cũ đi tới cửa phòng bệnh Thẩm Chấp nằm, ai ngờ lúc cô đang tính đẩy cửa ra lại nghe được giọng nữ quen thuộc từ bên trong truyền ra. Cậu và Nhiễm Nhiễm không thích hợp. Thực sự giọng Bùi Uyển rất dễ nghe, lạnh lùng nhưng lại thành thục. Kỷ Nhiễm yên lặng nhìn qua khe kính trên cửa phòng bệnh. Bùi Uyển đứng bên giường còn thiếu niên trước mặt bà ngồi trên giường cúi đầu xuống, mái tóc đen che mất ánh mắt cậu làm Kỷ Nhiễm không thể nhìn thấy được nét mặt của cậu bây giờ. Cuối cùng Thẩm Chấp vẫn ngẩng đầu lên, cậu vô cùng nghiêm túc nói, "Dì, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của Nhiễm Nhiễm." Vẻ mặt Bùi Uyển vẫn lạnh lùng như cũ, không chút thay đổi nhìn thiếu niên trước mặt, không chỉ riêng chuyện học tập, gia đình của cậu. Bùi Uyển nhẹ nhàng nói ra bốn chữ nhưng lại giống như cây búa nện vào lòng Thẩm Chấp. Dù cậu là người biết kiềm chế và bình tĩnh nhưng cũng không thể không cười khổ. Đúng vậy, gia đình cậu. Bùi Uyển không có thói quen lòng vòng, bà luôn là người đi thẳng vào vấn đề. Nếu hai đứa chưa là người trưởng thành, vậy kết thúc bây giờ luôn đi. Dù sao tuổi hai đứa còn quá nhỏ. Dù hai đứa cảm thấy 17 tuổi đã có thể nhận định một người vậy thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Gia đình cậu quá phức tạp, không thích hợp với Nhiễm Nhiễm. Thẩm Chấp cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy viền giường bệnh. Bởi vì tay dùng sức quá mức nên các đốt ngón tay đều trắng bệch. Huống chi bệnh của mẹ cậu, Bùi Uyển hơi dừng lại, Thẩm Chấp ngẩng đầu lên nhưng Bùi Uyển cũng không thèm để ý ánh mắt cậu, nhàn nhạt nói, bệnh tâm thần có di truyền trong gia đình, mẹ cậu phát bệnh năm 21 tuổi,
làm sao cậu có thể đảm bảo bà ấy không di truyền gen này cho cậu? Cạnh cửa bị người khác dùng lực đẩy mạnh ra va vào tường tạo nên tiếng vang thật lớn, kinh động đến những bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Kỷ Nhiễm đứng ở cửa, cả người đều run lên. Bùi Uyển kinh ngạc nhìn cô, nhưng cô gái nhỏ giống như con sư tử lâm vào trong sự phẫn nộ điên cuồng, cô dùng sức nắm chặt tay mình lại, liều mạng cắn chặt môi. Cuối cùng cô vẫn nói, sao mẹ có thể nói với anh ấy những lời như vậy chứ? Lấy bệnh của người mẹ để cảnh cáo con trai người ấy. Kỷ Nhiễm không thể ngờ được Bùi Uyển lại làm chuyện như vậy. Cô cho rằng Bùi Uyển độc tài, cố chấp, cô cũng đã nhìn quen sự độc tài và cố chấp của bà, nhưng cô không ngờ bà lại có thể lạnh lùng và ích kỷ như vậy. Mẹ là một người mẹ, sao mẹ có thể nói về mẹ của anh như vậy với anh chứ? Kỷ Nhiễm mở to hai mắt không muốn để mình rơi nước mắt. Tâm trạng thất vọng này giống như ngọn lửa đang thiêu cháy lòng cô. Ngọn lửa này đốt cháy hết tất cả sự quyến luyến và sự kiên trì đối với Bùi Uyển ở trong lòng cô. Lòng cô giống như mảnh đồng bằng luôn được cô giữ lại, bây giờ đã bị đốt trơ trụi không để lại bất cứ thứ gì. Kỷ Nhiễm nhìn bà, trong lòng vắng vẻ. Là tuyệt vọng hay thất vọng, cô cũng nói không rõ. Kỷ Nhiễm nhìn bà rồi lại mở miệng nói, con cảm thấy hổ thẹn vì mẹ. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio. Và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình. Và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.